Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 2. Ngay lúc này, ở hướng 4 giờ, trong màn đêm có một hình bóng, đang tiến dần đến cách đó không tới 3 mét. Chú Vương, muộn thế này rồi mà chú còn phải vất vả đến đây, thật là làm phiền chú quá. Triệu Văn Bân áy náy nhìn về phía người đàn ông mặc áo khoác đen bên cạnh nói. Văn Bân, chú không muốn gặp cháu bên ngoài, chú là bạn cũ của mẹ cháu, giúp cháu là chuyện. Chính như là Triệu Văn Bân nói, Tô Đại Thiếu Gia khét tiếng làm chuyện xấu ở Giang Bắc, cho dù có làm ra chuyện gì thì cũng chẳng có gì lạ cả. Mà Triệu Văn Bân cũng là một tên công tử học trả hay, cây trả giỏi nhưng danh tiếng không đến nổi xấu như vậy. Nếu như Tô Đại Thiếu Gia tranh cãi với anh ta thì nghĩ đến cuối cùng chắc hẳn mọi người cũng đều chọn tin tưởng Triệu Văn Bân thôi. Về điểm này, trong lòng Tô Đại Thiếu Gia hiểu rõ, cho nên anh mới lười tranh cãi với Triệu Văn Bân, dù sao vết nhơ của mình cũng đã đủ nhiều rồi, cũng không còn thiếu cái này nữa, thế là anh lựa chọn ngầm thừa nhận. Trí nhớ mà Tô Thương kế thừa cứ đứt quãng không liên tục, có rất nhiều ký ức ngày trước không được rõ ràng cho lắm. Giờ phút này nghe Triệu Văn Bân kể xong, Tô Thương mới hiểu rõ, thì ra Tô Đại Thiếu Gia cũng là một người số khổ. 5 năm trước, mẹ qua đời là một đả kích vô cùng lớn với anh, sau đó lại bị Triệu Văn Bân bày kế hãm hại, cho nên tất cả mọi người đều biết chuyện anh làm cho bụng của Giang Tuyết Nhi bự lên. Từ đó về sau, Tô Đại Thiếu Gia liền nản lòng thoái chí, tự sa ngã, hoàn toàn chìm sâu vào vũng bùn tối tăm. Đáng thương không gì lớn hơn là lòng người đã chết. Tô Thương có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng, bất lực của anh, có lẽ từ ngày mẹ anh qua đời, một Tô Đại Thiếu Gia hăng hái, có chí tiến thủ cũng đã chết theo rồi. Nhưng mà, Tô Thương cũng sẽ không qua loa cho xong chuyện, cái tiếng oan này không phải của anh tuyệt đối không cõng lên trên người mình. Triệu Văn Bân, cậu tính kế hãm hại tôi vốn nên giết cậu. Ngay lúc này, Tô Thương nhìn chằm chằm vào Triệu Văn Bân, lạnh lùng nói, nhưng bây giờ, tôi cho cậu một cơ hội nữa, cùng tôi trở về chỉ điểm Tô Nhị Thiếu Gia, thì tôi sẽ suy nghĩ lại làm sao để trừng phạt cậu. Trừng phạt tôi. Triệu Văn Bân nghe thấy như vậy liền cười nhạo nói, ha ha, Tô Đại Thiếu Gia, cậu thật biết nói đùa, nếu như hôm nay tôi đem những chuyện này nói hết cho cậu thì cậu cảm thấy cậu sẽ còn cơ hội để sống sót sao? Sao nào, cậu muốn giết tôi sao? Tô Thương nhíu mày nói. Nói nhảm, cậu tưởng tôi ngốc sao, không giết cậu để cậu trở về nhà họ Tô nói hết những chuyện này cho Tô Thần Binh biết thì không chỉ mình tôi chết mà cả nhà họ Triệu chúng tôi đều gặp họa ngập đầu sao? Triệu Văn Bân trước thì mỉm cười sau đó lại khách sáo nói, chú Vương, vất vả cho chú rồi, có thể ra tay rồi. Người đàn ông mặc áo đen ở bên cạnh gật gật đầu rồi quay sang nhìn Tô Thương, lạnh lùng nói, Tô Thương, tôi từng tặng cho Triệu Văn Bân một miếng ngọc bội, nghe nói trưa nay đã bị cậu thắng cược lấy đi rồi. Ngọc bội. Tô Thương nhìn thẳng vào mắt của người mặc đen, thoáng chút kinh ngạc vui mừng, ông chính là người bạn của mẹ Triệu Văn Bân sao? Đúng vậy, khuôn mặt của người đàn ông mặc đen được một tấm vải đen che kín, nhìn không rõ mặt mũi của ông ta, lạnh lùng nói, giao ngọc bội ra đây, tôi sẽ cân nhắc cho cậu chết một cách nhẹ nhàng. Ngọc bội bị tôi dùng rồi, sớm đã biến thành bụi phấn rồi. Tô Thương thành thật nói. Dùng hết rồi, là ý gì, cậu hút hết năng lượng của miếng ngọc bội rồi sao? Tô Thương gật đầu nói, cảm ơn miếng ngọc bội của ông, nó đã giúp tôi được một chuyện lớn. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Vẻ mặt của người đàn ông mặc áo đen tràn đầy kinh sợ, không tin nổi nói, ngọc bội là từ đá năng lượng làm ra, mà năng lượng ẩn chứa bên trong đá năng lượng tương khắc với chân khí, do đó nếu như người luyện võ công mà hấp thu nó thì nhất định sẽ bị nổ cho banh xác. Đừng nói là cậu còn trẻ như vậy, cho dù là các tông sư võ đạo hóa kình trở lên cũng không có cách nào hấp thu được đá năng lượng. Nói đến đây thì người mặc áo đen mới phản ứng lại rồi cười nhạo nói, Tô Đại Thiếu Gia, bây giờ đang ở trong tình huống này rồi còn dám trêu đùa tôi sao, muốn chết. Vừa nói dứt lời, người đàn ông mặc áo đen liền nheo mắt lại rồi lập tức giơ tay ra đánh về phía Tô Thương. Trò vặt vãnh. Tô Thương vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, cho đến khi bàn tay của người đàn ông mặc áo đen đó sắp tiến gần đến thì anh mới giơ một tay lên. Bù. Tiếp theo đó. Một bức tường khí từ dưới đất mọc lên chắn ngay trước mặt Tô Thương.
và rồi một đòn này của người mặc khoác đen liền đập thẳng vào bức màn linh khí, sau đó một dư chấn khủng khiếp nổ ra, những vệt gợn sóng tản ra khắp bốn phía. Mạnh quá, thực lực của ông ta, chỉ có thể mạnh hơn chứ không yếu hơn so với Tiêu Đình, như vậy có thể thấy được, nội lực đã được tu luyện đến một trình độ nhất định rồi, còn có thể chống trả lại với linh khí của mình. Tô Thương lùi về sau mấy bước, trong nháy mắt anh cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, hiển nhiên là anh đã bị chấn thương rồi nhưng không nặng lắm. Trái lại người đàn ông mặc áo đen trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh sợ, trên mặt đã viết đầy mấy chữ khó mà tin nổi. Tôi tu luyện đã 50 năm, đã bước vào giai đoạn sau của cấp bậc hóa kình, cậu còn trẻ như vậy, vậy mà lại có thể chống trả lại được một đòn của tôi. Ánh mắt của người đàn ông mặc áo đen lạnh lẽo tới thấu xương nhìn chằm chằm vào Tô Thương, người trẻ tuổi, xem ra cậu không phải là đồ bỏ đi như mọi người thường nói, mà là một người có thiên phú luyện võ. Ông nói nhảm nhiều quá. Thương không thèm tham gia vào cuộc trò chuyện với người đàn ông mặc áo đen, mà thu lại bức tường linh khí, rồi sau đó chủ động tấn công. Sau khi biết được thực lực của đối phương, Tô Thương không còn coi thường nữa mà anh sử dụng toàn lực để đánh. Người đàn ông mặc áo đen không dám sơ suất, cũng sử dụng toàn lực để chống trả lại. Cái cơ thể này của Tô Thương, trước kia vô cùng bình thường, kém cỏi nhưng sau khi được anh tẩy tinh phạt tủy thì sức chịu đựng đã không còn yếu nữa. Vì vậy, Tô Thương đánh ngang sức ngang tài với người đàn ông mặc áo đen, coi như là 50 đến 50, nhất thời không phân được thắng thua. Nhưng mà, người đàn ông mặc áo đen càng đánh thì càng sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy kiêng dè nhìn Tô Thương. Còn trẻ như vậy mà đã có thể đấu với tôi, xem ra trong phái võ tông cũng khó kiếm được một tay như vậy. Hơn nữa, chân khí mà cậu ấy dùng vô cùng kỳ lạ, bá đạo vô cùng, tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ, chắc hẳn cậu ấy đã tu luyện tuyệt đỉnh võ công gì rồi. Yêu nghiệt, cái tên này đúng là nghiệp chướng của thiên kiêu mà, nhất định phải tiêu diệt nếu không hậu hoạn vô cùng. Thiên kiêu, người thời Hán gọi thiền vu của Hung Nô là con trời. Trong lòng nghĩ đến đây, người đàn ông mặc áo đen không dám giấu nghề nữa, liên tiếp tung ra bản lĩnh sở trường của mình, ép Tô Thương liên tục lui về sau, thậm chí còn nắm bắt được sơ hở của Tô Thương, đấm một phát khiến Tô Thương bay ra ngoài. Phù! Tô Thương bị đánh cho máu nhuộm đầy trời, liên tiếp ngã xuống mặt đất, sắc mặt dần trở nên nhợt nhạt. Người đàn ông mặc áo đen nhìn thấy như vậy, mới dám nở một nụ cười yên tâm. Hay! Chú Vương, chú đánh hay lắm! Lúc này, Triệu Văn Bân ở bên cạnh vui mừng vỗ tay khen hay, sau đó lại khiêu khích nói, Tô đại thiếu gia, cậu thật khiến người ta ngạc nhiên mà, tôi còn tưởng cậu chỉ là một đồ phế vật, không ngờ cậu ẩn giấu thâm sâu như vậy, vậy mà còn biết võ công cơ đấy. Nhưng mà, rất đáng tiếc mà, chú Vương của tôi là đến từ phái võ tông, thực lực thâm sâu khó lường, hôm nay cậu chết chắc. Chú Vương, nhanh giết nó đi. Triệu Văn Bân đầu tiên là khiêu khích, sau đó không kịp chờ đợi thúc giục nói. Người đàn ông mặc áo đen gật đầu, rồi bước nhanh về phía Tô Thương, Tô Thương, tất cả đã kết thúc rồi, chịu chết đi. Tô Thương xoay người lại đứng lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia cười nhạo, đúng là nên kết thúc rồi, nhưng mà, người chết, là ông. Trong nháy mắt khi vừa nói dứt lời, hai tay của Tô Thương liền bắt đầu nhào nặn, một quả cầu nước to bằng quả táo dần dần thành hình trong lòng bàn tay anh, đồng thời tỏa ra uy thế vô cùng khủng bố, khiến cho người ta cảm thấy như rơi vào hố băng. Thuật thủy cầu. Mặc dù đây chỉ là tiên thuật cấp thấp, nhưng uy lực của nó không thể nào khinh thường được. Nhưng sử dụng thủy cầu thuật, cần tiêu hao một lượng lớn linh khí, trước đó Tô Thương sợ người đàn ông mặc áo đen bỏ trốn, cho nên mới không tùy tiện ngưng tụ. Bây giờ, người đàn ông mặc áo đen đó cho rằng Tô Thương không hề có sức đánh trả, đã buông lỏng đề phòng, đúng lúc này là thời cơ tốt nhất để thi triển thủy cầu thuật. Tô Thương không chút do dự, sau khi thủy cầu thuật hình thành, lập tức ném ra ngoài. Đây là nước. Người đàn ông mặc áo đen mặt đầy ngạc nhiên, nhưng không đợi ông ta kịp phản ứng, thủy cầu đã đánh vào lồng ngực của ông ta rồi. Với một bầu không khí im lìm truyền đến hiện trường, sau đó người đàn ông mặc áo đen liền ngã bay ra sau 3-4 mét mới rơi trên mặt đất, từ trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Chân khí biến dạng, cậu vậy mà là tông sư võ đạo. Người đàn ông áo đen sợ hãi vô cùng,
trong giọng nói đầy sự hoảng sợ. Tông sư võ đạo mà người mặc áo đen đó nhắc đến, Tô Thương có thể biết được, đây chắc là một cảnh giới cao hơn rất nhiều so với cấp bậc hóa kình. Với thực lực hiện tại của Tô Thương, đối phó với người ở giai đoạn sau của cấp bậc hóa kình đã là cố hết sức rồi, đương nhiên không cách nào so sánh với tông sư võ đạo rồi. Nhưng vì linh khí và chân khí khác biệt, dẫn đến ông ta nghĩ lầm Tô Thương là tông sư võ đạo. Tô Thương cũng không hề giải thích, mà nhanh chân đi về phía người đàn ông mặc áo đen, lạnh lùng dò hỏi, nói cho tôi biết, loại đá năng lượng làm ra ngọc bội, ông còn có bao nhiêu? Người đàn ông mặc áo đen suy nghĩ một lát, ông ta nhìn ra được, người trẻ tuổi trước mắt muốn có đá năng lượng, liền nói, trên người của tôi không có, nhưng tôi biết một chỗ chắc chắn có. Chỗ nào? Tô Thương hỏi tiếp. Người đàn ông mặc áo đen nghiến răng nói, muốn tôi nói cho cậu biết cũng được, nhưng cậu phải tha cho tôi và Văn Bân, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không nói. Ha ha, ra điều kiện với tôi à, ông còn chưa có tư cách. Ánh mắt Tô Thương lạnh lùng, trầm giọng nói, nếu ông không nói, tôi sẽ giết ông ngay bây giờ. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, cho ông 10 giây, bỏ lỡ rồi, chỉ có cái chết chờ ông thôi. Trong lúc nói chuyện, trên người Tô Thương phát ra một luồng khí rất đáng sợ, không khí xung quanh dường như ngưng kết lại. Đừng ra tay, tôi nói. Người đàn ông mặc áo đen vội nói gấp, đá năng lượng tương đối quý báu, tuy người luyện võ không cách nào hấp thu năng lượng trong đó, nhưng đeo lâu, có thể cảm giác được khí tức bên trong đá năng lượng, có lợi với cơ thể, chợ đen cửu môn chắc chắn có người bán. Chợ đen cửu môn, Tô Thương cau mày nói, đó là chỗ nào? Đến điều này cậu cũng không biết à, cậu không phải là người luyện võ sao? Lẽ nào là cậu may mắn, có cơ duyên trùng hợp đạt được thần công, tự mình tu luyện đến trình độ cao như bây giờ sao? Người đàn ông mặc áo đen không nhịn được bèn suy đoán. Điều không nên hỏi thì đừng hỏi. Tô Thương lạnh lùng nói, chợ đen cửu môn bán cái gì, địa chỉ ở đâu? Đó là chỗ giao dịch của người luyện võ công, có thể tự do mua bán dược liệu, đan dược, vũ khí. Nội công tâm pháp, sách quý về võ công, mỗi tỉnh ở nước Hoa đều có một chợ đen cửu môn. Dưới sự đe dọa của Tô Dương, người đàn ông mặc áo đen không dám giấu giếm, thành thật nói, đường Trung Sơn, Đông Giao, Giang Bắc có một con phố dài dưới lòng đất, đó chính là chợ đen cửu môn của tỉnh này, nơi đó nhất định có người bán đá năng lượng. Hóa ra là thế. Tô Thương gật đầu như đã hiểu, rồi lập tức nhiên đưa tay ra trực tiếp bẻ gãy cổ người đàn ông mặc áo đen. Mặt không biểu cảm nói, thật ngại quá, ông biết quá nhiều điều rồi, nên buộc phải chết. Sau đó tiện tay vứt bỏ thi thể người đàn ông mặc áo đen, rồi Tô Thương đứng dậy đi về phía Triệu Văn Bân, ánh mắt u ám đáng sợ. Triệu Văn Bân tận mắt nhìn thấy Tô Thương giết chết người đàn ông mặc áo đen, trong lòng sợ hãi vô cùng, trong nháy mắt ngã phịch trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Tô Thương, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, xin cậu tha cho tôi đi, tôi không muốn chết đâu. Triệu Văn Bân không còn hung hăng càn quấy như lúc nãy nữa, mà bây giờ chỉ còn một giọng nói run rẩy cầu xin. Tô Thương nhìn về phía Triệu Văn Bân, thản nhiên nói, chỉ cần cậu đồng ý cùng tôi trở về chỉ ra Tô Cảnh Hàm, tôi tạm thời sẽ không giết cậu, nếu không ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của cậu. Được, tôi đồng ý, Tô Đại Thiếu Gia, cậu đừng giết tôi đồng ý. Hừ, Triệu Văn Bân đang nói. Đột nhiên có một cái phi tiêu xẹt qua không trung, nhanh chóng cắm vào cổ họng của anh ta. Phốc! Hai tay Triệu Văn Bân theo bản năng che cổ họng lại, đáng tiếc không còn kịp rồi. Yết hầu của anh ta đã thủng, máu đỏ tươi phun ra ngoài, trong đêm đen lóa mắt khác thường. Chỉ trong chốc lát, Triệu Văn Bân liền ngã trên mặt đất, hai mắt trừng to ra, về chầu ông bà luôn. Ai? Tô Thương nhíu mày, ngưng tụ thủy cầu thuật trước. Sau đó sử dụng toàn lực ném về phía chiếc phi tiêu vừa phóng ra, không ngoài dự tính đánh chúng vào người ra tay. Ngay sau đó, một bóng người từ trên cây khoảng hơn 5 mét rơi xuống. Tô Thương đi qua kiểm tra, phát hiện người áo đen này, từ đầu đến chân toàn bộ đều được bọc lại bằng vải đen, chẳng trách bản thân anh ngay từ đầu cũng không phát hiện gì. Lúc này, người đó nằm trên mặt đất, miếng vải đen trên mặt bị dính đầy máu tươi, thở hổn hển không ngừng. Mày là ai, Tô Cảnh Hàm cử mày đến sao? Tô Thương mở mồm chất vấn. Người áo đen chẳng nói từ nào. À, rất có bản lĩnh đấy, nhưng mà,
tao có hàng trăm cách để cạy mồm mày ra. Tô Thương cười lạnh lùng. Nhưng chưa kịp ra tay, người áo đen đã phun ra máu đen, cổ nghiêng nghiêng độc đã phát tán chết toàn thây. Tô Thương cau mày, cúi người cạy mồm người áo đen ra, phát hiện trong răng người áo đen đã giấu chất độc từ trước, thấy rằng không chạy thoát được, cho nên hắn cắn viên nhộng chết ngay tức khắc. Tử sĩ! Lòng Tô Thương trầm hẳn xuống, tự nhiên sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm. Đối mặt với người mặc áo đen vừa rồi kia, đòi hỏi anh đã phải dùng toàn lực để đối phó, bây giờ lại lòi ra một tên tử sĩ mà bản thân không hề phát hiện ra trước. Nếu như lúc trước, phi tiêu của tên tử sĩ này không phải tấn công Triệu Văn Bân, mà bắn về phía Tô Thương hoàn toàn không phòng bị, cứ coi như có thể đỡ được phi tiêu, nhưng chính bản thân cũng phải bị thương. Trái đất này, nguy hiểm quá, sức mạnh luyện khí tầng thứ nhất, căn bản không đủ dùng. Nhưng Tô Thương, rất ưa thích loại cảm giác này. Có nguy hiểm, mới có động lực để tiếp tục trở nên mạnh lên, ở kiếp trước người tạo ra những nguy cơ đó, đều đã trở thành đá kê chân của tôi. Tô Thương nhếch miệng, ý chí chiến đấu sục sôi nói, lần này, cũng sẽ không có ngoại lệ. Xoạt xoạt. Đúng lúc này, từ xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng bước chân dồn dập. Tiêu Đình, sao cậu ấy lại tới đây? Tô Thương liền lấy lại tinh thần, thầm nghĩ, chắc là cha tôi cử tới, trước mắt tôi vẫn không biết bên cạnh Tô Cảnh Hàm có cao thủ hay không, hơn nữa Triệu Văn Bân chết rồi, không có ai làm chứng, dựa vào hình tượng của Tô Đại Thiếu gia thì chỉ sợ nói cái gì cũng chẳng có người tin. Được rồi, cứ giấu thực lực của tôi thêm mấy ngày nữa đi, chờ tôi đột phá đến luyện khí tầng thứ hai thì lại đi tìm Tô Cảnh Hàm tính sổ sau. Nhưng bây giờ nơi này có ba cái thi thể, Tiêu Đình lại sắp đến, tôi phải giải thích thế nào mới không bị nghi ngờ đây. Tô Thương suy đi nghĩ lại, cuối cùng nhếch miệng lên, nghĩ đến một phương pháp giải quyết tuyệt vời nhất. Tiêu Đình hai hôm nay rất bận rộn. Tô Đại Thiếu gia lúc trước đã điều khiển máy ủi san phẳng trường học, kết quả là bị chôn dưới đống xà bần xây dựng. Ông chủ cho rằng chuyện này không đơn giản như thế, cho nên đã cử anh ấy âm thầm điều tra. Tuyệt đối không được bứt dây động rừng. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng thì Tiêu Đình cũng đã tìm thấy được nhà họ Triệu đầu tiên. Nhà họ Triệu ở Giang Bắc, chỉ là một gia tộc tầm trung, nhưng nhờ vào bất động sản để làm giàu nên rất dễ để liên hệ với máy ủi. Tiêu Đình dựa theo đầu mối này, dễ dàng đã tìm thấy Triệu Văn Bân, kết quả lại biết được Triệu Văn Bân tối nay lại tìm thêm 50 máy ủi. Mặc dù anh ta đã bí mật để làm nhưng mà Tiêu Đình là một thám tử nên đã phát hiện ra manh mối này. Lẽ nào Đại Thiếu gia lại muốn san phẳng trường Đại học Kinh Tử? Nghĩ đến đây, Tô Đình không bình tĩnh được, ngay cả Tô Thần Binh cũng chưa biết việc này, anh ấy tức tốc chạy ngay đến thẳng trường Đại học Kinh Tử. Vừa đến gần Đại học Kinh Tử, Tiêu Đình nhìn thấy 50 cái máy ủi đang tập hợp ở mảnh đất bỏ hoang, trong lòng có chút lo lắng. Nhìn kỹ hơn thì anh ấy mới thở dài một hơi, may mắn là mình tới kịp thời, đã kịp đuổi theo Đại Thiếu gia ở phía trước, nếu như đến muộn một bước thì Đại Thiếu gia nhất định sẽ gây nên tai họa lớn. Đại Thiếu gia ơi là Đại Thiếu gia, cậu là đồ vô dụng cũng thôi đi, xa hoa đồi trụy cũng không có ai dám trách cậu, nhưng tại sao cậu cứ nhất định phải gây khó dễ cho trường học chứ? Vết thương còn chưa lành được hai ngày, lại sắp xếp san phẳng trường học người ta. Cậu xem san phẳng trường học là một trò chơi đâm xuyên qua hàng rào hay sao, đẩy một trường rồi lại thêm một trường nữa, cậu không thể ngồi yên một chỗ được một lúc hay sao? Tiêu Đình nhìn qua vùng đất hoang nơi tụ tập máy ủi, cười khổ sở. Cứu mạng với. Nhưng ngay lúc này, ở trong bóng tối xa xa, đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu. Hử, tiếng này sao lại nghe quen tai thế này? Tiêu Đình cau mày, sau một hồi suy nghĩ. Đột nhiên trong lòng căng thẳng. Thôi chết rồi, đó là Đại Thiếu gia. Từ sau khi biết được người kêu cứu là Tô Thương, Tiêu Đình nhanh chóng vượt qua màn đêm, mười mấy giây sau thì thấy được Tô Thương. Lúc này, Tô Thương đang nằm dưới đất, đầu tóc rối tung, quần áo và mặt mũi dính đầy máu, nhìn vô cùng nhếch nhác. Mà bên cạnh anh ấy, lại có ba cái xác, trong đó có một cái xác chính là Triệu Văn Bân. Ngoài ra còn hai cái xác nữa. Một người mặc áo khoác đen, còn một người mặc bộ quần áo hoạt động ban đêm, đều không nhìn rõ mặt mũi, không biết là ai. Tiêu Đình, con mẹ nó chứ, cuối cùng thì cậu cũng tới rồi, dọa chết tôi rồi, tôi còn tưởng tôi phải chết rồi chứ.
Tô Thương làm bộ sợ hãi nói, toàn thân vẫn còn run lên. Đại thiếu gia, Tiêu Đình vội vàng chạy tới, ân cần dò hỏi, cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Không, không bị thương, nhanh đỡ tôi dậy. Tô Thương run lên nói, nhìn như giống bị dọa đến sợ hãi. Tiêu Đình làm theo, đỡ Tô Thương dậy, sau đó không chịu được mà hỏi, đại thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Công tử nhà họ Triệu sao lại chết ở đây? Còn hai người khác là ai? Sao lại chết như thế? Cậu mở miệng ra là hỏi một loạt như thế để làm gì hả? Tôi hiện giờ đầu óc trống rỗng, sao mà trả lời được? Nhanh gọi điện thoại cho cha tôi phải về nhà, tôi không muốn ở cùng một hố với người chết đâu, nhanh lên. Tô Thương hoảng hốt lo sợ nói, dùng hết khả năng để diễn đúng một Tô đại thiếu gia công tử bột hèn nhát. Vâng, Tiêu Đình cung kính nghe lời. Lập tức bấm số điện thoại di động của Tô Thần Binh, nói sơ qua về tình hình hiện tại. Ngay sau đó, Tô Thương lập tức muốn Tiêu Đình đưa về nhà họ Tô, nhưng trước khi đi, thì hai người họ đã đến vùng đất hoang nơi đang tập hợp máy ủi. Tô đại thiếu gia, anh vừa rồi vội vàng hoảng sợ chạy đi, anh đi làm cái gì vậy, còn muốn san phẳng trường học nữa không hả, đợi thêm chút nữa là chúng ta bại lộ đó. Vương Phú Quý nói liên tục, đột nhiên nhìn thấy Tô Thương mặt đầy máu. Nhất thời lo lắng nói, mẹ ơi, Tô đại thiếu gia, anh bị làm sao thế? Việc này nói ra dài lắm, Vương Phú Quý, cậu nhanh để chỗ máy ủi này về trước đi. Tô Thương nói, anh không lầm chứ Tô đại thiếu gia, đã tiêu tiền rồi sao lại nói rút là rút, tôi còn muốn cùng anh làm ra một trận lớn nữa. Tiêu Đình, Vương Phú Quý nhìn thấy Tiêu Đình, liền ngậm miệng lại ngay lập tức. Làm người tin cậy bên cạnh Tô đại thiếu gia. Cậu ấy đương nhiên nhận ra đội trưởng đội vệ sĩ nhà họ Tô, thậm chí còn có chút sợ hãi, thế là biết điều dặn dò người điều khiển máy ủi lui khỏi hiện trường. Tô Thương và Tiêu Đình cũng không ở lại đó, họ nhanh chóng biến mất trong đêm. Nửa tiếng sau, trong phòng khách của trang viên nhà họ Tô, ba xác chết nằm đó, chính là Triệu Văn Bân, người đàn ông mặc áo khoác đen và mộ tử sĩ nữa. Tô Thần Binh ngồi ngay ngắn trên ghế, Tiêu Đình đứng bên cạnh. Và điều đáng nói là Tô Cảnh Hàm cũng đứng tại đó. Tô Thương đã đổi một bộ quần áo sạch sẽ, bộ dạng lo sợ dường như đã được hồi phục nhiều rồi. Tiêu Đình, thân phận của ba xác chết này đã điều tra ra chưa? Lúc này Tô Thần Binh nghiêm túc mở miệng hỏi thăm. Đều đã điều tra ra rồi. Tiêu Đình đáp lại, người thanh niên kia là nhị công tử nhà họ Triệu ở Giang Bắc, tên Triệu Văn Bân. Người mặc đàn ông mặc bộ quần áo hoạt động ban đêm trên cánh tay có hình xăm được xác nhận đây là tử sĩ nước D. Còn về người đàn ông mặc áo khoác đen, thân phận của ông ta khá đặc biệt, lai lịch không phải dạng bình thường. Tiêu Đình nghiêm túc nói, ông ta là cao thủ có chút tiếng tăm trong giới luyện võ, Khai Sơn Trưởng, Vương Bình Xuyên. Khai Sơn Trưởng Vương Bình Xuyên. Tô Thần Binh lập tức đứng dậy, ngạc nhiên nói, ông ta không phải là cao thủ hóa kình hậu kỳ sao? Thực lực còn mạnh hơn cả cậu, tại sao lại chết ở Giang Bắc chứ? Tiêu Đình lắc đầu nói, cái này thì phải hỏi đại thiếu gia rồi. Soạt soạt soạt. Trong phút chốc cả ba người trong phòng khách đều nhìn vào Tô Thương. Đặc biệt là Tô Cảnh Hàm, nhìn Tô Thương không chớp mắt, cậu ấy rất muốn biết tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô Thương, con nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Tô Thần Binh nghiêm túc hỏi. Cha! Tô Thương không giả vờ sợ hãi nữa, dù sao anh ấy cũng là đại thiếu gia công tử bột, sau lưng còn có chị gái làm chỗ dựa, nên nếu làm quá lên thì lại phản tác dụng. Thế là Tô Thương thản nhiên cười nói, chuyện là thế này, tối nay con kêu Triệu Văn Bân giúp con tìm 50 máy ủi đất, sau đó tập hợp lại ở bên ngoài Đại học Kinh Tử, khi tới địa điểm thì Triệu Văn Bân báo tin cho con, kêu con đi qua cánh rừng bên kia tìm anh ta. Chờ một chút. Tô Thần Binh tối sầm mặt mũi hỏi, thằng danh con, mày đặc biệt liên hệ máy ủi qua Đại học Kinh Tử làm cái gì hả? Chuyện này không quan trọng. Tô Thương đổi chủ đề rồi nói tiếp, khi con qua đó, thì phát hiện Triệu Văn Bân cùng với người đàn ông mặc áo khoác đen đó đang đợi con, vừa mới nhìn thấy con, anh ta liền hỏi miếng ngọc bội. Ngọc bội gì? Tô Thần Binh ngắt lời. Sáng hôm nay con với Triệu Văn Bân đấu chó, đã thắng anh ta rất nhiều thứ. Trong đó có một miếng ngọc bộ anh ta thường mang theo. Mày còn đi đấu chó sao? Tô Thần Binh nghiến răng nói, mày là đại thiếu gia, Tô Thương, mày không thể làm phế vật ngoan ngoãn ở nhà hay sao?
Cha, cha không biết lịch sự hay sao, cứ cắt ngang suốt thế, thôi con không nói nữa, con đi về ngủ đây. Tô Thương thở hổn hển, quay đầu bỏ đi mặc kệ mọi thứ, rất đúng với tính cách của Tô Đại Thiếu Gia. Đứng lại, mày nói tiếp đi, tao đảm bảo không cắt ngang nữa. Tô Thần Binh cam kết nói, đối với đứa con trai này thì ông ấy cũng không còn cách nào khác, không phải sợ con trai, mà là sợ Tô Dực Cân. Thế thì còn tạm được. Tô Thương tiếp tục nói, cái đồ chó má Triệu Văn Bân đó, không có đồ đánh cược, muốn quỵt nợ, cũng không biết lấy lá gan từ đâu ra, thế mà dám tìm một trợ thủ, muốn cướp ngọc bội từ trong tay của con. Cái người mặc áo choàng đen kia rất giỏi, con không có cách nào chống lại ông ta được, khi chuẩn bị đem ngọc trả lại cho ông ta thì kết quả lại lòi ra người mặc bộ quần áo màu đen kia. Người mặc bộ quần áo màu đen không có tinh thần thượng võ, chơi đánh lén sau lưng, dùng một phi tiêu liền đánh trúng vào ngực người mặc áo khoác đen. Sau đó lại phóng ra phi tiêu, giết chết Triệu Văn Bân luôn. Tô Thương nói nhảm, con lúc đó sợ tè ra quần, tay chân luống cuống, may mà người đàn ông mặc áo khoác đen chưa chết hẳn, trước khi chết ông ta trở tay cho người áo đen kia một chưởng chết luôn. Cứ như thế, ở hiện trường chỉ còn lại một mình con sống, dọa con chân tay mềm nhũn, tranh thủ thời gian kêu cứu mạng, kết quả là thấy Tiêu Đình kịp thời xuất hiện. Tô Thương kết luận nói, sự việc đại khái là như thế, còn những việc sau này, mọi người đều biết rồi đó. Kể xong đầu đuôi câu chuyện, mấy người Tô Thần Binh đưa mắt nhìn nhau, hiện trường cực kỳ yên tĩnh. Tô Thương, ý của con là tử sĩ nước Đê lén giết Triệu Văn Bân và người đàn ông áo đen, và người đàn ông áo đen trước khi chết đã giết tử sĩ nước Đê kia sao? Sau khi dừng lại mấy giây, Tô Thần Binh xác nhận nhưng giống như đang hỏi lại. Không hoàn toàn đúng lắm. Tô Thương hùng hùng hổ hổ nói, tử sĩ nước Đê chỉ lén giết người đàn ông áo đen, chứ hoàn toàn không có lén giết Triệu Văn Bân. Cái đầu ngốc Triệu Văn Bân kia lại không biết võ công, giết anh ta cũng không cần phải lén giết làm gì. Hơn nữa tử sĩ nước Đê và người đàn ông áo đen chắc đều là muốn giết con, nhưng bọn họ không quen biết nhau, kết quả là tự giết hại lẫn nhau, nếu không thì con hoàn toàn tiêu rồi. Tô Thương cảm thấy may mắn nói. Tô Thần Binh nửa tin nửa ngờ, dặn dò Tiêu Đình, Tiêu Đình, cậu đi kiểm tra vết thương xem. Vâng. Tiêu Đình nghe thấy liền đi kiểm tra cẩn thận một lượt, sau đó nói, thưa ông chủ, đúng như Đại Thiếu Gia nói, tử sĩ nước Đê và Vương Bình Xuyên đã cùng nhau chết rồi, mà Triệu Văn Bân cũng đúng là chết dưới tay của tử sĩ nước Đê kia, bị phi tiêu cứa đứt cổ họng. Tô Thương nghe vậy, khóe miệng thoáng nở một nụ cười mà không dễ dàng bị người ta phát hiện, dựa vào năng lực của anh, thì giả tạo vết thương là chuyện dễ như trở bàn tay. Tôi biết rồi. Tô Thần Binh đi qua nhìn Vương Bình Xuyên trước, sau đó lại nhìn tử sĩ nước Đê. Lúc này tấm vải màu đen che mặt của tử sĩ nước Đê đã được tháo xuống, mặt mũi xấu không gì sánh nổi. Tô Thần Binh chăm chú nhìn một lát rồi thương xót nói, đường đường là khai sơn trưởng Vương Bình Xuyên, vậy mà lại chết trong tay đồ xấu xí này, thật đáng buồn, đáng tiếc mà. Đồ xấu xí. Tô Thương nghe đến lời này, nhất thời sạm mặt lại, tức đến mức xém chút muốn mở miệng chửi luôn rồi. Người đàn ông áo đen Vương Bình Xuyên là chính tay anh giết, kết quả lại bị ông cha già của mình nói là chết trong tay đồ xấu xí. Ồ, ông chủ, thực lực của Vương Bình Xuyên rất cao, tôi tự nhận cũng không bằng ông ta, nhưng như Đại Thiếu Gia đã nói, cái đồ xấu xí giết ông ta là dân đạo trích, chuyên âm thầm đánh lén, nếu không thì Vương Bình Xuyên cũng sẽ không chết. Tiêu Đình nói thêm, cái đồ gì? Đạo trích. Chứ, cậu mới là đồ đạo trích, cả nhà cậu đều là đạo trích. Trong lòng Tô Thương oán giận thầm mắng. Đúng vậy. Tô Thần Binh khẽ gật đầu, tiếp đó ông ta quay sang nhìn Tô Thương, nhắc nhở Tô Thương, gần đây con đắc tội gì với Triệu Văn Bân sao, tại sao nó lại muốn giết con? Tô Cảnh Hàm ở bên cạnh nghe thấy như vậy, ánh mắt nhất thời nhìn sang Tô Thương, xem ra khá là căng thẳng, cậu ấy rất muốn nghe câu trả lời của Tô Thương. Tô Thương đã nhận ra nét mặt thay đổi của Tô Cảnh Hàm, trong lòng dĩ nhiên đã xác định rồi. Nhưng mà, anh lại không có chứng cứ, thế là cố ý nói, tên tiểu tử đó chắc là thua nhiều quá tức không chịu nổi thôi, hôm nay con đã thắng anh ta nhiều thứ lắm. Tô Cảnh Hàm nghe thấy câu trả lời của Tô Thương thì nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì bản thân chưa bị bại lộ. Vậy còn tử sĩ nước Đê kia là chuyện gì nữa,
tại sao lại muốn giết con? Tô thần binh tiếp tục hỏi. Vậy thì con cũng không rõ nữa, cha, cha mau điều tra xem, mau tìm ra hung thủ, con thật không muốn lúc đi ba lại bị giết chết mất tiêu đâu. Tô Thương nói. Cái thằng nhóc con còn muốn đi ba nữa sao? Tô thần binh nghiến răng nói, thằng nhãi, trước khi điều tra ra người đứng đằng sau thì con không được đi đâu hết, ngoan ngoãn ở trong nhà đi. Tiêu Đình, bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu theo sát nó, không có lệnh của tôi, không cho phép nó rời khỏi trang viên nửa bước. Vâng, Tiêu Đình cung kính trả lời. Chết tiệt, cha, cha là đang muốn nhốt con lại sao? Tô Thương nhất thời không vui nhìn sang Tô Cảnh Hàm nói, anh em tốt, em mau cầu xin dùm anh đi, anh không muốn bị nhốt nữa đâu. Anh cả, đừng lo lắng. Tô Cảnh Hàm đẩy gọng kính viền vàng của mình lên, trên mặt nở một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng nói, cha nuôi, nhốt anh cả lại cũng không giải quyết được vấn đề gì cả, hay là cha thu hồi lại quyết định đi. Cảnh Hàm, cha biết tình cảm của hai đứa rất tốt nhưng cha đã quyết định rồi, con không cần cầu xin cho nó nữa, không có tác dụng đâu. Tô thần binh lạnh lùng nói. Cha nuôi, cha nghe con nói, chỉ có thả anh cả ra thì mới dụ được hung thủ đang nấp ở phía sau. Tô Cảnh Hàm cười nói, nếu như cha nhốt anh cả lại, hung thủ không tìm được cơ hội để ra tay thì khi nào mới bắt được người chứ? Nghe Tô Cảnh Hàm nói như vậy. Nhất thời Tô thần binh như bừng tỉnh ra, ý của con là, dùng Tô Thương làm mồi nhử. Đúng vậy. Tô Cảnh Hàm lại nói tiếp, người nấp phía sau, nếu như đã có ý định muốn giết anh cả thì nói không chừng sẽ còn ra tay với những người khác trong nhà họ Tô, sớm ngày tìm ra thì càng tốt, tránh phải đêm dài lắm mộng. Hơn nữa, cha có thể sai Tiêu Đình âm thầm bảo vệ cho anh cả, dựa vào thực lực của Tiêu Đình thì ở Giang Bắc này người có thể thần không biết quỷ không hay mà ra tay với anh cả chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi, anh cả chắc chắn sẽ được an toàn. Tô Cảnh Hàm cười nói. Ha ha, đúng là một ý kiến không tồi mà. Tô thần binh nghe thấy như vậy, lập tức vỗ tay khen hay, rồi nói, Cảnh Hàm, không hổ là con nuôi của cha, suy nghĩ vấn đề rất chu toàn. Cảm ơn cha nuôi đã quá khen, Tô Cảnh Hàm khiêm tốn nói. Không kiêu căng, không nóng nảy, rất tốt. Tô thần binh trước thì khen Tô Cảnh Hàm, sau thì lập tức nhìn sang Tô Thương nói, Tô Thương, không nhốt nữa, sau này muốn đi đâu thì đi, Tiêu Đình sẽ âm thầm bảo vệ con. Trong lòng Tô Thương liên tục cười nhạo, anh đã đoán ra được đại khái ý đồ của Tô Cảnh Hàm rồi. Một khi Tô Thương cứ ở trong trang viên nhà họ Tô thì cơ hội ra tay của cậu ấy sẽ ít hơn, chỉ khi Tô Thương không bị nhốt một chỗ thì cậu ấy mới có nhiều cơ hội. Nhưng mà, đây cũng là ý muốn của Tô Thương, chỉ cần Tô Cảnh Hàm ra tay lần nữa, thì anh có thể tìm được sơ hở, để đưa cậu ấy vào chỗ chết. Nhưng ngoài mặt thì Tô Thương lại cảm kích nói, ha ha, anh em tốt của anh, em đúng là lợi hại mà. Bây giờ anh không bị nhốt nữa, còn có một vệ sĩ mạnh như Tiêu Đình, sau này đi ra ngoài làm mầu chút, anh xem còn ai dám chọc đến anh nữa, Lý Kỳ Kỳ gì đó, anh cũng không cần sợ nữa, cảm ơn em nhé người anh em tốt. Ngây thơ. Trong lòng Tô Cảnh Hàm cười nhạo, nhưng ngoài mặt vẫn giống như được sủng ái mà lo sợ nói, anh cả, anh đừng khách sáo với em như vậy. Anh em tốt, lần sau có cơ hội, anh dẫn em đi ba thoải mái chút, anh mời, anh sẽ chọn cho em một em nhân viên xinh đẹp nhất. Tô Thương cười nói, một em không đủ thì anh lại chọn cho em, tám em, mười em bảo đảm sẽ khiến em thoải mái vô cùng. Cút đi. Tô Cảnh Hàm chưa kịp trả lời thì Tô Thần Binh đã hùng hùng hổ hổ nói, thằng nhãi con, một mình mày học thói hư tật xấu thì thôi đi, đừng lôi kéo Cảnh Hàm, cút, 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 tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Tô Thương nhìn thấy cha nổi giận liền vội vàng rời khỏi phòng khách đi về phòng của mình. Cha nuôi, con cũng về đây, đã muộn như vậy rồi, cha cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Tô Cảnh Hàm nở một nụ cười ấm áp rồi quay người lại chậm rãi rời khỏi phòng khách. Sau khi Tô Thương và Tô Cảnh Hàm đều đã rời đi thì Tô Thần Binh mới thở dài một hơi. Hai, cái tên nhóc Tô Thương này, không có bản lĩnh gì cả, tính tình thì vội vã hấp tấp, chỉ biết hưởng thụ, khó thành người tài mà. Trái lại Cảnh Hàm gặp chuyện thì trầm ổn, nho nhã lễ độ, đối xử với mọi người thì khiêm tốn, có khí chất của ông chủ. Tô Thần Binh cảm thán nói, hai, nếu như Cảnh Hàm là con ruột của tôi thì tốt rồi, đáng tiếc mà.
Tô Thần Binh vẫn đang tiếp tục khen Tô Cảnh Hàm, chỉ là ông ta không biết là lúc này Tô Cảnh Hàm đã về đến phòng của mình, sau khi khóa cửa lại, sắc mặt cậu ta u ám vô cùng, rồi đột nhiên nổi cơn tức giận đập phá hỏng hết tất cả các đồ đạc trong phòng. Đáng ghét! Lại để cho hắn sống sót, vì sao hắn có thể thoát chết hết lần này đến lần khác vậy chứ? Triệu Văn Bân, cậu đúng là đồ ngu, Tô Thương còn chưa san bằng phòng thí nghiệm, sao cậu lại nóng vội đem anh ấy đi? Chẳng nhẽ chỉ vì muốn lấy lại miếng ngọc bội thôi sao? Tô Cảnh Hàm hai mắt đỏ lên, tức giận muốn lớn tiếng gào thét, nhưng lại sợ kinh động đến người khác, cho nên đành hạ giọng gào thét xuống, bộ dạng có chút điên cuồng. Còn đối với những chuyện Tô Thương kể ở phòng khách, cậu ấy không có chút nghi ngờ nào. Bởi vì trước đó Triệu Văn Bân có nói chuyện với Tô Cảnh Hàm rồi và biết Tô Thương đã thắng Triệu Văn Bân rất nhiều thứ. Mặc dù lúc đó Triệu Văn Bân không biết tầm quan trọng của miếng ngọc bội, nhưng dù sao cũng đeo từ nhỏ nên cũng có chút tình cảm. Vì thế trước mặt Tô Cảnh Hàm anh ta mới nói là chờ giết Tô Thương rồi mới lấy lại miếng ngọc bội, cho nên Tô Cảnh Hàm mới có ấn tượng về chuyện này. Nếu như lời của Tô Thương nói, Tô Cảnh Hàm đã đem hết trách nhiệm đổ lên người Triệu Văn Bân. Chết tiệt, đồ chó má này, tôi đã sắp xếp cho cậu mang Vương Bình Xuyên theo là để tránh sai sót. Ai cho cậu ra tay trước? Nếu không phải tại cậu, thì Tô Thương bây giờ đã chết bị nổ tung trong phòng thí nghiệm rồi. Tô Thương ơi Tô Thương, vì sao anh lại may mắn như vậy, vừa sinh ra đã có cuộc sống sung sướng, cuộc sống mà tôi cả đời này cũng không có được. Tôi đã bày ra hai kế hoạch khiến anh phải chết, nhưng cũng không thể giết được anh, vì sao cơ chứ? Tô Cảnh Hàm tức giận không thể kìm nén, dường như đang phát điên. Đúng lúc này, có một cuộc điện thoại gọi tới, Tô Cảnh Hàm nhìn thoáng qua tên người gọi, dần trở lại bình tĩnh. Sau khi kết nối, đối diện truyền đến một giọng nam nhân lạnh lùng, tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, Triệu Văn Bân và Vương Bình Xuyên là do cậu phái tới đúng không? Lợi dụng phòng thí nghiệm để giết chết Tô Thương, nhưng sợ không chắc chắn nên tôi đã chuẩn bị thêm phương án dự phòng, có vấn đề gì không? Tô Cảnh Hàm hỏi lại. Vấn đề lớn rồi. Người đàn ông đối diện tức giận nói, tại sao cậu lại không nói sớm cho tôi biết, nếu biết trước, tôi đã không làm những việc uổng công vô ích, đã không bỏ lỡ cơ hội giết Tô Thương. Ý cậu là sao? Tô Cảnh Hàm nhíu mày, đột nhiên hiểu ra, hỏi tiếp, sĩ tử nước Đê kia là do cậu phái đi sao? Là, thật là đáng ghét, người của cậu vì sao lại cứu Tô Thương? Tô Cảnh Hàm tức giận đến điên người. Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ. Có lẽ anh ta nhận nhầm người, tưởng nhầm Triệu Văn Bân là Tô Thương, tưởng Khai Sơn trưởng Vương Bình Xuyên là vệ sĩ của Tô Thương cho nên mới ra tay giết, kết quả là làm ra một chuyện hiểu lầm cực kỳ lớn. Nhận nhầm người sao? Tô Cảnh Hàm nghiến răng nghiến lợi nói, đồ ngu, chuyện này cậu nhất định phải cho tôi một lời giải thích. Câm miệng đi, Tô Cảnh Hàm, kẻ thù của anh chứ không phải của tôi, giận dữ cái quái gì, đừng quên mục đích chung của chúng ta là gì đấy. Người đàn ông ở đầu dây bên kia tiếp tục nói, chỉ có giết chết Tô Thương thì tôi mới có thể đến được với Lý Nguyệt, anh mới có cơ hội thừa kế Tô gia, bởi vậy chúng ta cần đoàn kết với nhau. Tô Cảnh Hàm nghe vậy mới bình tĩnh lại. À đúng rồi, tình hình Tô gia bây giờ thế nào? Người đàn ông trước mặt hỏi. Tô Thần Binh đã biết có người muốn giết Tô Thương, nhưng trước khi Triệu Văn Bân chết không khai ra tôi, người sĩ tử của hắn cũng không khai ra cậu. Tô Cảnh Hàm tiếp tục nói, Tô Thần Binh không điều tra ra được manh mối gì, nhưng vì muốn bảo vệ Tô Thương nên quyết định nhốt anh ta không cho ra ngoài. Sĩ tử, sở dĩ được gọi là sĩ tử, là bởi vì nhiệm vụ của họ là phải giết chết được con mồi, một khi không hoàn thành nhiệm vụ thì phải tự sát ngay, cậu cho rằng cái tên đó chỉ là cái danh hão huyền thôi sao? Bên kia điện thoại, người đàn ông cười rồi nhíu mày nói, Tô Thương bị nhốt, thật là phiền phức, không dễ ra tay rồi. Anh yên tâm, ta đã thuyết phục Tô Thần Binh, ông ấy quyết định lấy Tô Thương ra để làm mồi nhử, dụ dỗ kẻ đứng đằng sau hãm hại Tô Thương lộ mặt, vì thế Tô Thương được thả ra ngoài rồi. Tô Cảnh Hàm nói tiếp, nhưng bây giờ để giết Tô Thương quả thực là không dễ, chắc chắn từ giờ trở đi Tô Thương sẽ được Tiêu Đình âm thầm bảo vệ. Tiêu Đình sao? Được, tôi biết rồi, anh ta chỉ là hóa kình trung kỳ mà thôi, tôi có một người hóa kình hậu kỳ. Chỉ cần hắn ra tay thì chắc chắn Tô Thương phải chết. Tối mai, tôi không biết cậu làm cách nào nhưng phải dụ bằng được Tô Thương đưa anh ta đến Ngọc Chỉ Tiên Cảnh, sau đó việc còn lại giao cho tôi,
tôi sẽ khiến cho anh ta kiệt sức đến chết trong quán bar, kiểu chết này cũng phù hợp với hình tượng của anh ta, ha ha. Vừa nói hết câu, điện thoại cúp máy. Tô Cảnh Hàm nghe nói như vậy, tinh thần sung sướng, lạnh lùng cười nói. Tô Thương, hóa kình hậu kỳ đủ để đối phó với Tiêu Đình, để xem cậu chạy bằng cách nào. Tiếp theo, Tô Cảnh Hàm sửa sang lại quần áo, lấy lại phong thái lịch sự, sau đó bắt đầu dọn dẹp phòng. Mỗi lần chút giận xong, sợ bị người khác phát hiện nên khôi phục về trạng thái ban đầu, từ từ cũng thành thói quen. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Thương vừa tu luyện xong, trải qua trận đấu ngày hôm qua, anh ấy càng khao khát trở nên mạnh mẽ hơn, để đối phó với trái đất tràn ngập nguy hiểm này. Triệu Văn Bân chỉ là thiếu gia của một gia tộc bình thường mà bên người còn có một cao thủ thực lực cao như vậy thì không biết sau lưng Tô Cảnh Hàm còn có ai hậu thuẫn nữa hay không. Tô Thương lẩm bẩm, chợ đen cửu môn, xem ra mình nên đi đến đó một chuyến, dù sao chăng nữa mình cũng phải nhanh chóng đạt được luyện khí tầng 2. Còn về trường học, có Hoa Thời Mạc xử lý hết rồi, đi hay không cũng không phải vấn đề gì lớn. Hạ quyết tâm, Tô Thương xuống giường, dự định đi đến vùng ngoại ô phía Đông Trung Sơn để tìm chợ đen cửu môn, sau đó mua một ít hạ phẩm linh thạch để tu luyện. Vừa mới đi vào phòng khách, Tô Thương đã nhìn thấy Tô Cảnh Hàm, hai người cười chào hỏi, anh, buổi sáng tốt lành, bây giờ chuẩn bị đến trường sao? Đúng vậy, anh em tốt, giờ này cậu muốn đến công ty phải không? Tô Thương nhẹ nhàng cười, khoác vai Tô Cảnh Hàm, giống như hai người anh em thân thiết thật sự. Ừm, Tô Cảnh Hàm đẩy gọng kính viền vàng, gật đầu nói, cha nuôi bây giờ sắp nghỉ hưu rồi, ở công ty còn có rất nhiều việc cần em giải quyết. Vất vả cho người anh em tốt của tôi rồi, Tô Thương cảm kích nói. Không vất vả gì, đều là vì Tô gia cả mà, chỉ là anh này, có một việc em. Tô Cảnh Hàm cười cười, xong lại nhăn nhó, hình như có chuyện gì muốn nói nhưng lại ngại ngùng. Tô Thương thấy vậy, liền vỗ vào vai của Tô Cảnh Hàm. Thản nhiên nói, anh em tốt, có gì em cứ nói thẳng ra, đừng khách sáo. Vậy thì em nói. Tô Cảnh Hàm nhìn xung quanh không có ai mới nói nhỏ, anh, đêm qua anh nói mời em đi quán bar, là nghiêm túc sao? Ừ, cậu muốn làm cái quái gì nữa? Tô Thương trong lòng cười lạnh, không sợ cậu đụng đến tôi, chỉ sợ cậu không dám đụng đến tôi, đồ chó má, có âm mưu gì thì làm đi. Suy nghĩ đến đây. Tô Thương cười nói, đương nhiên là nghiêm túc rồi, anh em tốt à, em nghĩ đó là nói đùa sao? Ừ, em mờ. Tô Cảnh Hàm ngượng ngùng, mặt đỏ lên, ngập ngùng nói, anh, tối nay anh cho em đi cùng để trải nghiệm một chút có được không? Không thành vấn đề, chỉ có điều trước đây em không phải không có hứng thú với mấy chuyện thế này sao, sao tự nhiên lại muốn thử thế? Tô Thương nghi ngờ hỏi. Vì để tránh sự nghi ngờ của Tô Thương. Tô Cảnh Hàm đã sớm chuẩn bị sẵn lý do, nói ra một cái bí mật mà bình thường khó có thể mở miệng. Anh, không dám giấu gì anh, đã 20 năm nay, đến bây giờ em vẫn chưa từng được nếm thử mùi vị đàn bà, cho nên em còn là một con gà tơ. Tô Cảnh Hàm đẩy gọng kính viền vàng lên, đỏ mặt nói, anh hôm qua thuận miệng nói muốn đưa em đi ba cùng, còn nói sắp xếp cho em tám em chân dài, lúc ấy em liền có chút kích thích. Nhưng mà lúc đó có cha nuôi ở đó. Cha đã thay em từ chối, nên em cũng không tiện nói. Quay về phòng, trong lòng em đã luôn mong nghĩ đến quán bar, kích động không ngủ nổi. Tô Cảnh Hàm vẻ mặt ao ước nói. Ha ha, Tô Thương thoải mái cười to nói, anh em tốt, anh không nghĩ em còn là gà tơ luôn đấy, thật là mất mặt quá đi, bây giờ có rất nhiều người hơn mười mấy tuổi đã bắt đầu làm chuyện đó rồi. Tô Cảnh Hàm vô cùng xấu hổ, đỏ mặt nói, anh nói nhỏ thôi. Kẻo người khác nghe thấy bây giờ. Được, được, được. Tô Thương cười nói, đêm nay anh đưa em đi đến quán bar được chưa, cho em được trở thành một người đàn ông chân chính. Hừ, cuối cùng cũng bị lừa. Tô Cảnh Hàm cười lạnh liên tục, ngoài mặt lại cảm kích nói, thế thì tốt quá, cảm ơn anh. Em nghe nói mấy em nhân viên phục vụ ở Ngọc Chỉ Thiên Cảnh rất xinh đẹp, có cả người mẫu, sinh viên, ngôi sao nữ, chúng ta có thể đến đó được không? Tô Cảnh Hàm đề nghị nói. Không thành vấn đề, hôm nay anh sẽ cho em được toại nguyện. Tô Thương gật đầu, sau đó suy nghĩ nói, nhưng có điều này, anh em tốt à, những em chân dài ở quán bar đều đã trải qua nhiều lần gọt giũa, kinh nghiệm già dặn, em chỉ là gà tơ,
có chịu nổi được không? Tô Hàm lúng túng nói, chuyện này không thành vấn đề. Anh đã nói rồi đấy, được vài giây mà xong việc thì sau này anh không cho em đi nữa đâu. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói. Không đâu, không thể nào. Nói đến đây Tô Cảnh Hàm trong lòng không yên, chuyện này đúng ra anh không lừa Tô Thương, bản thân anh thực sự là gà tơ, cho nên ở phương diện này, anh hoàn toàn không biết gì cả. Được rồi, anh em tốt, đêm nay anh sẽ sắp xếp cho em, nếu không ổn thì uống ít thuốc. Tô Thương vỗ vai Tô Cảnh Hàm, đại khái đoán ra được đối phương đang có âm mưu gì đó, nếu không sẽ không chủ động đề nghị đi Ngọc Chỉ Tiên Cảnh. Chỉ có điều, khi đối diện với sức mạnh tuyệt đối, tất cả mọi âm mưu quỷ kế đều là có tiếng mà không có miếng, sức mạnh mạnh mẽ có thể nghiền nát hết mọi thứ. Tiếp theo, Tô Thương nói lời tạm biệt với Tô Cảnh Hàm, rồi đi ra trang viên của Tô gia. Anh ấy đi trước, Tiêu Đình lại theo sau âm thầm bảo vệ Tô Thương. Tô Thương nhận ra Tiêu Đình đi sau mình, không nói gì thêm mà giả vờ như không biết. Với sức mạnh thực sự của Tô Thương, muốn cắt đuôi Tiêu Đình dễ như trở bàn tay, nhưng anh ấy không làm như vậy, sợ Tiêu Đình sinh ra nghi ngờ đối với anh. Nhưng Tô Thương đã có cách, anh ấy sẽ thuê phòng riêng ở quán bar, sau đó gọi hai em nhân viên vào. Tiêu Đình hiển nhiên sẽ nghi anh ấy sẽ làm chuyện đó, cho nên sẽ không âm thầm theo sát nữa. Lúc sau, Tô Thương sẽ đánh ngất hai cô nhân viên, anh ấy có thể rời khỏi quán bar mà thần không biết quỷ không hay, như thế có thể trốn đi dễ dàng. Thế nhưng lúc Tô Thương vừa mới đi ra từ trang viên, còn chưa đi được xa, liền có một cô gái xinh đẹp thở hổn hển chạy tới. Cô gái mặc đồ thể thao rộng thùng thình, áo to như mặc áo của con trai, để lộ ra đôi chân dài thu hút sự chú ý của mọi người. Cô gái buộc tóc thành hai cái đuôi ngựa thật dài, ánh mắt to tròn như quả nho, khuôn mặt to tròn đầy collagen, miệng còn ngậm một cây kẹo mút, dáng vẻ đặc biệt đáng yêu. Lúc này, trên vai cô gái vác một gậy bóng chày, tức giận đứng trước mặt Tô Thương, có một sự tương phản rõ ràng với hình ảnh dễ thương của cô ấy trông đặc biệt dễ thương. Tô Thương vừa mới nhìn thấy cô gái, đột nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội, vội vàng chạy đi. Đứng lại, cô gái dễ thương mắt to ngăn Tô Thương lại, một tay cầm gậy bóng chày, một tay cầm cái kẹo mút trong miệng, cắn răng nói, Tô Thương, bổn tiểu thư cuối cùng cũng bắt được anh. Lý Kỳ Kỳ. Tô Thương không hề muốn nghênh đón cô gái mắt to này, nhíu mày nói, tôi không rảnh để cãi nhau với cô, mau mau tránh ra, tôi còn có việc. Không tệ đâu. Cô gái mắt to đúng là Lý Kỳ Kỳ. Này, Tô Thương, gan anh cũng lớn thật đấy, dám gọi thẳng cả tên của tôi ư. Lý Kỳ Kỳ vung gậy bóng chày, hung dữ uy hiếp nói, anh có tin tôi đánh anh không? Tô Thương có thể cảm nhận được, trong cơ thể Lý Kỳ Kỳ có chân khí chuyển động. Rõ ràng là người luyện võ. Tiêu Đình vẫn âm thầm quan sát, cho nên Tô Thương không tiện ra tay, tránh cho Tiêu Đình nghi ngờ. Sau phút chốc suy nghĩ, Tô Thương để lộ ra nụ cười lấy lòng, khà khà, chị Kỳ Kỳ à, tôi còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc còn mơ màng, tôi sai rồi, dù sao cô cũng đừng nên đánh tôi. Nói như thế còn nghe được. Một câu chị đã làm cho Lý Kỳ Kỳ vô cùng hả dạ. Nhưng mà nghĩ đến mục đích tới đây liền tức giận nói, Tô Thương, sao anh dám làm chị của tôi hôn mê rồi đưa cho Triệu Văn Bân, hôm nay tôi phải cho anh biết sự lợi hại của tiểu thư đây. Nói xong, Lý Kỳ Kỳ cắn nát kẹo mút, cầm gậy bóng chày xông về phía Tô Thương. Mẹ kiếp! Tô Thương cắn răng nói, Lý Kỳ Kỳ, cô đừng có được đằng chân lên đằng đầu, trước đây tôi coi cô là phụ nữ nên không chấp nhặt với cô thực sự nghĩ tôi không đánh lại cô sao? Anh sao? Lý Kỳ Kỳ khinh thường nói, anh cũng chỉ là phế vật mà thôi, bổn tiểu thư đã đạt đến cảnh giới em mờ kình rồi, đánh anh cũng chỉ như chơi trò chơi thôi. Hừ, Lý Kỳ Kỳ, cô quá ngông cuồng quá rồi đấy, hôm nay tôi sẽ cho cô biết sự lợi hại của tôi. Tô Thương sắn tay áo, nghiêm túc nói thật cho cô biết, tôi từ lâu cùng Tiêu Đình học võ công, bây giờ tôi sẽ đánh bại cô, cướp đi gậy bóng chày của cô. Sau đó dùng gậy bóng chày để đánh vào cái mông nhỏ của cô, không bắt cô van xin tha mạng thì tôi không còn là Tô Thương nữa. Mạnh miệng gớm nhỉ, anh cũng chỉ biết bốc phét. Lý Kỳ Kỳ bĩu môi, khinh thường nói. Ai bốc phét, xem tôi ra tay đây. Tô Thương múa mấy động tác, trông như thật. Lý Kỳ Kỳ thấy vậy thì dừng bước ngay, chú ý cảnh giác Tô Thương, trong đầu không nhịn được mà đoán,
chẳng nhẽ Tô Thương đã thật sự học võ công? Lý Nguyệt, cô đến cổ vũ cho tôi sao? Lúc này, bỗng nhiên Tô Thương nói. Lý Nguyệt, chị của tôi đến đây sao? Lý Kỳ Kỳ theo bản năng mà quay đầu lại nhìn, kết quả phát hiện sau lưng không có một ai, rồi cô tò mò nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy chị đâu. Tô Thương, anh bị mù à, chị tôi đến đây lúc nào? Lý Kỳ Kỳ quay đầu lại thì nhìn thấy Tô Thương chạy vào trong xe Bentley, liền biết được là mình đã bị lừa. Ha ha, Lý Kỳ Kỳ, ngực to não phẳng đúng là không sai, chỉ số thông minh của cô mà cũng đòi đấu với tôi, học thêm 2 năm nữa đi. Tô Thương suy nghĩ cười nói rồi lái xe Bentley mau san, chân đạp ga rồi rời khỏi đó. Lý Kỳ Kỳ tức giận đuổi theo, kết quả ăn một ngụm khí thải và bụi bặm. Phì phì. Nhìn chiếc Bentley đi xa, khuôn mặt tức giận của Lý Kỳ Kỳ trắng bệch, cô vứt gậy bóng chày, hung dữ gào thét, Tô Thương, anh chưa xong với tôi đâu, đừng hòng chạy trốn. Lý Kỳ Kỳ bị chọc giận, tự mình lái chiếc xe thể thao màu đỏ rồi đuổi theo Tô Thương. Nửa tiếng sau, chiếc Bentley mau san xuất hiện tại Ngọc Chỉ Thiên Cảnh, Tô Thương phách lối đậu xe nằm chắn ngang cổng lớn. Thưa anh không thể đỗ xe ở đây được, chỗ đỗ xe ở bên kia ạ. Anh chàng đón khách lễ độ nói. Tô Thương bước xuống xe, liếc nhìn anh chàng đón khách rồi thản nhiên nói, anh vừa nói cái gì? Tô đại thiếu gia. Tô Thương thường xuyên đến đây ăn chơi, anh chàng đón khách kia đương nhiên biết mặt anh, sau khi nhìn thấy chủ nhân của chiếc Bentley kia là Tô Thương thì sắc mặt anh ta biến đổi rất nhanh, thấp thỏm lo âu nói tôi không nói gì hết, Tô đại thiếu gia, mời anh vào trong. Lần này cũng tạm được. Kêu giám đốc các anh ra đây tiếp đón tôi. Tô Thương hài lòng gật đầu, rồi chuẩn bị đi vào Ngọc Chỉ Thiên Cảnh. Nhưng ngay lúc này, một chiếc xe hơi màu đỏ đột nhiên chạy tới, Lý Kỳ Kỳ đã đuổi theo tới nơi. Cô ta nhìn thấy Ngọc Chỉ Thiên Cảnh thì khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng lên, nghiến răng nói, Tô Thương, anh không biết xấu hổ sao, đang giữa ban ngày ban mặt mà lại đi ba nữa. Liên quan gì đến cô? Tô Thương dừng bước rồi nhíu mày nói. Được rồi, Tô Thương, ba ngày không đánh chắc chắn sẽ lên nóc nhà bóc ngói, anh càng ngày càng không để bổn tiểu thư ở trong mắt rồi phải không? Tam thiên bất đả, thượng phòng yết ngõa tạm dịch là ba ngày không đánh, nhà tốt cũng bị dỡ ngói xuất phát từ câu chuyện của Bảo Thị. Chuyện kể rằng Bảo Thị có hai đứa con vô cùng tinh nghịch, mỗi ngày không phải đi đuổi gà thì là đuổi chó, bằng không thì bỏ đất vào trong thức ăn của chúng khiến thức ăn hỏng bét. Giận đến nỗi ngày nào Bảo Thị cũng đánh chúng một trận. Đánh chúng xong, hai anh em mới ngoan ngoãn một chút, nhưng hôm sau lại phá phách tiếp. Thời điểm gặt lúa mì, ban ngày cô phải gặt lúa mì, tối thì đập, bận đến khuya nên không có thời gian dạy dỗ hai đứa con nghịch ngợm của cô. Vất vả thu hoạch xong lúa mì, Bảo Thị mệt đến nỗi không thẳng lưng được, nằm xuống giường liền ngủ thiếp đi. Nửa đêm trời mưa to, Bảo Thị bị mưa dột lên đầu làm cho thức giấc. Cô cảm thấy lạ, liền đốt đèn lên thì thấy, mái ngói trên nóc nhà bị bể mấy miếng, chả trách mưa dột xuống dưới. Bảo Thị biết là hai đứa con quậy phá của cô làm, tức giận hét lên, được lắm, hai đứa quậy phá này, ba ngày không đánh tụi bây liền dỡ ngói mái nhà. Hai đứa trẻ quậy phá tất nhiên không tránh khỏi một trận đòn thật nặng. Từ câu chuyện này, chúng ta rút ra được, trẻ con không được dạy dỗ sẽ hư. Lý Kỳ Kỳ nghiến hàm răng trắng ngà của mình. Nổi giận đùng đùng tiến về phía Tô Thương, biểu lộ vô cùng hung dữ, xem ra là muốn ra tay dạy dỗ Tô Thương. Lý Kỳ Kỳ, tôi cảnh cáo cô, mấy ngày trước tôi bị chôn vùi dưới đống xà bần, hai ngày nay mới vừa tỉnh lại, vết thương còn chưa khỏi. Tô Thương thong thả uy hiếp nói, đặc biệt là đầu của tôi, bác sĩ nói là bị chấn động não cho nên nếu như cô đánh tôi bị làm sao thì nhà họ Lý của các cô không xong với nhà họ Tô đâu. Nghe đến lời này, Lý Kỳ Kỳ liền bình tĩnh trở lại. Sở dĩ cô ta dám đánh Tô Thương là vì lão gia nhà họ Tô đã từng nói, làm con cháu của nhà họ Tô mà cũng đánh không lại một đứa con gái thì là nổi sỉ nhục của nhà họ Tô, ai cũng không được giúp Tô Thương, nó đáng bị đánh. Cho nên trên dưới nhà họ Tô, không có ai ngăn cản Lý Kỳ Kỳ dạy dỗ Tô Thương, ngay cả người chỉ cưng chiều em trai Tô Cân Dực cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Nhưng mà, Lý Kỳ Kỳ cũng hiểu rõ. Bản thân không thể nặng tay quá, nếu không chắc chắn sẽ khiến cho nhà họ Tô không hài lòng, vì vậy bình thường cô ta dạy dỗ Tô Thương cũng chỉ dám đánh cho Tô Thương bị thương nhẹ ngoài ra mà thôi.
Chuyện Tô Thương bị vùi dưới đất thời gian trước, cô ta có nghe nói qua, bây giờ biết được Tô Thương còn chưa khỏe hẳn, Lý Kỳ Kỳ liền bỏ đi ý định ra tay dạy dỗ Tô Thương. Hừ, để anh thoát một lần vậy, bổn tiểu thư sẽ nhớ kỹ, đợi sau khi anh khỏe lại, tôi nhất định đánh cho anh một trận. Lý Kỳ Kỳ giữ dằn uy hiếp nói. Chuyện sau này tính đi, bây giờ ông đây muốn đi thoải mái một chút, cô mau đi đi. Tô Thương vừa đuổi vừa nói. Lý Kỳ Kỳ trừng mắt nhìn Tô Thương, tức giận nói, Tô Thương, cái đồ bẩn thỉu nhà anh, bị thương còn chưa khỏe mà lại còn muốn làm chuyện đó, tức chết tôi mà. Tôi đi kiếm gái thì liên quan gì đến cô, đến phiên cô tức chắc. Tô Thương nhíu mày, rồi lại trêu đùa nói, Lý Kỳ Kỳ, lẽ nào cô thích tôi sao, cho nên nhìn thấy tôi đi vào quán ba liền thẹn quá hóa giận. Tôi thích ông bác nhà anh á, Lý Kỳ Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói. Ông bác tôi. Tô Thương lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, vậy thì không được, ông bác tôi ở thành phố khác si cơ, mà ông ta cũng đã hơn 50 tuổi rồi, có vợ có con, cho dù cô thích ông ta thì cũng không có tác dụng gì, mà bác gái của tôi cũng sẽ không đồng ý đâu. Nhưng mà, nếu như cô cứ cả đời này không lấy ông bác tôi thì không thèm gả cho ai nữa thì tôi cũng có thể chuyển lời cho ông bác tôi, giúp cô làm mối nhé. Lý Kỳ Kỳ tức muốn nổ phổi nói, Tô Thương, anh nói bậy bạ cái gì vậy chứ, anh là chồng chưa cưới của chị tôi, chưa đụng qua thì cũng bỏ đi, hôm nay bị bắt gặp rồi, tôi chắc chắn sẽ không để anh đi kiếm người con gái khác. Ha ha, được thôi, có gan thì cô đi vào cùng tôi. Tô Thương khẽ mỉm cười, sau đó bước nhanh vào Ngọc Chỉ Tiên Cảnh. Lý Kỳ Kỳ liếc nhìn xung quanh phát hiện không có ai, cuối cùng mới cắn răng đi theo sau vào. Rất nhanh. Hai người đã cùng nhau đến sảnh lớn của Ngọc Chỉ Tiên Cảnh, ông giám đốc mang giày tây vội vàng lên trước tiếp đón. Tô đại thiếu gia, ông giám đốc cung kính chào hỏi. Tô Thương gật gật đầu, rồi sau đó thông thạo nói, hôm nay có hàng mới không, để bổn thiếu gia nếm thử hàng tươi mới trước. Có, Tô thiếu gia đến thật đúng lúc, hôm nay vừa may có một nhóm nhân viên vừa kết thúc khóa huấn luyện, đỉnh của đẹp luôn. Ông giám đốc nịnh nọt nói, Tô đại thiếu gia. Cậu muốn chọn một người hay sao? Chọn gì mà chọn, bọn học sinh tiểu học mới làm lựa chọn, tất cả đều sắp xếp lên hết cho tôi. Tô Thương tự cao tự đại nói, thứ bổn thiếu gia có chính là tiền. Được thôi, chỉ là, Tô đại thiếu gia, lần này cậu nhẹ tay một chút, tuyệt đối đừng ngược đãi nhân viên, nếu không tôi rất khó xử lý. Ông giám đốc nhỏ giọng nói, tôi biết rồi, lần trước chỉ là chuyện ngoài ý muốn, sau này đừng nhắc đến nữa. Tô Thương hùng hổ nói. Cái gì? Lý Kỳ Kỳ ở bên cạnh trợn to mắt lên, ngạc nhiên nói, Tô Thương, không ngờ anh là cái đầu ngược đãi người khác. Tô đại thiếu gia, cô này là... Ông giám đốc nhìn Lý Kỳ Kỳ, tò mò hỏi. Cô ta à? Tô Thương khẽ mỉm cười, giới thiệu nói, đây là một trong bốn gia tộc lớn ở Giang Bắc, nhị tiểu thư của nhà họ Lý Kỳ Kỳ. Cô bé này lớn như vậy rồi nhưng mà vẫn chưa từng có bạn trai. Cho nên muốn đến đây trải nghiệm một chút. Tô Thương trêu đùa nói, giám đốc Trương, gọi mấy anh nhân viên ngưu lang đẹp trai nhất, điêu luyện nhất tới đây, đùa vui với Lý tiểu thư, tiền bạc đều do tôi chịu hết cho. Được thôi, Tô đại thiếu gia, tôi đi sắp xếp đây, phòng VIP của cậu đã được chuẩn bị xong, cậu có thể vào trong nghỉ ngơi một lát, về phần Lý tiểu thư thì phiền cô đứng đợi ở đây một lát, tôi sẽ sắp xếp cho cô một phòng. Ông giám đốc nói xong rồi thì rời đi. Lý Kỳ Kỳ lần đầu tiên đến những nơi như thế này, cho nên vô cùng hiếu kỳ, cứ chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi, Tô Thương, Ngưu Lang là gì vậy? Ngưu Lang là, Tô Thương nhếch mép lên, khẽ mỉm cười, cô biết kịch nói không? Đương nhiên biết chứ, mẹ tôi thích xem kịch nói nhất, thỉnh thoảng tôi cũng xem. Ngưu Lang chính là một nhân vật trong kịch nói, vở kịch đó tên là... Tôi không nhớ rõ nữa, hình như là có liên quan đến chức nữ gì đó. Nội dung vô cùng cảm động lòng người. Tô Thương lừa dối nói, lúc nãy tôi kêu giám đốc liên hệ cho cô Ngưu Lang đẹp trai nhất, kỹ thuật vô cùng điêu luyện. Wow! Trong nháy mắt Lý Kỳ Kỳ xúc động rồi, hai mắt sáng long lanh như hai ngôi sao, nhưng vẫn nghi ngờ nói, tại sao lại là kỹ thuật vô cùng điêu luyện, không phải nên là kỹ năng biểu diễn điêu luyện chứ? Cái này, cô hiểu gì chứ? Đối với tài xế mà nói thì là kỹ thuật lái xe. Còn đối với diễn viên mà nói thì kỹ thuật chính là kỹ năng biểu diễn.
Tô Thương thuận miệng lừa gạt nói, tóm lại cô cứ chuẩn bị sẵn sàng là được rồi, đừng để những kỹ thuật của Ngưu Lang làm cho khóc là được. Tôi khó rơi nước mắt lắm, sẽ không khóc đâu, Lý Kỳ Kỳ mạnh miệng nói. Vậy thì được, vậy cô ở đây đợi hưởng thụ kỹ thuật của Ngưu Lang nhé, tôi vào phòng trước đây. Tô Thương khẽ mỉm cười rồi chạy nhanh như làn khói rời khỏi sảnh lớn. Nếu là một người con gái bình thường thì Tô Thương cũng sẽ không làm như vậy, nhưng Lý Kỳ Kỳ thì lại khác. Cô gái này lúc giá trị vũ lực tăng mạnh, đừng nói một Ngưu Lang, 8, 10 người đàn ông vạm vỡ đều không thể tới gần được. Bây giờ, Tô Thương lại cảm thấy tội nghiệp cho tên Ngưu Lang chuẩn bị chăm sóc cho Lý Kỳ Kỳ rồi. Ê, Tô Thương, anh đừng đi. Lý Kỳ Kỳ một phút không để ý thì Tô Thương đã chạy đi xa rồi, hơn nữa Ngọc Chỉ Tiên Cảnh có nhiều phòng như vậy, cô ta cũng không biết Tô Thương đã đi đến phòng nào rồi, thế là tự lẩm bẩm một mình, bỏ đi, mặc kệ anh ta, dù sao cái tên này cũng quen rồi, tùy anh ta vậy. Chỉ là không ngờ đến, quán bar cao cấp vậy mà lại có thể xem kịch nói, Ngưu Lang trước nữ, mới nghe đã thấy đây là một vở kịch lãng mạn cảm động lòng người rồi, mong chờ quá đi. Lý Kỳ Kỳ tính xem xong kịch nói rồi đi, thế là ở sảnh lớn chờ ông giám đốc sắp xếp. Mấy phút sau, ông giám đốc dẫn cô ta đến một căn phòng, sau đó Lý Kỳ Kỳ tràn đầy hớn hở ngồi ở trên ghế sofa chờ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy chờ mong. Lúc này, Lý Kỳ Kỳ vô cùng kích động, trong lòng tràn đầy sự mong đợi diễn viên kịch sắp tới. Ngưu Lang đẹp trai nhất, không biết đẹp cỡ nào ha? Chức nữ hẳn là cũng rất xinh đẹp đó, chắc chắn còn có cầu ô thước gì đó, tôi đoán là tình cảnh vừa đẹp lại vừa cảm động người xem. Lý Kỳ Kỳ vô cùng mong đợi, dương mắt nhìn qua cửa phòng riêng, không thể chờ đợi được nữa, cô muốn xem màn kịch này rồi. Đúng lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến hiển thị, người mẹ đẹp nhất toàn thế giới. Kỳ Kỳ, hôm nay không phải nói cùng mẹ đi dạo phố à? Vừa sáng sớm liền không thấy bóng dáng con rồi, con chạy đi đâu đấy? Trong điện thoại truyền đến một giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ. Lý Kỳ Kỳ cười nói giống như khoe khoang, hì hì, mẹ, con ở Ngọc Chỉ Tiên Cảnh đang chờ xem kịch nói nè, bảo chị con đi dạo phố cùng mẹ đi. Xem kịch nói, con nhóc này, chuyện tốt như vậy tại sao không gọi mẹ đi cùng chứ? Hà Ngọc Phương cười trách con gái, kết quả bỗng nhiên nhận được có chỗ nào lạ hết sức. Chờ một chút, con nói con ở đâu? Ngọc Chỉ Tiên Cảnh ạ. Lý Kỳ Kỳ ngây thơ cười nói, mẹ, bây giờ con mới biết, thì ra quán ba cao cấp có thể xem kịch nói, sau này con muốn thường xuyên đến đây, không gian nơi này thoải mái hơn nhiều, trong phòng riêng có ghế sofa có điều hòa, còn tốt hơn vô số lần so với dạp kịch nói. Kỳ Kỳ, con bị ngốc hay gì vậy, nơi dơ bẩn như thế kia có thể xem kịch nói cái gì chứ? Hà Ngọc Phương thôi thúc nói, con về đây nhanh, đừng chờ ở đó nữa, nếu bị truyền ra ngoài thì ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của con đâu. Mẹ, mẹ gấp cái gì chứ, con cảm thấy mẹ có hiểu lầm rất lớn đối với Ngọc Chỉ Tiên Cảnh. Lý Kỳ Kỳ khoe khoang nói, Tô Thương nói, hôm nay sẽ có một màn kịch về Ngưu Lang chức nữ, anh ấy gọi cho con Ngưu Lang đẹp trai nhất, hơn nữa kỹ thuật cũng vô cùng tốt. À, đúng rồi, nhân vật Ngưu Lang trong kịch nói. Anh ấy là một diễn viên, cho nên kỹ thuật của anh ấy là kỹ năng diễn xuất đó, cuối cùng con có thể mở mang tầm mắt rồi. Lý Kỳ Kỳ vui vẻ cười nói, Tô Thương còn cảm thấy con sẽ bị kỹ thuật diễn của Ngưu Lang làm cho khóc, đây hẳn là một vở kịch tình yêu cảm động lòng người. Mẹ, bây giờ kịch nói còn chưa bắt đầu, mẹ muốn đến không, chúng ta cùng nhau xem. Cuối cùng, Lý Kỳ Kỳ đưa ra lời mời. Đứa con gái ngốc nghếch này, lời của Tô Thương làm sao tin được chứ? Con biết Ngưu Lang có ý nghĩa gì không? Hà Ngọc Phương lo lắng nói. Lý Kỳ Kỳ hai mắt sáng rực lên, ngây thơ nói, Ngưu Lang là nhân vật trong kịch nói, chẳng lẽ không đúng sao? Không phải. Ở quán ba cao cấp, Ngưu Lang là có một ẩn ý đặc biệt. Hà Ngọc Phương nghiến răng nói. Ý nghĩa đặc biệt gì ạ? Chính là. Hà Ngọc Phương ngại mở miệng nói, dừng lại vài giây mới lên tiếng. Chính là những phú bà kia tiêu tiền có thể tìm được đàn ông, nói đơn giản một chút thì là. Trai bao, bây giờ con hiểu rõ chưa? À, Lý Kỳ Kỳ từ từ đứng lên, khuôn mặt đáng yêu trong nháy mắt đã đỏ bừng, tự lẩm bẩm, thì ra Ngưu Lang là trai bao, kỹ thuật tốt của Ngưu Lang kia, là chỉ. Ấy ấy, Tô Thương, anh lại dám lừa tôi,
tiểu thư tôi đây không để yên cho anh đâu. Lý Kỳ Kỳ tức quá gào lên. Kỳ Kỳ, không để yên cái gì đấy, con ra khỏi Ngọc Chỉ Tiên Cảnh đi, nhớ kỹ, đừng để người khác nhìn thấy, nếu không danh tiếng của con mà bị truyền đi thì tiêu đời mất. Hà Ngọc Phương nhắc nhở. Con biết rồi mẹ, con ra ngoài ngay. Lý Kỳ Kỳ bình tĩnh lại, cúp điện thoại rồi rời khỏi đó. Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên được mở ra, một người đàn ông thân hình vạm vỡ đi tới. Nhìn thấy Lý Kỳ Kỳ, hai mắt tên Ngưu Lang này sáng lên tức khắc, không kìm lòng được nuốt miếng nước bọt, phấn khích hỏi, người đẹp, là em kêu phục vụ à, yên tâm đi, tôi là nam nhân viên ưu tú nhất toàn quán ba cao cấp này, đảm bảo sẽ khiến em sảng khoái đến tột cùng. Vừa nói, người đàn ông cao to kia liền liếm môi một cái, trên mặt nở nụ cười xấu xa, chậm rãi đi về phía Lý Kỳ Kỳ. Nếu như đổi thành cô gái khác, gặp tình huống kiểu này, đã sớm bị dọa cho ngốc luôn rồi. Nhưng trước mặt là Lý Kỳ Kỳ, kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Đi chết đi, cái đồ ghê tởm. Chỉ thấy Lý Kỳ Kỳ bỗng nhiên nhấc chân lên, đá ngang một cú tuyệt đẹp, trong nháy mắt đã hạ gục luôn người đàn ông cao to kia, đối phương hoàn toàn không có sức chống trả. Ngay sau đó, Lý Kỳ Kỳ còn chưa hết giận, coi anh ta như Tô Thương, hung hăng đá cho hai phát. Lúc này mới vội vàng chạy khỏi Ngọc Chỉ Tiên Cảnh. Lúc này, phòng bên cạnh, có ánh đèn mờ ảo. Tô Thương ngồi ở trên ghế sofa, bên cạnh có 4-5 cô gái hàng cực phẩm dáng người xinh xắn, quyến rũ. Những cô gái này mặt mũi thanh tú, mặc quần áo tương đối hở hang, vô cùng gợi cảm. Tô Đại Thiếu Gia, nghe nói lần trước anh làm hai nhân viên của chúng tôi bị ngất, lợi hại quá nha. Đâu chỉ là bị ngất, thậm chí. Tóm lại, Tô Đại Thiếu Gia, có thể để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút về sự khỏe mạnh của anh không? Đúng đúng đúng, hiện tại nhân vật nổi tiếng trong giới phong lưu ở Giang Bắc, truyền tai nhau rằng anh là người mạnh nhất ở Giang Bắc, tôi rất muốn được ở cùng với anh đó. Mấy cô nhân viên mỗi người một câu, lúc nói chuyện tay còn không đàng hoàng, không ngừng khiêu khích Tô Thương. Ha ha, đương nhiên rồi, Đại Thiếu Gia tôi đây ăn chơi trác táng ở Ngọc Chỉ Tiên Cảnh. Thường xuyên ra vào quán ba cao cấp, chính là dựa vào sự mạnh mẽ của mình đấy. Tô Thương một bên ôm một nữ nhân viên, biểu cảm lộ ra vẻ đắc ý, sau đó cười nói, chỉ là, các cô chuẩn bị kỹ để chơi với tôi chưa? Chuẩn bị xong rồi. Giờ phút này chuẩn bị tới đây. Các nữ nhân viên mặt đầy mong đợi, nháy mắt đưa tình, hưng phấn nhìn qua Tô Thương. Vậy thì tốt, tôi phải bắt đầu thôi. Khóe miệng Tô Thương lộ ra một nụ cười bấn cợt, lập tức vung tay lên, tất cả nữ nhân viên ở đây, ngất xỉu hết trên đất. Gái loại ba, khó mà lọt được vào mắt. Tô Thương đứng dậy, biểu cảm thay đổi ngay tức khắc, phủi phủi bộ quần áo với vẻ ghê tởm thản nhiên nói, quần áo bị các cô chạm vào một chút, tôi còn chê dơ bẩn, ngoan ngoãn nằm yên đó đi. Tô Thương đến phòng riêng được vài phút, ngay lập tức chú ý đến động thái của Lý Kỳ Kỳ ngay bên cạnh. Nhận ra Lý Kỳ Kỳ đã rời đi, anh ấy liền ra tay đánh ngất nữ nhân viên bên cạnh mình. Tiếp theo đó, Tô Thương sử dụng thần lực của mình, thì phát hiện Tiêu Đình đang giám sát ngoài cổng Ngọc Chỉ Tiên Cảnh, không hề lại gần phòng riêng. Thế nên, Tô Thương giấu đi khí tức, nhún người lại nhảy xuống từ cửa sổ, rời khỏi Ngọc Chỉ Tiên Cảnh. Lúc này, Tiêu Đình vẫn không hề biết Tô Thương đã rời đi rồi, anh ấy vẫn luôn cảnh giác đứng ở bên ngoài. Hôm nay Đại Thiếu Gia suýt nữa thì mắc sai lầm rồi, lại còn dám đưa tiểu thư Lý Kỳ Kỳ vào quán ba cao cấp. May là tiểu thư Lý Kỳ Kỳ đã ra khỏi đó rồi, nếu không hậu quả không thể lường trước được. Nghĩ đến đây, Tiêu Đình thở dài một hơi nói Đại Thiếu Gia lúc nào mới có thể để cho người khác bớt lo đây. Hôm qua còn nói muốn học võ công, hôm nay thì không hề đề cập tới, cậu ấy vô dụng như vậy, về sau tiếp quản nhà họ Tô như thế nào đây? Chỉ tiếc rèn sắt không thể thành thép. Tiêu Đình ở chỗ bí mật, lắc đầu không ngừng, vô cùng thất vọng với Tô Thương. Giờ phút này, điều vô dụng trong mắt Tiêu Đình, chính là đón xe đi về hướng Đông Giao. Không lâu sau, Tô Thương đã tới nơi, đường Trung Sơn Đông Giao. Con đường này tương đối dài, thật không dễ dàng gì để người bình thường tìm được lối vào chợ đen Cửu Môn. Nhưng mà Tô Thương thông minh hơn người. Có thể cảm nhận được chân khí của người luyện võ công. Chỉ vài phút mà thôi, anh ấy đã tìm được một khu có rất nhiều người luyện võ tụ tập. Theo cảm nhận,
người luyện võ công đều ở dưới lòng đất, Tô Thương kiểm tra nhiều lần, cuối cùng cũng tìm được lối vào. Trước khi bước vào chợ đen cửu môn, Tô Thương bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền dừng bước. Trước mắt thì lực lực của mình vẫn chưa đủ, hơn nữa Tô Cảnh Hàm vẫn chưa bị lật tẩy nên bây giờ không thích hợp để bại lộ thân phận. Nếu đã như vậy thì mình chắc chắn không thể dùng dáng vẻ hiện tại để đi đến chợ đen cửu môn được. Nghĩ đến đây, Tô Thương tìm một chỗ không có người bắt đầu thi triển thuật dịch dung. Thuật dịch dung, thuật thay đổi dung mạo của bản thân. Anh mở bàn tay đưa ra trước mặt, trong phút chốc mặt mũi đã thay đổi một cách kỳ lạ. Mấy giây sau việc biến hóa này đã hoàn thành. Lúc này Tô Thương đã hoàn toàn biến thành một bộ dạng khác, đôi mắt diều hâu, lông mày hình lưỡi mác. Khí chất của anh cũng thay đổi cực lớn, khuôn mặt hiện tại không chút biểu cảm, trên khuôn mặt như viết mấy chữ, người sống đừng lại gần, khí chất lãnh đạm như muốn ép người, giống như nam chính lạnh lùng bước ra từ trong tiểu thuyết võ hiệp. Chắc là không ai có thể nhận ra tôi rồi, mà khuôn mặt này cũng không thể gọi là Tô Thương nữa nhỉ. Ở kiếp trước tôi là Huyền Thiên Tiên Đế, bây giờ cứ gọi tôi là Tô Huyền Thiên đi. Tô Thương thản nhiên nói, đến ngay cả giọng nói cũng không còn giống với trước nữa, bây giờ lại nghe có mùi lạnh lùng hơn. Ngay sau đó, sắc mặt Tô Thương không chút biểu cảm mà quay trở lại lối vào chợ đen cửu môn. Lối vào hai bên của chợ đen cửu môn đều có bảo vệ, để ngăn chặn những người không thuộc giới luyện võ đi vào. Đứng lại, nhìn anh rất lạ mặt. Anh là tán tu hay là người của tông môn? Lúc đó, một tên bảo vệ hỏi dò. Tô Thương dừng bước, nhìn vào tên bảo vệ đó, ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng nói. Sao hả, tao có bắt buộc phải nói cho mày biết không? Vừa nói, trên người Tô Thương vừa phát ra một luồng khí như chấn động hồn phách, trong nháy mắt toàn bộ không khí bao phủ trong khu chợ gần như muốn ngưng động lại. Tên bảo vệ vừa mở miệng hỏi giờ sắc mặt bị dọa sợ đến tái nhợt. Thấp thỏm lo âu nuốt hai ngụm nước bọt, cơ thể không thể kìm được mà lùi về sau. Một tên bảo vệ khác thấy vậy vội vàng cười xòa nói, công tử, chợ đen cửu môn không thể cho khách không rõ lai lịch vào, anh đi qua bên kia đăng ký họ tên là có thể đi vào rồi. Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi lại trận khí khủng khiếp đó, giơ bút lên viết ra tên của mình, sau đó đường đường chính chính đi vào chợ đen. Sau khi anh rời đi, tên bảo vệ đó nhìn không được mà thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, một bên lau mồ hôi lạnh trên trán, một bên kiêng sợ nói ra, người thanh niên này khí thế thật là mạnh mẽ, ít nhất cũng là hóa kình đỉnh phong. Tôi thấy còn cao hơn nữa kìa. Một tên bảo vệ khác hết sức sợ hãi nói, hai anh em chúng ta đạt hóa kình trung kỳ rồi mới có tư cách canh giữ cửa ra vào của chợ đen cửu môn, nhưng vừa nãy đứng trước mặt của người thanh niên kia, tôi cảm thấy cực kỳ bất lực. Thậm chí anh ta còn khiến tôi cảm thấy có một cảm giác thâm sâu khó dò, giống như chỉ cần anh ta đưa tay lên là có thể giết được tôi rồi, đáng sợ thật sự. Tô Huyền Thiên. Tên bảo vệ này nhìn qua tên mà Tô Thương mới viết bên dưới, lẩm bẩm nói. Trong giới luyện võ, cái tuổi này đặt chân lên hóa kình thì đúng là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, trong đó không hề có ai là họ Tô, không lẽ đây là do tôi kiến thức nông cạn hay sao? Hai người bắt đầu suy đoán thân phận của Tô Huyền Thiên, nhưng mà căn bản không có manh mối gì. Chợ đen cửu môn nói đơn giản hơn chút thì là chợ bán đồ ăn. Chỉ có điều ở đây không bán thức ăn, chỉ bán ra những thứ liên quan đến việc tu luyện, những người tới đi dạo cũng không phải là người bình thường, mà là người có nội công của giới luyện võ. Mặc dù nơi này ở dưới lòng đất, nhưng rõ ràng là đã được thiết kế rất tỉ mỉ. Không chỉ sáng như ban ngày mà hệ thống thông gió cũng cực kỳ tốt, không khác gì những siêu thị lớn khác. Lúc này, Tô Thương vẫn đang đi dạo chợ đen, ánh mắt nhanh chóng đảo qua những quầy hàng từ hai bên. Mục đích của anh rất đơn giản, chính là hạ phẩm linh thạch, còn được gọi là đá năng lượng. Nhưng mà Tô Thương đi hết khắp cả con đường mà đều không phát hiện ra có đá năng lượng, ngược lại các loại dược liệu khác thì lại gặp rất nhiều, như hà thủ ô 200 năm, nhân sâm 300 năm. Tuyết liên 500 năm. Những dược liệu này đều ẩn chứa một số linh khí, kết hợp lại thì có thể luyện chế được rất nhiều loại đan dược, nhưng không thích hợp để đột phá tu luyện. Nếu như muốn đẩy mạnh luyện khí tầng thứ hai, nhất định phải có đầy đủ linh khí, mà đá năng lượng chính là lựa chọn tốt nhất để làm điều đó. Này người anh em, tôi thấy cậu đi dạo một vòng như muốn mua thứ gì đó, cậu tới đây xem thử, có thể thứ cậu muốn ở chỗ tôi có.
lúc này đột nhiên có người nói. Tô Thương nhìn qua đó, thấy một ông già dáng người hơi mập, đang đưa tay vẫy anh ấy lại. Ông già này khoảng 6-70 tuổi, không có tóc, nụ cười của ông ta trông rất hiền lành. Vì ông ta không sử dụng chân khí nên Tô Thương không thể đoán được thực lực của đối phương. Nhưng chính vì như thế mà càng chứng minh được rằng ông ta thực lực rất mạnh, cảnh giới chắc chắn trên Khai Sơn Trưởng, Vương Bình Xuyên. Tô Thương có chút kiêng dè, mở miệng nói, tôi muốn mua 2 viên đá năng lượng, ông có không? Đá năng lượng hả, thứ này rất có ích đối với những người tu luyện trong giới võ thuật, rất nhiều đệ tử của giáo phái có điều kiện từ khi sinh ra đã bắt đầu đeo nó, đặc thù năng lượng bên trong có thể làm giảm khả năng mắc bệnh, là thứ được yêu thích trong giới luyện võ, tôi đương nhiên là có rồi. Ông già mập đó nhẹ nhàng cười nói, chỉ có điều giá của đá năng lượng là rất cao, một viên có giá 1.000 vạn. 2 viên là 2.000 vạn, người anh em, cậu có thể mua nổi không? 2.000 vạn chỗ tôi vẫn có, Tô Dương thản nhiên gật đầu. Ha ha, thế thì tốt. Trong mắt ông già mập đó hiện lên một chút hung ác, nhưng ngoài mặt lại cười nói, đá năng lượng tôi để ở nhà rồi, nhà tôi cũng không xa chợ đen lắm, người anh em, cậu theo tôi về nhà lấy đi. Mặc dù tia hung ác trong mắt ông già mập đó chỉ lóe lên trong tức thì nhưng Tô Thương vẫn phát giác ra. Cho nên anh biết là đã gặp phải đối thủ bụng dạ khó lường rồi. Nhưng mà, kiếp trước Tô Thương đã tu luyện 8.000 năm, những việc thế này anh đều đã gặp qua rất nhiều lần rồi cho nên anh hoàn toàn không hề hoảng sợ, ngược lại còn cực kỳ bình tĩnh. Nếu như đối phương đã để mắt tới mình, hơn nữa còn biết trên người mình có 2.000 vạn, tất nhiên sẽ xem mình như một con dê béo bở, muốn tránh cũng không tránh được. Cuối cùng cách tốt nhất chính là giả vờ phối hợp trước. Sau đó chờ thời cơ thích hợp thì sẽ một cú giết chết ông ta. Thân là Tô Thương của Huyền Thiên Tiên Đế nên so với những người khác thì đã quá quen thuộc với kiểu mua bán giết người cướp của này rồi. Đến lúc đó, anh không cần dùng đến một đồng tiền cũng có thể có được thứ mình cần. Của cải phú quý được tìm trong nguy hiểm, đạo lý này chính là như thế. Nghĩ đến đây, Tô Thương liền đáp lại, được, tiền bối, ông đi trước dẫn đường đi, tôi sẽ đi lấy cùng ông. Ông già mập nghe thấy thế, lộ ra một nụ cười hiền lành, lập tức dẫn Tô Thương rời khỏi chợ đen Cửu Môn. Cái ông già bất tử tiếu diện Phật này, lại có một đơn hàng nữa, cậu thanh niên đó gặp phải xui xẻo rồi. Tháng này đã là người thứ 3 rồi, chợ đen Cửu Môn cũng mặc kệ hay sao? Tiếu diện Phật đã là cao thủ hóa kình đỉnh phong rồi, thực lực cao hơn so với 2 người bảo vệ đó, những người thuộc tầng cao của chợ đen Cửu Môn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nếu đã mạnh như vậy thì nói ra chỉ sợ Tiếu Diện Phật là một cao thủ nhất nhì Giang Bắc rồi. Mọi người đừng lo lắng, ông ấy vẫn là tự lượng sức mình, không dám động đến người của tông môn, người bị ông ấy cướp tiền cũng đều là tên tán tu vô danh. Mọi người bình luận sôi nổi, cho rằng Tô Thương đã là cá nằm trên thớt, nhất định sẽ bị Tiếu Diện Phật làm thịt. Nửa tiếng sau, Tô Thương đi theo Tiếu Diện Phật tới chân núi Đông Sơn. Nơi này cực kỳ hẻo lánh, là một ngọn núi hoang, ít ai lui tới, ngay giữa ban ngày cũng không thấy một bóng người. Đồi núi hoang vu, vùng đất giết người. Trong lòng Tô Thương hiểu rõ, nhưng bên ngoài lại nghi ngờ nói, tiền bối, ông không phải nói nhà ông rất gần chợ đen Cửu Môn hay sao, nhưng chúng ta đã đi được nửa tiếng rồi, rốt cuộc là còn bao lâu nữa mới đến. Ha ha, ông già mập nghe xong liền quay người lại, nụ cười hiền lành biến mất. Thay vào đó là một đôi mắt vẫn đục chăm chú nhìn Tô Thương, chàng trai trẻ, lật bài thôi, tôi không giả vờ nữa, tôi không có đá năng lượng, nhưng tiền của cậu, nhất định phải đưa hết cho tôi. Hả, ý tiền bối là gì? Tô Thương giả vờ sợ hãi nói. Cái này mà cậu vẫn không hiểu sao? Ông già mập ngạo mạn nói, lão phu là Tiếu Diện Phật, cậu ở Giang Bắc đã nghe qua hay chưa, có ai mà không biết đến biệt danh của ta chứ? Chân khí trên người cậu còn không ổn định, mà dám đến chợ đen Cửu Môn mua đồ, hơn nữa lại còn có 2.000 vạn, con dê béo bở này lão phu không cướp cậu thì còn cướp ai được chứ? Tiếu Diện Phật, đây chính là lão tiền bối Tiếu Diện Phật sao? Tô Dương như thể nghe danh đã lâu, nhưng thực tế thì ba chữ Tiếu Diện Phật này anh ấy vẫn chưa từng nghe qua. Cậu biết lão phu sao? Tiếu Diện Phật có chút đắc ý. Tất nhiên rồi. Tên ông nổi tiếng ở Giang Bắc, nghe danh như sấm bên tai, tôi tuy tiếp xúc với giới luyện võ không lâu,
nhưng cũng đã nghe qua danh tiếng của ông rồi. Tô Dương một mực cung kính nói, sự ngưỡng mộ của tôi dành cho ông giống như nước sông cuồn cuộn chảy liên tục không ngừng, cũng giống như lũ lụt Hoàng Hà, một khi đã xảy ra là không thể ngăn cản được, hôm nay có thể gặp ông ở đây, tôi thật là có phúc ba đời. Những lời nịnh bợ này không chỉ khiến cho Tiếu Diện Phật sảng khoái một cách bình thường mà ông ta cảm thấy giống như bản thân đã đạt đến thỏa mãn cực độ. Tiền bối Tiếu Diện Phật, trong thẻ của tôi có 2.000 vạn đều có thể đưa cho ông hết, thậm chí trên người của tôi còn có bảo vật có giá trị cực cao, cũng chuẩn bị sẽ dâng tặng cho ông. Lúc này, Tô Thương tận dụng thời cơ nói. Bảo vật có giá trị cực cao. Tiếu Diện Phật vừa nghe xong lời thì hai mắt lập tức phát sáng lên. Sau đó ông ta khẽ cười nói, chàng trai trẻ, cậu rất là biết điều, nếu đã như vậy thì nhanh giao bảo vật ra đây, tôi có thể tha cho cậu một mạng. Dạ, dạ, cảm ơn tiền bối rất nhiều, bảo vật ở trên người của tôi sẽ lấy ngay cho ông đây. Được rồi chàng trai trẻ, phải hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, cậu thật sự là một người có thể thành tài. Tiếu Diện Phật không chịu nổi nữa mà khen ngợi Tô Thương, ngay sau đó ông ta nhìn Tô Dương không chớp mắt. Ông ta vô cùng tò mò thứ bảo vật mà Tô Thương nói. Tiền bối quá khen rồi, đồ tốt chính là dùng để dâng tặng người đức cao vọng trọng như tiền bối đây. Tô Thương cười nói, trong mắt hiện ra một sát ý khó phát hiện được. Ngay lập tức anh siết chặt những ngón tay của mình trong lòng bàn tay, một quả cầu nước cỡ như quả táo thành hình nhưng tỏa ra uy thế cực kỳ khủng khiếp. Tên nhóc con, cậu lề mề cái gì đó, mau đem bảo vật ra cho tôi. Tiếu Diện Phật vẫn chưa hay biết nguy hiểm đang cận kề mình, không nhịn được mà thúc giục nói. Được thôi, tiền bối, của ông đây. Tô Thương mỉm cười nói, ngay sau đó ánh mắt sắc lạnh, đồng thời từ trong lòng rút ra một quả bóng nước rồi đột nhiên ném về phía Tiếu Diện Phật. Tốc độ của quả cầu nước vô cùng nhanh, còn hơn cả đạn bắn nữa. Lại thêm Tiếu Diện Phật đang đắm chìm trong niềm sung sướng sắp lấy được bảo vật cho nên hoàn toàn không có đề phòng. Đợi sau khi ông ta kịp phản ứng trở lại thì quả cầu nước đã bay thẳng vào chính giữa lồng ngực ông ta rồi. Cùng với tiếp tục vang lên là cả người Tiếu Diện Phật nhanh chóng bị đánh bay ngược ra phía sau. Trong lúc này, Tô Thương cũng không ngồi yên mà tiếp tục đánh, thừa thắng xông lên. Lúc này linh khí của anh hóa thành một cây dao, nhanh như chớp chĩa thẳng vào cổ của Tiếu Diện Phật. Phốc! Tô Thương vốn nghĩ chỉ một đòn này là có thể cứa đứt cổ của Tiếu Diện Phật nhưng Tiếu Diện Phật lại là cao thủ hóa kình đỉnh phong, thế là cả người ông ta nghiêng qua một bên tránh được đòn hiểm của Tô Thương. Nhưng tai trái của ông ta lại bị Tô Thương cắt gọn một phát, máu rơi đầy trên mặt đất. Cả người Tiếu Diện Phật cùng lúc rơi mạnh một phát xuống mặt đất, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt vô cùng đau đớn. A, tên nhóc con thối tha, cậu vậy mà lại đi đánh lén tôi. Tôi sẽ chém cậu ra thành trăm mảnh. Tiếu Diện Phật tức không chịu nổi nữa, khuôn mặt dữ tợn lập tức ngước lên nhìn về phía trước. Nhưng mà sau khi Tô Thương tung ra một đòn mà vẫn chưa giết chết được mục tiêu, thì anh sớm tự biết mình không phải là đối thủ của đối phương cho nên sớm đã chạy trốn đi rồi. Tiếu Diện Phật che vết thương ở tai lại, tập trung tinh thần quan sát bốn phía, sau khi phát hiện Tô Thương đã rời đi, thì trước tiên ông ta điên cuồng gào thét. Nhưng sau khi bình tĩnh trở lại thì trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi vô cùng. Người trẻ tuổi lúc nãy, thế mà lại dùng thủy cầu thuật để đánh lén ta, lẽ nào cậu ta có thể đem chân khí biến dạng chuyển hóa thành ngũ hành thuộc tính? Nhưng tông sư võ đạo mới có bản lĩnh này, trừ phi cậu ta chính là tông sư võ đạo. Suy nghĩ này vừa lóe lên, Tiếu Diện Phật liền cảm thấy hoảng sợ vô cùng, nhưng mà lại phủ định nói, không thể nào, cả giới luyện võ này. Tông sư võ đạo trẻ tuổi nhất cũng 40 tuổi rồi, trước mắt đã là chủ của một tông phái rồi. Cậu ta cao lắm cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi, cảnh giới có thể đạt đến hóa kình cũng xem như là một người kỳ tài trong vạn người rồi, tuyệt đối không thể nào đặt chân đến cảnh giới tông sư được. Tiếu Diện Phật phân tích nói, hơn nữa, cậu ta là thừa lúc ta không đề phòng đánh lén, nhìn thấy ta chưa chết nên trực tiếp bỏ chạy, chứng tỏ cậu ta cũng kiêng dè không dám quang minh chính đại đánh nhau với ta. Quả cầu nước đó có thể là thủ đoạn đặc biệt dùng để phòng thân, chắc chỉ có thể dùng được một lần thôi. Nghĩ đến đây, Tiếu Diện Phật liền thẹn quá hóa giận, hai mắt đỏ ngầu lên, hận không thể xé xác Tô Thương ra thành trăm ngàn mảnh. Thật là đáng hận mà. Tôi lăn lộn hơn mười mấy năm ở chợ đen Cửu Môn,
không ngờ đến hôm nay vậy mà lại bị thua trong tay một thằng nhóc con. Không được, ta nhất định phải tra ra thân phận của cậu ta, thù này nhất định phải báo. Tiếu Diện Phật là người có thù phải trả, cục tức này ông ta nuốt không trôi, thế là lập tức quay trở về chợ đen Cửu Môn, muốn thăm dò thông tin của Tô Thương. Tiếu Diện Phật, tai của ông lúc nãy vẫn còn tốt mà sao bây giờ lại mất một cái rồi? Không phải đã bắt được một con dê lớn béo bở để cướp hàng rồi sao? Sao lại làm mình thảm hại như vậy? Ha ha, cái này còn phải hỏi sao, chắc chắn là xảy tay rồi bị người trẻ tuổi kia cắt mất một lỗ tai rồi. Cả đám người nhao nhao bàn tán, kết quả là càng có nhiều người đến xem trò cười, chuyện Tiếu Diện Phật bị một thanh niên bí ẩn cắt tai lan truyền nhanh như cháy rừng, gây chấn động toàn bộ chợ đen Cửu Môn. Thực lực của mấy người luyện võ đến xem chuyện cười này đều không bằng Tiếu Diện Phật, thế nhưng đại đa số đều là đệ tử của tông môn nên Tiếu Diện Phật cũng không dám đắc tội, chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Cuối cùng, ông ta đến chỗ của hai người bảo vệ thì biết được tên giả của Tô Thương đã dùng để đăng ký. Tô Huyền Thiên. Tiếu Diện Phật trầm mặt xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi nhớ kỹ cậu rồi, chúng ta cứ chờ đó mà xem. Tiếu Diện Phật, sao ông lại dám chọc vào người này chứ? Mặc dù tôi không biết lai lịch của cậu ta nhưng thực lực người này thâm sâu khó lường được. Một người bảo vệ lên tiếng nói. Một người bảo vệ khác cũng giễu cợt một cách quái gở nói, thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng rồi. Ha ha, Tiếu Diện Phật, ông chơi xấu nhiều người như vậy, cái này có thể chính là báo ứng của ông. Tiếu Diện Phật nhìn hai người bảo vệ, trong lòng thẹn quá hóa giận nhưng lại không biển hiện ra ngoài mặt. Vì bảo vệ của chợ đen Cửu Môn chính là người của tông môn. Tông môn có hay không thì đối với người luyện võ mà nói là điều vô cùng quan trọng. Đây giống như hệ thống trong xã hội, người ở trong tông môn tương đương như người có biên chế vậy, sau lưng có chỗ để dựa dẫm. Mà loại tán tu như Tiếu Diện Phật thì là những nhân viên ngoài biên chế, cho dù là thực lực có mạnh đến đâu thì cũng sẽ không được người trong biên chế tôn trọng. Hừ, hai tên rác rưởi hóa kình trung kỳ, phách lối gì chứ? Đợi sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao phó của người kia rồi thì có thể gia nhập được tông môn to mạnh nhất của giới luyện võ, đến lúc đó, mấy người đến tư cách sợ tôi cũng không có. Tiếu Diện Phật âm thầm nghĩ, rồi lập tức trầm mặt xuống nhanh chóng rời khỏi chợ đen Cửu Môn. Ngày hôm qua, một đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới luyện võ đã đến kiếm ông ta. Người kia hứa hẹn với ông ta rằng chỉ cần ông ta giết hai cha con Tô Thần Binh dùm người đó, thì người đó có thể sắp xếp cho ông ta gia nhập tông môn, đồng thời trực tiếp được làm trưởng lão. Tiếu Diện Phật là dân ở Giang Bắc đương nhiên biết Tô Thần Binh là ai, vốn dĩ không dám nhận lời. Bởi vì nhà họ Tô còn có sự tồn tại đáng sợ chính là lão gia nhà họ Tô, Tô Kiền Khôn, được mệnh danh là không có địch thủ ở Giang Bắc. Tiếu Diện Phật may mắn từng gặp qua Tô Kiền Khôn, hiểu rõ đối phương vô cùng mạnh, tự biết mình không phải là đối thủ của ông ấy. Nhưng mà, đại nhân vật đó lại nói, thời gian trước đã đánh cho Tô Kiền Khôn bị thương, nên bây giờ Tô Kiền Khôn chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Nếu như Tiếu Diện Phật ra tay thì nhà họ Tô không có ai là ngăn cản được ông ta. Tiếu Diện Phật nghe thấy như vậy liền đồng ý, nhưng ông ta đối với lời nói của đại nhân vật kia cũng nửa tin nửa nghi ngờ. Thế là, ông ta tìm người thăm dò tình hình của nhà họ Tô, kết quả là được biết lão gia nhà họ Tô rất lâu rồi không xuất hiện. Hơn nữa thần y Hoa thời Mạc gần đây cũng hay lui tới nhà họ Tô. Tiếu Diện Phật lúc này mới chắc chắn là đại nhật vật kia không lừa mình, ông ta lại điều tra kỹ về cha con Tô Thần Binh. Tô Thần Binh đúng là có chút bản lĩnh, chắc là hóa kình hậu kỳ, nhưng cũng không đáng sợ. Về phần Tô Thương con ông ta thì chỉ là một tên công tử bột ăn chơi lêu lỏng, cũng không chịu nổi một đòn. Tiếu Diện Phật tự tin tự mình có thể xông vào nhà họ Tô, nhẹ nhàng lấy đầu của cha con Tô Thần Binh, nhưng ông ta vẫn chưa dám tùy tiện ra tay. Tiếu Diện Phật chỉ là một tán tu, tự một mình đạt được thành tựu như ngày hôm nay, cho nên làm việc gì cũng vô cùng cẩn thận, dè dặt. Nhà họ Tô là đệ nhất gia tộc ở Giang Bắc, thâm căn cố đế ở Giang Bắc cho nên ông ta cũng không dám tùy tiện xông vào. Suy đi nghĩ lại, Tiếu Diện Phật liền quyết định gửi cho nhà họ Tô một lá thư khiêu khích để thăm dò, kêu nhà họ Tô dâng ra hai cha con Tô Thần Binh. Nếu nhà họ Tô phản ứng rất gay gắt và dùng những lời lẽ cay nghiệt đáp lại Tiếu Diện Phật thì có nghĩa là nhà họ Tô vẫn còn lá bài tẩy.
nếu như nhà họ Tô sau khi nhận thư khiêu khích mà một lời cũng không đáp trả lại thì chứng tỏ nhà họ Tô đang run sợ. Như vậy thì ông ta có thể ra tay rồi. Bây giờ nhà họ Tô chắc nhận được thư khiêu khích của tôi gửi qua rồi, không biết sẽ có phản ứng như thế nào nữa. Tiếu Diện Phật cười lạnh, tiếp đó chỉ cần đợi kết quả là được rồi, nhưng mà bây giờ ông ta phải trở về trụ sở để băng bó vết thương ở lỗ tai trước đã. Cứ nghĩ đến chuyện lúc trước, thì cơn thịnh nộ lại dâng ngập đầu, Tiếu Diện Phật nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Huyền Thiên, sớm muộn gì tôi cũng sẽ băm vằm cậu ra thành trăm mảnh. Nói xong, bóng dáng Tiếu Diện Phật dần dần biến mất. Giờ này phút này, trang viên nhà họ Tô. Trong tay Tô Thần Binh đang cầm bức thư khiêu khích của Tiếu Diện Phật gửi tới, biểu cảm vô cùng ngưng trọng. Trong lá thư khiêu khích, chỉ viết một hàng chữ, nhận ủy thác của người khác, trong vòng 2 ngày làm phiền dâng lên đầu của cha con Tô Thần Binh, nếu không tôi sẽ tự mình đến lấy. Ký tên, Tiếu Diện Phật. Nhận được bức thư khiêu chiến này Tô Thần Binh liên tục cười khổ. Trong lòng ông ấy biết rất rõ thực lực của Tiếu Diện Phật, đủ để xếp thứ 3 ở Giang Bắc. Sau khi Tô Thần Binh tiếp quản vị trí chủ nhà, đã từng mời Tiếu Diện Phật đến làm khách nhà họ Tô, mỗi tháng cùng hưởng hoa hồng từ sản nghiệp của nhà họ Tô nhưng Tiếu Diện Phật lại từ chối. Ông ấy không ngờ, hôm nay vết thương cũ của lão gia tái phát, thì Tiếu Diện Phật lại lòi răng nanh ra. Đã nghèo còn gặp cái eo mà. Tiếu Diện Phật đã đạt tới hóa kình đỉnh phong, vệ sĩ nhà họ Tô hoàn toàn không có tác dụng gì. Tô Thần Binh thở dài một hơi nói, hai. Nếu như Cân Dực có ở đây thì tốt rồi, cha với Cân Dực, cha và con gái kết hợp với nhau mặc dù vẫn không đánh thắng được Tiếu Diện Phật nhưng cũng có thể tạm thời chống đỡ được. Đáng tiếc, Cân Dực còn đang ở chiến trường, nước xa không cứu được lửa gần, bây giờ xem ra chỉ có thể tạm lánh đi thôi. Tô Thần Binh đã đưa ra quyết định, sau đó lại phân tích, Cảnh Hàm, còn mua 2 vé máy bay, cha và Tô Thương ra nước ngoài tạm lánh đầu ngọn gió này. Tô Cảnh Hàm vẫn luôn đứng ở bên cạnh, thậm chí bức thư khiêu khích là do chính tay cậu ấy đưa cho Tô Thần Binh, cho nên cậu ấy đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Lúc này, Tô Cảnh Hàm gật gật đầu, tâm trạng nghiêm túc nói, vâng, con đi đặt vé đây, sáng mai có thể bay được rồi, cha với anh cả cứ đi chơi vài hôm, không cần quan tâm đến việc ở nhà, tập đoàn đã có con theo sát. Tô Thần Binh hài lòng vuốt cằm, sau đó vui mừng nói, Cảnh Hàm à. Tô Thương là đồ bỏ đi, cũng may còn có con chia sẻ khó khăn với cha. Cha nuôi, đây đều là việc con nên làm, Tô Cảnh Hàm khiêm tốn nói. Đừng gọi là cha nuôi nữa, sau này con cứ gọi cha là cha đi, cha nuôi nghe xa lạ quá rồi. Tô Thần Binh mỉm cười nói. Vâng, cha, .csa. Tô Cảnh Hàm lần đầu tiên kêu tiếng cha như vậy, ít nhiều cũng không quen cha, Tiếu Diện Phật mạnh đến như vậy sao? Vậy mà có thể ép cha rời khỏi Giang Bắc. Thực lực của Tiếu Diện Phật là không cần nghi ngờ, ở Giang Bắc ngoài ông nội con ra thì e rằng không có ai là đối thủ của ông ta. Tô Thần Binh cười khổ nói, cho tới nay, Tiếu Diện Phật vẫn thường khách sáo với nhà họ Tô, nhìn thấy cha cũng vô cùng cung kính, không ngờ hôm nay lại muốn lấy đầu của cha. Cha, lúc nãy con vừa nghe nói một tai của Tiếu Diện Phật bị một người tên là Tô Huyền Thiên cắt đứt. Như vậy thì có thể thấy được là Tô Huyền Thiên có thể đối phó được với Tiếu Diện Phật. Tô Cảnh Hàm đề nghị nói, hay là cha đừng ra nước ngoài nữa, chúng ta bỏ tiền ra mời Tô Huyền Thiên ra tay. Tin tức này cha cũng có nghe nói rồi, nhưng thân phận của Tô Huyền Thiên cha không biết rõ, theo như cha biết thì ở Giang Bắc không có ai như vậy, nhưng có tin tức truyền tới thì cũng là không có lửa làm sao có khói, chỉ là thời gian gấp gáp quá, rất khó liên hệ được với Tô Huyền Thiên. Tô Thần Binh nói tiếp, hơn nữa, cứ coi như là tìm được đi, thì cao thủ này chỉ sợ cũng sẽ không vì tiền mà tùy tiện sống chết với Tiếu Diện Phật, vẫn là thôi đi. Con hiểu rồi ạ. Tô Cảnh Hàm gật đầu, sau đó lại nghi ngờ nói cha đã chọc giận Tiếu Diện Phật chỗ nào vậy, tại sao ông ta lại vô duyên vô cớ gửi thư khiêu khích tới chứ? Chuyện này nói ra thì dài dòng, sau này nói cho con biết sau vậy. Trong lòng Tô Thần Binh đã đoán ra Tiếu Diện Phật nhất định là bị người đó giật dây. Được rồi, cha, lần này cha và anh cả muốn ở lại bên ngoài bao lâu? Lúc này Tô Cảnh Hàm lại hỏi. Sẽ không lâu đâu. Tô Thần Binh khẽ cười, chưa hôm nay Hoa Thần Y nói rồi, ông ta đã tìm ra cách chữa trị cho lão gia rồi, ít thì 1 tuần, lâu thì nửa tháng lão gia có thể hồi phục lại như lúc đầu rồi.
đợi sau khi vết thương của lão ra khỏi rồi thì nhà họ Tô chúng ta đương nhiên không cần sợ Tiếu Diện Phật nữa. Tô Thần Minh vỗ vai Tô Cảnh Hàm rồi nói, trong thời gian này, có chuyện gì con cũng phải tự mình xử lý, vất vả cho con rồi. Cha, cha nói gì vậy, nhà họ Tô là nhà của con, vì nhà mình mà ra sức, chút cực khổ này tính là gì chứ? Tô Cảnh Hàm ân cần nói, ngược lại con mới không yên tâm về cha, ở bên ngoài nhất định phải chăm sóc mình thật tốt đó. Sáng sớm mai xuất phát, cha đi tạm biệt lão gia trước. Tô Thương trở về rồi, con hãy nói với nó chuyện này, cái đồ bỏ đi này cả ngày toàn làm việc không đâu, đợi đến khi ra nước ngoài rồi, cha sẽ ném nó ra chiến trường rèn luyện. Tô Thần Binh để lại câu nói rồi bước nhanh rời khỏi phòng khách, đi về phía phòng của lão gia để báo cáo. Vâng, cha. Tô Cảnh Hàm nhìn theo hướng Tô Thần Binh rồi cúi người xuống cung kính trả lời. Nhưng mà sau đó cậu ấy liền đứng thẳng người lên, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, lập tức soạn một tin nhắn. Nội dung là, Tô Thương ngày mai sẽ ra nước ngoài, đợi lão gia hồi phục rồi mới trở lại, đêm nay chỉ được thành công không được phép thất bại, nếu không sau này giết Tô Thương rủi ro sẽ rất lớn. Sau khi gửi tin nhắn đi, Tô Cảnh Hàm đẩy gọng kính viền vàng lên, tia lạnh lùng trên khuôn mặt lúc nãy như chưa từng tồn tại, thay vào đó là nụ cười ấm áp. Cùng lúc đó, ở bên khác, Tô Thương đã về đến Ngọc Chỉ Tiên Cảnh, anh tung người nhảy vào phòng từ cửa sổ mà không có ai phát hiện ra. Đã hơn 3 giờ chiều rồi, mất công cả nửa ngày mà một miếng đá năng lượng cũng không tìm được. Tô Thương rầu rĩ thở dài, rồi liếc nhìn đám nhân viên nữ vẫn còn đang hôn mê, anh chuẩn bị rời khỏi phòng. Nhưng mà lúc này, anh đột nhiên nhớ tới thuật dịch dung của mình, thế là dừng bước lại. Đi ra như thế này không được. Tô Thương khẽ mỉm cười, sau đó giơ tay lên mặt thì mặt mũi lại trở về như lúc ban đầu, tiếp theo anh liền đẩy cửa bước ra. Từ trong phòng riêng bước ra Tô Thương liền phát hiện ở bên ngoài tụ tập không ít người, đều đang nhìn về phía phòng mình. 1, 2, 3, 4, 5, toàn bộ 5 em nhân viên đều đang ngủ. Mẹ kiếp, Tô Đại Thiếu Gia vẫn là mạnh nhất mà. Một mình chiến với 5 em mà không hề rơi vào thế yếu, ngược lại còn làm 5 em đều ngất đi, quá mạnh. Cái này tính là gì chứ? Lần trước Tô Đại Thiếu Gia còn làm cho em nhân viên, khụ khụ, đều làm văng ra ngoài hết rồi. Hỏi ai là người mạnh, đến Giang Bắc nhà họ Tô tìm Tô Thương. Đám người khiếp sợ không thôi, trong đó có người là khách, cũng có người là nhân viên của Ngọc Chỉ Tiên Cảnh. Đám người này hết sức khâm phục sự mạnh mẽ của Tô Thương. Thậm chí có mấy em nhân viên cứ quấn lấy Tô Thương muốn trải nghiệm một chút bản lĩnh của Tô Thương. Nhưng mà Tô Đại Thiếu Gia lại không thèm để ý, hất mấy em nhân viên như mấy con bạch tuột đang quấn lấy mình ra, trực tiếp rời khỏi Ngọc Chỉ Thiên Cảnh. Mà sau đó, Tô Thương cũng không về trang viên nhà họ Tô, mà đi đến biệt thự ven sông. Sau khi đi vào phòng khách, Tô Thương nói vào trong không khí tiêu đình, tôi biết cha tôi sai cậu âm thầm bảo vệ tôi. Nhưng mà tôi ở trong biệt thự rất an toàn, cậu không cần theo dõi tôi nữa đâu. Hôm nay tôi đã chơi mấy tiếng đồng hồ, mệt muốn ói luôn rồi nên tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Tô Thương nhìn camera giám sát ở phòng khách liền nói thêm, đúng rồi, sau này tôi sẽ thường xuyên đến đây, cho nên tháo cái camera này xuống đi. Tôi không có thói quen bị người ta theo dõi như vậy, camera ở bên ngoài thì có thể để lại. Nói xong, Tô Thương liền đi lên tầng 3. Vào phòng của mình, rất nhanh anh có thể cảm nhận được Tiêu Đình đang tháo camera ở phòng khách, đồng thời đi ra khỏi phòng khách ở bên ngoài biệt thự bảo vệ anh. Tô Thương mỉm cười, sau đó đi vào trạng thái tu luyện, bắt đầu vận chuyển cửu u địa ngục quyết. Không biết tối nay Tô Cảnh Hàm sẽ làm cái khỉ gì nữa, bản thân phải dùng trạng thái mạnh nhất để đối phó lại mới được. Thời gian trôi qua cực nhanh, thấm thoát màn đêm đã buông xuống. Tô Thương gọi điện cho Tô Cảnh Hàm trước. Hẹn gặp cậu ấy ở Ngọc Chỉ Tiên Cảnh. Tiếp theo đó, Tô Thương nhếch mép lên, lại liên hệ với một người cực kỳ quan trọng, tối nay chắc có lẽ sẽ có một vở kịch hay đây, thiếu mất sự chứng kiến của cô ta là không được. Sau khi sắp xếp xong, Tô Thương đã cắt đuôi được Tiêu Đình, một mình lén lút rời khỏi biệt thự ven sông. Nếu đêm nay không sử dụng thực lực để thoát khỏi Tiêu Đình, để Tiêu Đình đi theo thì ít nhiều cũng có chút phiền phức. Không lâu sau, Tô Thương đi đến Ngọc Chỉ Tiên Cảnh, nhìn vào đã thấy Tô Cảnh Hàm ở đó. Tô Cảnh Hàm lúc đó đeo khẩu trang,
đầu đội mũ lưỡi chai, mặc kín mít, người thường hoàn toàn không thể nhận ra anh là Tô Cảnh Hàm. Nhưng mà Tô Thương nếu có nhận ra thì cũng giả vờ không quen biết, đứng ở một bên làm ra vẻ như đang đợi Tô Cảnh Hàm. Anh, lúc này Tô Cảnh Hàm đi đến chào hỏi. Mẹ mày, mày là ai, đừng có lại gần tao. Diễn thì phải diễn cho trọn, Tô Thương hùng hổ, đưa chân đạp thật mạnh vào người của Tô Cảnh Hàm. Tô Cảnh Hàm bị đẩy lùi về sau hai bước, vội vàng tháo khẩu trang xuống, nhỏ giọng nói anh, đừng đánh nữa, là em đây. Thì ra là Tô Cảnh Hàm sao? Tô Thương bỗng nhiên nhận ra, nhưng sau đó lại nghi ngờ nói, sao em lại ăn mặc như thế này, làm anh không thể nào nhận ra, vừa rồi có đau không? Không đau, không sao. Tô Cảnh Hàm cười cười, sau đó giải thích, anh à, em không muốn để cho người khác biết em đến đây, cho nên em đã cải trang một chút. Ha ha, hiểu rồi, em là vừa muốn chơi một chút, lại vừa muốn giữ gìn danh tiếng. Tô Thương vỗ vai Tô Cảnh Hàm, cười nói, hiểu rồi, anh em tốt, lát nữa vào đấy anh sẽ không gọi tên của em, mau đeo khẩu trang vào, rồi lát nữa vào phòng rồi tháo ra cũng được. Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Tô Cảnh Hàm cảm kích nói, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ hả hê. Theo anh ta thấy, chắc chắn đêm nay Tô Đại Thiếu Gia sẽ phải chết trong Ngọc Chỉ Tiên Cảnh này, vì thế tuyệt đối không thể để cho người khác biết được anh đã tới đây, nếu không người khác sẽ nghi ngờ. Cho nên, Tô Cảnh Hàm mặc kệ mọi người, cải trang thật kín đáo. Vốn Tô Cảnh Hàm đã nghĩ đến phải giải thích như thế nào cho việc phải đeo khẩu trang rồi. Nhưng điều không nghĩ tới là Tô Thương lại biết điều như vậy, còn nhắc nhở anh đeo khẩu trang vào. Ha ha, Tô Đại Thiếu Gia thật là một kẻ ngốc, ngu xuẩn như vậy thì anh ấy làm sao có khả năng đấu với tôi. Trong lòng Tô Cảnh Hàm đắc ý, đi theo Tô Thương vào Ngọc Chỉ Tiên Cảnh. Tô Đại Thiếu Gia đã đến, không nghi ngờ gì nữa, lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Chiều nay vừa mới đến, bây giờ lại đến nữa, Tô Đại Thiếu Gia sạc điện nhanh như vậy sao? Sạc điện 2 phút, đóng cọc 2 tiếng, Tô Đại Thiếu Gia thật là trâu bò. Tôi được coi là tuyển thủ tinh anh của quán bar, trước đây tôi không phục trước danh hiệu người mạnh nhất của Tô Đại Thiếu Gia, nhưng bây giờ thì tôi phục. Tô Đại Thiếu Gia thật là mãnh liệt. Sau khi cô nhân viên tiếp anh ấy lúc chiều tỉnh lại, còn không nhớ buổi chiều đã xảy ra chuyện gì, thẳng tay chơi trò mất trí nhớ, thử hỏi ai có thể làm được như vậy. Chấm. Nghe được mấy lời bàn tán này, Tô Cảnh Hàm cười liên tục, càng khinh thường Tô Thương hơn. Tô Thương không thèm để ý đến mọi người xung quanh, trực tiếp gọi quản lý, mặt nhếch lên nói, Trương quản lý, đêm nay tôi có đưa một người bạn đến đây chơi, chọn giúp bạn tôi 10 cô nhân viên nhé. Nhất định phải xinh đẹp, tốt nhất là có nhiều kinh nghiệm, bạn của tôi vẫn còn là gà tơ nên cần phải có người nhiều kinh nghiệm dẫn dắt cậu ấy. Tô Thương lớn tiếng nói. Gà tơ sao, trời đất, đây là hàng hiếm rồi. Ha ha, bạn của Tô Đại Thiếu Gia lại là gà tơ, được thôi, cứ giao cho tôi. Mọi người đều lao nhao nói, trong giọng chứa đầy sự cười nhạo. Điều này làm cho Tô Cảnh Hàm vô cùng xấu hổ, khuôn mặt sau lớp khẩu trang đỏ lên. Vừa xấu hổ vừa tức giận. Câm miệng hết đi, bạn của tôi có 20 tuổi, là gà tơ thì sao, chẳng phải mấy người trước đây cũng từng là gà tơ hay sao, bây giờ cởi bỏ danh hiệu này không phải là tốt sao, cười cái con khỉ. Tô Thương lớn tiếng bảo vệ Tô Cảnh Hàm. Không nói thì thôi, vừa nói xong mọi người còn cười to hơn nữa, khiến cho Tô Cảnh Hàm xấu hổ không biết chui đi đâu. Thật đáng xấu hổ, còn dám cười sao, có tin tôi đánh mấy người không? Tô Thương tức giận, ra vẻ muốn đánh người. Tô Cảnh Hàm không muốn làm lớn chuyện, sợ người khác chú ý, vì thế giữ chặt Tô Thương lại, nhỏ giọng nói anh, đừng chấp nhặt với bọn họ làm gì, để cho bọn họ cười đi, qua đêm nay em sẽ không còn là gà tơ nữa, bọn họ tự nhiên sẽ không dám cười em nữa. Được rồi. Tô Thương gật đầu, sau đó giục quản lý đi sắp xếp phòng, còn nói, em à, chuyện này anh không can thiệp nữa, em đi thuê phòng đi. Chúc em chơi vui vẻ. Dạ, cảm ơn anh. Tô Cảnh Hàm cười cười, sau đó đi theo một nhân viên phục vụ đi đến phòng 308. Đi đến phòng, Tô Cảnh Hàm đợi nhân viên phục vụ đi, sau đó vào phòng khóa trái cửa lại. Sau đó, anh ta gọi một cuộc điện thoại, thản nhiên nó, tôi đã đưa Tô Thương đến Ngọc Chỉ Tiên Cảnh, cao thủ anh phái tới đã đến chưa?
đã xuất phát 10 phút trước chắc sắp tới rồi. Người đàn ông bên kia điện thoại nói, Tô Cảnh Hàm, anh cũng đi đến quán ba sao, bởi vì với tính cách của Tô Thương, anh chỉ cần đả kích một chút, anh ấy sẽ tự đi đến Ngọc Chỉ Tiên Cảnh, anh không cần phải mạo hiểm như thế. Ha ha, tôi muốn tận mắt chứng kiến Tô Thương bị giết, để cho hắn biết chính tôi đã khiến anh ấy ra nông nỗi như thế, như vậy mới thích thú. Tô Cảnh Hàm tháo khẩu trang xuống, nói tiếp, hơn nữa, cậu yên tâm đi, toàn bộ quá trình tôi đều đeo khẩu trang, trừ Tô Thương ra thì ở đây không có ai nhận ra tôi, sẽ không bại lộ được. Chuẩn bị tốt đấy, chờ đến lúc anh tiếp quản Tô ra, chúng ta còn rất nhiều cơ hội để hợp tác với nhau nữa, bây giờ tôi cũng không muốn anh xảy ra chuyện gì không may đâu. Người đàn ông bên kia điện thoại tiếp tục nói, lần này tôi phái cao thủ đi, đã cho hắn xem ảnh của Tô Thương rồi. Sẽ không nhận nhầm người nữa đâu, anh đợi tin tốt lành đi. Về phần tâm nguyện của cậu, tôi sẽ cho cậu thỏa mãn, bây giờ tôi sẽ gọi điện bảo Hắc Long giữ lại một chút hơi thở cho Tô Thương, anh đang ở phòng nào, nói cho tôi biết, tôi sẽ đem Tô Thương hấp hối đến cho anh. Cảm ơn, phòng 308, Tô Cảnh Hàm đáp lại. Được, người đàn ông bên kia điện thoại trả lời rồi cúp máy luôn. Ha ha, Tô Thương, anh chờ chết đi. Tô Cảnh Hàm ngồi trên ghế sofa, đẩy gọng kính viền vàng, vô cùng phấn khởi, sâu trong mắt hiện lên vẻ đắc ý với điên cuồng, dáng vẻ khác hẳn so với bình thường. Vài giây sau, anh ấy mới trở lại diện mạo nho nhã lễ phép, đi ra mở khóa cửa phòng. Thực ra, Tô Cảnh Hàm không hề lừa Tô Thương, anh ấy thật sự là gà tơ. Hơn nữa, anh ấy chờ mong mấy cô nhân viên đến cũng là sự thật, hôm nay may mà có cơ hội này. Anh ấy thật sự muốn trải nghiệm một chút. Lúc này, Tô Thương đang ở trong một góc của đại sảnh, lấy bất biến ứng vạn biến, ngồi chờ xem Tô Cảnh Hàm có âm mưu gì. Vài phút sau, anh ấy nhận ra trong đại sảnh xuất hiện một người cao thủ hóa kình hậu kỳ, hơn nữa ánh mắt lạnh lùng kia cứ nhắm về phía anh, trong mắt sát ý lạnh thấu xương. Ha ha, cuối cùng cũng đã đến. Tô Thương nhếch miệng cười, lo lắng ở đây có nhiều người. Vì thế gọi quản lý đặt cho anh một phòng. Sau đó, Tô Dương sải bước đi vào phòng, anh cố ý để cửa phòng nửa che nửa đậy, không có khóa trái cửa, hơn nữa nhìn chằm chằm hướng 11 giờ, nhẹ nhàng cười nói. Để cửa cho ngươi, còn không vào sao? Tô Thương vừa dứt lời thì có một bóng người xông vào phòng. Bịch! Ngay sau đó, người này vung tay lên, cửa phòng cũng đóng lại. Tô Thương, sao cậu có thể phát hiện ra tôi? Người vừa đến nhìn chằm chằm vào Tô Thương, ánh mắt lạnh thấu xương xen lẫn sự tò mò. Tô Thương quay sang nhìn, phát hiện đối phương khoảng 40 tuổi, tóc húi cua, mặc áo khoác da màu đen, khóe miệng còn có một vết sẹo khoảng 5 cm khiến cho người khác có cảm giác hung ác. Khí thế trên người ông ấy cũng đặc biệt làm cho người ta sợ hãi, nhất định đã từng giết không ít người, người bình thường sợ rằng cũng không có can đảm nhìn ông ấy. Nhưng Tô Thương không có chút nào sợ hãi. Thản nhiên cười nói, cơ bản là không thèm để mắt đến ông ấy. Trả lời câu hỏi của tôi đi, trên người cậu không hề có chân khí chuyển động, cậu chỉ là một người bình thường, nhưng bằng cách nào lại có thể phát hiện ra tôi? Người đàn ông lạnh giọng, không có chút kiên nhẫn hỏi. Ha ha, Tô Thương lại đứng lên, nhíu mày nói, ông cảm thấy bản thân mình núp rất kín sao? Chỉ là hóa kình hậu kỳ mà thôi, cũng dám ám sát tôi. Đúng là không biết sống chết là gì. Tô Thương lạnh lùng nói, bây giờ, tôi cho ông một cơ hội, thành thật khai báo là ai đã phái ông tới đây, có khi tôi sẽ tha cho ông một mạng. Hừ, người đàn ông áo da nghe vậy, sắc mặt hung ác lạnh lùng nói, chết đến nơi rồi mà còn già mồm à. Nói xong, người đàn ông áo da mở to mắt, không chút để ý mà đánh ra một chưởng, dự định để cho Tô Thương nếm chút khổ sở. Nhưng mà, chuyện lại không xảy ra như mong muốn, Tô Thương lại vươn người tránh được. Cũng là hóa kình hậu kỳ, nhưng mà thực lực của ông lại thua xa Khai Sơn trưởng Vương Bình Xuyên. Tô Thương đứng đó, lạnh lùng cười nói, ngay cả ông ta cũng không phải là đối thủ của tôi, chỉ dựa vào mỗi mình ông mà cũng dám giết tôi sao? Cái gì? Ông rõ ràng là võ giả thời xưa. Người đàn ông áo da đó là Hắc Long, ngay lúc đó ông ta vô cùng kinh hãi. Suy nghĩ một lát rồi nhíu mày nói, Vương Xuyên là do cậu giết sao? Tô Thương không phủ nhận, thản nhiên nói, giết ông ta tôi chỉ cần dùng một chiêu,
nhưng bây giờ ông vẫn còn có cơ hội sống sót đấy. Thành thật trả lời câu hỏi của tôi sẽ cho ông một con ngựa để chạy, nếu không thì ông cũng sẽ đi vào vết xe đổ của Vương Bình Xuyên, giống như ông ta, phải chết. Tô Thương lạnh giọng uy hiếp. Cùng lúc đó, anh ấy bắt đầu nhào tới, một quả bóng nước nhanh chóng hình thành trong lòng bàn tay, toát ra uy lực kinh người. Chân khí hóa ngũ hành, cậu là võ đạo tông sư sao? Hắc Long nhìn thấy vậy, mặt biến sắc, không thể kiềm chế được bản thân mà lùi về sau hai bước, ánh mắt đầy sợ hãi, Tô Thương, không ngờ cậu che giấu kỹ như vậy. Người đời đều cho rằng cậu là phế vật, không học không nghề, nhưng thực ra cậu lại là võ đạo tông sư, Tô Thương, cậu che giấu kỹ như vậy rốt cuộc là có âm mưu gì? Hắc Long không nhịn được mà hỏi. Bây giờ, ông không có tư cách hỏi tôi, nói cho tôi biết, có phải Tô Cảnh Hàm phái ông đến đây đúng không? Tô Thương trầm giọng nói. Tô Cảnh Hàm. Hắc Long lắc đầu nói, anh ta là cái thá gì, cũng chỉ là một quân cờ của chủ nhân tôi mà thôi, còn không có tư cách ra lệnh cho tôi. Sao cơ? Chẳng nhẽ lại có người đứng sau Tô Cảnh Hàm nữa sao? Một vòng lại một vòng, giờ phút này Tô Thương cảm thấy chính mình đang ở trong một cái âm mưu lớn, phải mau chóng bắt lấy người này, để tránh tai họa sau này. Suy nghĩ đến đây, Tô Thương đi đến bên Hắc Long rồi hỏi, chủ nhân của ông là ai? Ha ha! Tô Thương, cậu muốn biết sao, đợi kiếp sau đi. Hắc Long biết Tô Thương là võ đạo tông sư, tự biết không thể đấu lại, cho nên trong đầu đã bỏ đi ý định chạy trốn, tự mình cắn nát viên thuốc độc trong răng. Trong nháy mắt, Hắc Long đã ngã xuống đất, khóe miệng tràn ra máu đen, hoàn toàn mất đi dấu hiệu của sự sống. Nhưng thật ra đây là một con chó tốt, chỉ có điều hơi lỗ mãng, nếu ông cố gắng hết sức đối phó tôi chưa chắc có thể đánh lại ông. Tô Thương nhìn thoáng qua thi thể của Hắc Long, khóe miệng nhếch lên cười với một âm mưu thành công. Với thực lực bây giờ của Tô Thương, để đối phó với Hóa Kình trung kỳ thì thắng dễ dàng, nhưng gặp Hóa Kình hậu kỳ thì khác phiền phức. Nếu Tô Thương sử dụng toàn bộ sức mạnh đối phó với Hóa Kình hậu kỳ thì nhiều nhất cũng chỉ ngang nhau, không phân thắng bại. Trước đây sở dĩ anh ấy có thể loại bỏ được Vương Xuyên, là bởi vì đối phương lơ là không cảnh giác, nếu như đối diện chống lại thì Tô Thương nhất định phải chạy trốn. Mặc dù thực lực của Hắc Long không bằng Vương Xuyên, nhưng ông ta cũng là Hóa Kình hậu kỳ, Tô Thương khó mà thắng nổi. Cho nên Tô Thương nhận thấy thực lực của người ta, anh đã tận lực hát cao giọng, bịa chuyện của Vương Xuyên, sau đó ở trước mặt đối phương làm màu vận khí thành quả bóng nước. Linh khí hóa ngũ hành thuộc tính nước, rất dễ dàng, đạt được luyện khí tầng 1 là có thể dễ dàng làm được rồi. Nhưng chân khí và linh khí không thể hòa hợp được, chỉ có võ đạo tông sư mới có thể làm cho chân khí chuyển hóa thành ngũ hành thuộc tính. Vì thế nên Hắc Long mới cho rằng Tô Thương chính là võ đạo tông sư, bản thân không thể đánh lại được. Vì không muốn bị tra tấn lấy lời khai, Hắc Long ngay cả dũng khí thăm dò Tô Thương cũng không có, trực tiếp lựa chọn tự sát, dùng cách này để bảo vệ chủ nhân của mình. Chỉ có thể nói, ông ta rất tắc trách. Giải quyết xong Hắc Long, Tô Thương chuẩn bị đi tìm Tô Cảnh Hàm, đây là thời điểm cùng người này lật bài. Chỉ vì lúc này... Tô Thương bỗng nhiên nhận ra trên người Hắc Long có một tia linh khí, tuy rằng rất ít, nhưng anh ấy xác định chắc chắn. Vì vậy, Tô Thương lại gần Hắc Long, bắt đầu lục soát người, kết quả lại tìm thấy một khối thắt lưng. Khối thắt lưng này được làm bằng đá năng lượng, mặt trên đều được bọc trong vữa, rõ ràng đã có từ rất nhiều năm về trước. Quan trọng nhất là, thắt lưng lớn gấp đôi so với ngọc bội của Triệu Văn Bân, tương đương với hai khối hạ phẩm linh thạch. Đủ để giúp Tô Thương đạt được đến luyện khí tầng 2. Ha ha, đi tìm mòn giày không tìm được, kết quả lại tự tìm đến, thật là không uổng phí công sức mà. Tô Thương trực tiếp đem cất thắt lưng, định tối nay sẽ bắt đầu luyện khí tầng 2. Đến lúc đó, dù có gặp cao thủ bậc nhất cũng cười không phải sợ. Lần lục soát này, Tô Thương không chỉ có tìm thấy thắt lưng, mà còn tìm thấy một cái bình lưu ly tinh xảo xinh xắn ở trên người Hắc Long. Bên trong là chất lỏng màu đen. Đây là... Tô Thương mở bình lưu ly đó ra, ngửi xem mùi của chất lỏng đó rồi nhẹ nhàng cười nói, rõ ràng là nước hóa xác, ha ha, đây chính là bảo bối phá hủy, chỉ cần một giọt thôi cũng có thể làm tan biến một xác chết, xương cốt cũng không còn. Sau khi biết được tác dụng của chất lỏng, Tô Thương lại nhìn chằm chằm thi thể của Hắc Long, trong đầu nảy ra kế hoạch.
Tiếp theo, anh ấy cẩn thận quan sát hai mắt của Hắc Long, rồi đổ ra một giọt nước hóa xác. Nổ dẹt dẹt. Trong phút chốc, âm thanh ăn mòn vang lên, chỉ vài giây sau, thi thể Hắc Long đã tan biến chỉ còn lại một vũng máu. Tô Cảnh Hàm này, nhiều lần cậu hại tôi, xem ra cậu hận tôi đến xương tủy. Nếu tôi với cậu đấu với nhau, tra tấn ép khung cậu, khi sự việc bại lộ thì khó tránh được cái chết, có thể vì không muốn tôi thoải mái, thì cậu sẽ không khai ra người chủ nhân đứng sau là ai. Thay vì thế, tôi chẳng thà đổi thân phận và làm theo lời cậu. Suy nghĩ đến đây, Tô Dương nhớ lại, cải trang thành Hắc Long, sau đó đi thẳng đến phòng 308 tìm Tô Cảnh Hàm. Lúc này, Tô Cảnh Hàm đang trong phòng riêng sốt ruột chờ nữ nhân viên, nút thắt trên áo đều cởi hết ra, phấn khích quá đầu đầy mồ hôi. Tô Cảnh Hàm tôi, cuối cùng hôm nay cũng gỡ bỏ được cái mác gà tơ rồi. Tô Cảnh Hàm đẩy một bên gọng kính viền vàng lên, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra tình cảnh rồi. Đúng lúc này, có người đẩy cửa đi vào. Ha ha, cuối cùng đến rồi. Tô Cảnh Hàm tưởng nữ nhân viên, không thèm nhấc đầu lên, phấn khích cởi áo ra. Nhưng rất nhanh, cậu ấy liền nhận thấy không đúng lắm, chăm chú nhìn, chính là một người đàn ông có vết sẹo ở khóe miệng, thế là cậu ấy vội vàng mặc quần áo lại từ đầu. Người đàn ông này đột nhiên đi tới này đương nhiên chính là Tô Thương thi triển thuật dịch dung biến thành Hắc Long. Tô Thương cũng không biết tên Tô Cảnh Hàm với tên Hắc Long kia đã từng gặp nhau chưa, liền thử dò xét, Tô nhị thiếu gia, nhận ra tôi sao? Từng gặp một lần, anh là Hắc Long phải không? Tô Cảnh Hàm thản nhiên nói. Được đó. Đến giọng nói Tô Thương cũng bắt chước tên Hắc Long, khẽ cười nói, Tô nhị thiếu gia, anh biết mục đích tôi tới nơi này không? Nói nhảm, cái bẫy này là tôi và ông chủ của anh cùng nhau bày kế, đương nhiên tôi biết anh đến là để làm gì. Tô Cảnh Hàm nói tiếp, lúc trước tôi đã nói qua với ông chủ của anh, để anh đánh Tô Thương gần chết, sau đó đưa tới cho tôi muốn tra tấn anh ta một phen nữa, cuối cùng muốn tự tay tiễn anh ta xuống địa ngục, sao chỉ có mình anh đến đây, Tô Thương đâu? Có nhìn thấy anh ta không, anh có giết được anh ta không? Ha ha! Đồ chó má ăn cây táo rào cây sung, vậy mà lại cấu kết người ngoài đối phó ông đây, không thể để mày sống nữa rồi. Tô Thương trong lòng cười lạnh, ngoài mặt lại nói, đã giải quyết xong rồi, tên Tô đại thiếu gia vô dụng kia bây giờ kia ở phòng VIP. Khiêng anh ta qua đây, mục tiêu quá lớn, cho nên Tô nhị thiếu gia, nếu như anh muốn tra tấn anh ta, làm phiền đi một chuyến đến phòng VIP. Tô Dương thuận miệng nói ra, nhanh như vậy đã giải quyết xong rồi. Tiêu Đình luôn luôn âm thầm bảo vệ Tô Thương, đêm nay anh ta không phát hiện ra sao. Tô Cảnh Hàm hưng phấn trước, sau đó hỏi. Quả thực có một người đang bảo vệ Tô Đại Thiếu Gia, nhưng mà cảnh giới của anh ta thấp hơn tôi, khi ở bên ngoài Ngọc Chỉ Tiên Cảnh, tôi âm thầm xử lý xong rồi. Tô Thương dùng giọng điệu của Hắc Long nói, Tô Nhị Thiếu Gia, anh với Tô Đại Thiếu Gia không phải anh em sao, tôi thấy anh ta khá tốt với anh, còn dẫn anh đến quán ba cao cấp chơi. Sao anh hận anh ta như vậy chứ? Anh em! Ha ha! Tô Cảnh Hàm liên tục cười lạnh lùng, khuôn mặt dữ tợn nói, anh em con khỉ, tôi với nhà họ Tô không có chút nào quan hệ máu mủ nào, tôi chỉ là con nuôi được Tô Thần Binh nuôi dưỡng mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, bất kể tôi ưu tú nhiều như thế nào, trong mắt Tô Thần Binh cũng chỉ có Tô Thương. Tô Cảnh Hàm đỏ mắt nói, dựa vào cái gì chứ, đã nuôi dưỡng tôi, thì phải có trách nhiệm với tôi chứ. Dựa vào cái gì mà từ trước tới giờ ông ấy chưa từng suy nghĩ để cho tôi tiếp quản nhà họ Tô chứ? Tô Thương thấy Tô Cảnh Hàm muốn thổ lộ hết tâm tư, thế là thêm dầu vào lửa nói, cho nên hết lần này tới lần khác anh bày mưu hãm hại Tô Đại Thiếu Gia à? Không sai. Tô Cảnh Hàm nghiến răng nói, tôi muốn cho Tô Dương mất hết danh tiếng, tôi muốn để anh ta trở thành trò cười của Giang Bắc. Cho nên 5 năm trước, tôi cho người bày một cái bẫy. Khiến Tô Thương say mềm sau đó đem đến giường của Giang Tuyết Nhi, ngày hôm sau tin tức Tô Đại Thiếu Gia sau khi say rượu mất lý trí liền truyền khắp toàn bộ Giang Bắc. Lúc ấy mẹ anh ta vừa mới chết, lại thêm bị hãm hại, tóm lại sau chuyện đó Tô Thương sa sút tinh thần vô cùng, biến thành một thiếu gia trăng hoa trác táng đích thực, ăn uống cá cược chơi gái xa hoa đồi trụy. Tôi vốn cho rằng, Tô Thương biến thành bộ dạng này, tôi nhất định có thể tiếp quản nhà họ Tô, nhưng thời gian trước, Tô Thần Binh lại lỡ miệng nói, có ý định để Tô Thương trở thành ông chủ mới. Nói đến đây,
Tô Cảnh Hàm như cười giễu nói, thật là buồn cười, một người chỉ biết trăng hoa gái gú trác táng, lại muốn trở thành ông chủ một dòng họ lớn ở Giang Bắc, ha ha, cũng bởi vì tôi không phải ruột thịt, cho nên không có tư cách tiếp quản nhà họ Tô, ha ha ha, tôi tức quá đi mất. Cho nên dưới cơn nóng giận tôi đã bày một cái bẫy, để Triệu Văn Bân chuốc Tô Thương say khướt, sau đó dụ lấy Lý Nguyệt vợ sắp cưới của Tô Thương để đánh cược. Chỉ cần Tô Thương thua đưa Lý Nguyệt tới cho Triệu Văn Bân, nhà họ Lý chắc chắn không chịu để yên, tất nhiên sẽ tìm đến quấy rầy nhà họ Tô, dù gì cũng liên lụy đến thể diện, con gái của mình bị Tô Thương xem như đồ vật chuyển qua chuyển lại, nhà họ Lý nếu không lên tiếng, sẽ chẳng còn chút thể diện nào hết. Tuy nhà họ Lý không bằng Tô gia, nhưng cũng là một trong bốn dòng họ lớn, hơn nữa lại là nhà giáo có tiếng, đủ để Tô Thương chết sặc một vố. Tô Cảnh Hàm nói tiếp, nhưng cái tên Tô Tha Thương này, giống như bị ám ảnh ấy, uống nhiều vậy cũng không đồng ý để Lý Nguyệt làm vật cá cược. Thế là tôi liền bảo Triệu Văn Bân tìm người bắt chước giọng Tô Thương, đóng giả thành anh ta để giả vờ đã đồng ý. Lý Nguyệt cũng không phải Tô Thương dở trò. Mà là tôi bảo Triệu Văn Bân dở trò đấy, chung quy chính là muốn mọi người tưởng rằng Tô Thương để thua mất vợ sắp cưới. Tô Cảnh Hàm cười nói, Tô Thương không hề làm chuyện này, tôi tưởng rằng anh ta sẽ đứng ra làm sáng tỏ, cho nên chuẩn bị để Triệu Văn Bân đối chất với anh ta, dựa vào cái danh tiếng Tô Đại Thiếu Gia, mọi người chắc chắn sẽ tin Triệu Văn Bân. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ chính là, Tô Thương không hề làm sáng tỏ vụ đó, mà còn lựa chọn mang tiếng oan. Có lẽ đến anh ta cũng tưởng rằng, là mình uống quá nhiều rồi làm hết tất cả những chuyện này. Tô Cảnh Hàm cười đắc ý nói. Nghe đến đây, Tô Thương nghi ngờ nói, nếu như Tô Đại Thiếu Gia có tiếng xấu như vậy, tại sao anh còn muốn bày kế giết anh ta? Cái này thì phải hỏi Tô Thần Binh rồi, tại sao Tô Thương quá quắt như thế, mà ông ấy còn khăng khăng muốn để Tô Thương tiếp quản nhà họ Tô? Tô Cảnh Hàm nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi nói, sau khi chuyện xảy ra, người của nhà họ Lý liền tìm tới, Tô Thần Binh ngang ngược không biết lý lẽ, cũng không để ý đến tình cảm qua lại của hai nhà, trực tiếp chửi người của nhà họ Lý cút về, còn luôn miệng nói Tô Thương là người thừa kế của nhà họ Tô, thỉnh thoảng làm sai ít chuyện có thể tha thứ, còn uy hiếp nhà họ Lý không nên truy cứu, nếu không sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhà họ Lý thấy Tô Thần Binh tức giận, liền ngừng công kích, lựa chọn im hơi lặng tiếng. Tô Thần Binh bảo vệ Tô Thương như thế, tôi không phục. Đành phải giết chết Tô Thương thôi. Tô Cảnh Hàm cười lạnh nói, Tô Thương cũng rất có bản lĩnh, hỏi tôi là làm sao không cần đi học nữa, tôi thuận miệng nói một câu san bằng trường học, kết quả anh ta liền đi làm ngay. Tôi nắm lấy cơ hội, để Triệu Văn Bân âm thầm dở trò, để chôn vùi anh ta ở dưới đống đổ nát, ai ngờ mạng anh ta lớn như vậy, hôn mê sau vài ngày đã tỉnh lại, mà còn khỏe như vâm. Bỏ đi, đêm nay Tô Dương nhất định chết chắc rồi. Những chuyện này cũng không nhắc lại nữa. Tô Cảnh Hàm hít sâu một hơi, lấy lại cảm xúc một lát, rồi nói, Hắc Long, tuy tôi với ông chủ anh có chung kẻ địch, nhưng chuyện tối nay, vẫn nên cảm ơn anh ấy. Nếu như không phải anh ấy cử anh tới, thì không thể dễ dàng giải quyết Tô Thương, trở về thì cảm ơn Nạp Lan công tử giúp tôi, về sau tôi sẽ hợp tác cùng anh ấy, nhất định gắn bó khăng khít. Tô Cảnh Hàm cười nói, Nạp Lan công tử. Ông chủ của Hắc Long, kẻ đứng sau mọi chuyện, là người nhà Nạp Lan. Tô Dương nhíu mày, không ngờ rằng nhà Nạp Lan cũng tham dự vào vụ này. Nạp Lan, là một trong bốn dòng họ lớn ở Giang Bắc, thế lực to lớn, gần bằng nhà họ Tô. Dòng họ Nạp Lan rất đông người, thế hệ trẻ tuổi có đến 5 người con trai, không biết Nạp Lan công tử mà Tô Cảnh Hàm nhắc đến, cụ thể là ai. Đi thôi, Hắc Long, dẫn tôi đi tra tấn Tô Thương. Tô Cảnh Hàm đẩy một bên gọng kính viền vàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Nhưng lúc này, cậu ấy đột nhiên nhận được một dòng tin nhắn, sau khi xem qua trong nháy mắt sắc mặt thay đổi rất nhiều, vội vàng lùi lại phía sau vài bước, chăm chú nhìn Tô Thương một cách cảnh giác, vặn hỏi anh không phải Hắc Long, nói, rốt cuộc anh là ai? Tin tức là Nạp Lan công tử gửi tới phải không? Xem ra Nạp Lan công tử này không đơn giản ha, nhanh như vậy đã biết Hắc Long xảy ra chuyện rồi. Tô Thương thấy vậy, bèn không hề che giấu nữa, khẽ cười nói, Tô Cảnh Hàm, muốn biết tôi là ai, không vấn đề, trừng to mắt chó của mày lên nhìn cho kỹ vào. Vừa nói, Tô Thương giơ tay lên che mặt lại, sau khi đưa tay xuống thì đã khôi phục lại hình dáng ban đầu.
Lý Nguyệt, Tô Thương, anh khiến người khác ngạc nhiên đó. Anh, chấm ans trai. Sau khi nhìn rõ ngoại hình của Tô Thương, sắc mặt Tô Cảnh Hàm đột nhiên tái mét, kinh hoàng khác thường, tự lẩm bẩm một mình nói, sao, sao lại là anh? Ha ha! Đôi mắt sắc bén của Tô Thương, cười lạnh nói, Tô Cảnh Hàm, cậu quên tôi vừa mới nói gì rồi à, tiếng anh trai này tôi xấu hổ không dám nhận. Tô Thương! Tô Cảnh Hàm biết bản thân đã bị vạch trần, không hề giải thích gì nhiều mà cười một cách độc ác nói, cho dù anh biết tất cả những chuyện này đều là do tôi làm thì đã làm sao nào, không có chứng cứ, ai sẽ tin anh chứ? Tôi không cần bất kỳ ai tin tôi, bởi vì tối nay chính là ngày chết của cậu. Tô Thương giọng điệu lạnh lùng nói, đối với những người muốn giết tôi, từ trước tới giờ tôi đều không nể tình, cậu cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng trước đó, tôi nhất định phải tra tấn cậu, nếu cậu nói cho tôi biết người gửi nhắn tin nhắn cho cậu là ai, có lẽ có thể chịu đau khổ ít một chút. Tô Thương uy hiếp nói. Ha ha, Tô Cảnh Hàm không trả lời, mà cười nói như điên, tôi giấu giếm nhiều năm như vậy, luôn luôn kìm nén tính tình của mình. Tôi cảm thấy bản thân sắp biến thành người đa nhân cách rồi ôi, lại không ngờ rằng, hôm nay lại thua trong tay tên vô dụng nhà anh. Tô Thương, nói cho tôi biết, sao anh lại đóng giả thành Hắc Long đi đâu rồi? Tô Cảnh Hàm nghi ngờ nói. Đơn giản, thêm chút mánh khóe mà thôi. Tô Thương thuận miệng trả lời, ngay sau đó cười lạnh nói, về phần Hắc Long cậu nhắc đến, đã chết rồi. Tiêu Đình giết à? Không phải. Tô Thương thản nhiên nói, tôi giết. Anh. Tô Cảnh Hàm khinh miệt cười nói, ha ha, Tô Thương, giọng điệu của anh lớn thật đấy. Hắc Long là cao thủ giai đoạn cuối hóa kình, anh dựa vào cái gì mà giết anh ta? Không tin được. Ánh mắt Tô Thương lạnh lùng, nghiêm túc nói, xem ra cậu cũng sẽ không nói cho tôi Nạp Lan công tử là ai rồi. Vậy ngại quá, tôi sẽ khiến cậu đứt từng khúc ruột gan, chết trong sự tuyệt vọng. Về phần người sau lưng cậu. Biết là người dòng họ Nạp Lan là được. Thế hệ trẻ nhà Nạp Lan có 5 vị công tử, nếu như đã không xác định được là ai đang hại tôi, vậy tôi sẽ giết hết bọn họ. Tô Thương ơi Tô Thương, tinh thần can đảm của anh ở đâu ra vậy, một tên vô dụng cũng dám ăn nói ngông cuồng sao? Tô Cảnh Hàm đẩy một bên gọng kính viền vàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, nói tiếp, còn nữa, anh thật sự cho rằng hạ được tôi sao? Ở đây xung quanh vắng lặng. Tiêu Đình cũng không ở đây, ai giết ai còn chưa chắc nhé. Vừa dứt lời, Tô Cảnh Hàm đã vận động gân cốt một chút, đầy tự tin nói, mấy năm nay, khi anh ăn chơi cá cược gái gú, tôi không hề nhàn rỗi. Hiện tại, tôi đã đặt chân đến giai đoạn đầu hóa kình, thực lực chỉ yếu hơn Tiêu Đình một tí, nhưng tôi chưa từng thể hiện ra, hôm nay để anh là người đầu tiên trước đi. Tô Cảnh Hàm liên tục cười nhạo, vừa dứt lời thì cậu ấy xông lên tấn công trước. Lòng bàn chân lao nhanh về phía Tô Thương. Tài năng thấp kém. Tô Thương lạnh lùng hừ một tiếng, vận động linh khí đấm lại một phát. Một tiếng nổ kèm theo sau, cơ thể Tô Cảnh Hàm liền ngã bay ra ngoài, nằm ngổn ngang ở một bên cửa phòng riêng. Giai đoạn đầu hóa kình, ở trước mặt Tô Thương không chịu nổi một phát đánh. Tô Thương, không ngờ anh giấu còn kỹ hơn cả tôi, ít nhất là giai đoạn nửa cuối hóa kình nhỉ. Nhưng anh đừng có hả hê, chờ đấy đi, rất nhanh thôi tôi sẽ cho anh biết kết cục khi đắc tội với tôi. Mặt Tô Cảnh Hàm sầm lại, để lại một câu nói, liền nhún người rời đi, với tốc độ rất nhanh, rõ ràng là sử dụng cách gì đó, trong thời gian ngắn khí tức mạnh lên một chút, có thể so sánh với giai đoạn giữ hóa kình. Tô Thương nhíu mày, muốn đuổi theo nhưng đã không kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Cảnh Hàm chạy thoát. Không ngờ rằng, nó còn có mánh khóe này. Lần này là tôi sơ suất, tôi muốn lấy việc này để làm gương, về sau tuyệt đối không coi thường bất cứ kẻ nào. Tô Thương thản nhiên nói. Nếu như lúc trước ở tiên vực, Tô Thương tuyệt đối sẽ không mắc phải sai lầm kiểu này, vĩnh viễn sẽ không cho người không bằng mình có cơ hội chạy trốn. Nhưng những ngày gần đây, anh ấy không tập trung không ít lần, tính cảnh giác cũng giảm ít đi rất nhiều. Có thể trái đất cũng rất nguy hiểm, đầy tính không chắc chắn, Tô Thương âm thầm ghi nhớ. Lần sau tuyệt đối không như thế này nữa. Nạp Lan, ha ha, chọc tới tôi, là chuyện sai lầm từng làm nhất của dòng họ các người. Tô Thương liên tục cười lạnh, ngược lại liền nhớ tới một chuyện, đi đến ngoài phòng riêng bên cạnh, lễ phép gõ cửa một cái. Ngay sau đó,
một người con gái cực phẩm mặc váy dài màu lam, mở cửa phòng riêng ra. Vợ sắp cưới à, lời nói vừa rồi của Tô Cảnh Hàm, em đều nghe thấy rồi phải không? Tô Thương khẽ cười nói. Không sai. Người con gái ở phòng riêng bên cạnh, chính là Lý Nguyệt. Trước khi đến Ngọc Chỉ Tiên Cảnh, Tô Thương đã gọi điện thoại liên lạc với Lý Nguyệt, nói muốn mời cô ấy xem kịch hay một lát, kết quả Lý Nguyệt đã tới thật. Sau đó, Tô Thương liền bảo quản lý chương của Ngọc Chỉ Tiên Cảnh, chuẩn bị kỹ càng trước khi để Tô Cảnh Hàm đi vào phòng 308, đặt thiết bị truyền tin ở bên trong. Như vậy, Lý Nguyệt ở phòng bên cạnh, có thể nghe được tất cả tiếng động ở phòng 308. Nói một cách khác, bây giờ Lý Nguyệt đã biết Tô Thương bị tính kế, cũng biết Tô Thương che giấu sức mạnh. Tô Thương. Giờ phút này, Lý Nguyệt nhìn qua Tô Thương, nhất thời không biết nên nói cái gì. Vợ sắp cưới à, bên ngoài nhiều người phức tạp biết bao, em không mời anh vào nói chuyện sao? Tô Thương khẽ cười nói. Lý Nguyệt nghe vậy, liền tránh người ra bên cạnh, để Tô Thương đi vào phòng riêng. Sau đó, hai người ngồi ở trên ghế sofa, ai nấy đều không mở miệng trước, bầu không khí thoáng chút hượng gạo. Cuối cùng, Tô Thương phá vỡ sự yên tĩnh trước, cười hỏi, anh không ngờ em sẽ tới đây một mình, sao không đưa Kỳ Kỳ cùng đi, xảy ra chuyện cô ấy còn có thể bảo vệ em. Không cần thiết, Lý Nguyệt trả lời. Ồ, Tô Thương nhìn về phía Lý Nguyệt, không nhịn được bèn hỏi, danh tiếng của anh kém như vậy. Em không sợ anh cố ý lừa em đến quán ba cao cấp, muốn thực hiện. Khụ khụ với em. Nếu như anh muốn làm như vậy, thì đã thực hiện từ lâu rồi, sẽ không chờ tới bây giờ đâu. Lý Nguyệt Nghinh bắt gặp ánh mắt của Tô Thương, vuốt lấy sợi tóc trên trán, nói tiếp, hơn nữa, hai lần gặp mặt này, anh cho em cảm giác không giống với trước kia, không biết tại sao, em cứ muốn tin tưởng anh. Sự thật chứng minh, anh thắng cược rồi. Lý Nguyệt cười một tiếng nói, trò hay hôm nay rất đặc sắc, Tô Thương, anh thật khiến cho em bất ngờ thật đấy. Bây giờ em mới biết được, anh không phải đồ vô dụng, mà chính là một thiên tài võ học, mà lại ngấm ngầm hiểu chuyện nữa. Vợ sắp cưới à? Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, cái này tính gì chứ, chờ em gả cho anh, em sẽ phát hiện anh càng nhiều điểm tốt đấy. Lý Nguyệt nghe nói như thế, liền không nghiêm túc được nữa, vội vàng đỏ mặt nói, đừng. Đừng nói lung tung, ai muốn gả cho anh chứ, em vẫn chưa hết giận anh đâu, chuyện này để sau hãy nói đi. Lời nói vừa rồi của Tô Cảnh Hàm em đều nghe thấy rồi, chuyện bản thân của em, không thể trách anh, lần trước lấy em để đặt cược, toàn là không có thật. Tô Thương sờ sờ mũi nói, bây giờ, em còn giận anh gì nữa không? Coi như đây là vụ oan hãm hại, nhưng anh thường xuyên ra vào quán ba cao cấp là thật. Lý Nguyệt cắn răng nói. Hôm qua em còn nghe người khác nói, ở quán ba anh đã. Nữ nhân viên, hừ, muốn khiến em tha thứ cho anh dễ dàng như vậy, là không thể nào. Nhưng mà, em có thể cân nhắc trong thời gian này nếu anh biểu hiện tốt, em có thể qua lại với anh, nếu không em có chết cũng sẽ không gả cho anh. Lý Nguyệt chân thành nói. Thật sao? Tô Thương nghe vậy, khóe miệng nhếch một nụ cười, lập tức bỗng nhiên nắm lấy hai cánh tay trắng như tuyết của Lý Nguyệt. Đè xuống ghế salon một cách thô bạo. Tô Thương đột nhiên hung hăng xuất hiện dọa cho Lý Nguyệt sợ hết cả hồn vía, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng. Tô Thương, anh muốn làm cái gì? Hi hi, đây là quán bar cao cấp, trai đơn gái chiếc ở cùng nhau thì em nói xem anh muốn làm cái gì? Tô Thương trêu đùa nói tiếp, vợ sắp cưới à, tối nay anh muốn ăn thịt em. Đừng, Tô Thương, anh bình tĩnh lại. Lý Nguyệt giãy giụa nói. Cứ giãy giụa đi, em càng giãy giụa anh càng hưng phấn. Tô Thương liếm môi, sau đó bờ môi chậm rãi đưa xuống ra vẻ muốn hôn Lý Nguyệt. Tô Thương. Lý Nguyệt hét tên Tô Thương, sau khi giãy giụa không có kết quả, cô liền từ bỏ việc giãy giụa, bất lực bật khóc nức nở, dự định buông xuôi chấp nhận tất cả chuyện đang xảy ra. Nhưng mà rất nhanh sau đó cô liền phát hiện ra Tô Thương đã nới lỏng tay ra. Đồng thời bước ra khỏi thân người cô. Vợ sắp cưới, anh chỉ muốn qua cơn nghiện mà thôi, không có nghĩ là làm thật. Tô Thương đứng ở bên cạnh khẽ cười. Kiếp trước, cả đời anh đều đuổi theo từng bước chân của Thanh Hoàng Nữ Đế, đáng tiếc càng đuổi theo càng xa xôi. Trong trí nhớ của Huyền Thiên Tiên Đế, Thanh Hoàng Nữ Đế là tiên nữ mãi mãi không bao giờ với tới được, cao cao tại thượng, thánh khiết vô cùng.
Huyền Thiên Tiên Đế nằm mơ cũng muốn được đè Thanh Hoàng Nữ Đế, muốn biến cô thành người con gái của mình, thế nhưng thực lực của hai người lại chênh lệch quá lớn. Những thứ càng không thể có được thì càng muốn có cho bằng được, hạt giống của sự ám ảnh này đã bén rễ mọc mầm trong trái tim của Huyền Thiên Tiên Đế. Cho nên, Tô Thương khi nhìn thấy một Lý Nguyệt giống y như đúc với Thanh Hoàng Nữ Đế thì không nhịn được ham muốn được trải nghiệm cảm giác đè Nữ Đế. Mặc dù Lý Nguyệt không phải là Nữ Đế, nhưng dung nhan lại như được đúng ra từ một khuôn vậy, lúc cưỡng ép đè đối phương cảm giác cũng rất là sướng. Chỉ là Tô Thương không ngờ đến, hành động này đã gây tổn hại rất lớn đến Lý Nguyệt. Lúc này, Lý Nguyệt đang co rúm ở trên sofa, hai tay ôm lấy hai đầu gối bất lực bật khóc nức nở. Xin lỗi, là anh không tốt. Tô Thương vội vàng nói, anh đảm bảo với em, những chuyện như thế này sau này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, lúc nãy anh thật sự chỉ muốn đùa thôi. Nghe nói như vậy, Lý Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn Tô Thương, vô cùng kinh ngạc nói anh vậy mà biết xin lỗi sao, lúc trước anh sẽ không như vậy. Làm sai thì phải xin lỗi, chuyện quá đỗi bình thường mà. Tô Thương cười nói, anh đã nói rồi. Bây giờ anh không giống lúc trước nữa, vợ sắp cưới à, quãng đời còn lại, anh sẽ cho em thấy một anh không giống như anh ngày trước, anh chỉ sẽ đối tốt với một mình em. Hừ, miệng lưỡi đàn ông, là quỷ lừa người. Lý Nguyệt vừa nghẹn ngào vừa nói, em nghe Kỳ Kỳ nói, trưa nay anh đã đến quán bar, cô ấy còn nói anh đem theo mấy em nhân viên vào phòng riêng, chắc chắn làm chuyện xấu rồi, anh giải thích như thế nào đây? Anh, Tô Thương hơi lúng túng. Xoa xoa mũi nói, anh chỉ là muốn học kỹ thuật của bọn họ thôi, đợi sau này chúng ta kết hôn rồi lúc động phòng mới biết nên làm gì chứ. Học kỹ thuật. Lý Nguyệt dừng một chút, rồi hai má ửng hồng nói, Tô Thương, sao anh không đi chết đi, lời nói như vậy cũng có thể nói ra được. Ha ha. Tô Thương bật cười, tiếp theo đó nói thêm mấy câu nữa là có thể dỗ được Lý Nguyệt rồi. Loại con gái như Lý Nguyệt, xinh đẹp khuynh nước khuynh thành. Nhìn qua thì tưởng lạnh lùng, khó lại gần nhưng kỳ thực rất dễ dỗ dành. Bởi vì phạm vi cuộc sống của cô rất đơn giản, được gia đình bảo vệ rất tốt, không có tiếp xúc với mấy người bậy bạ. Không đúng. Chắc là ngoài Tô Đại Thiếu Gia ra thì Lý Nguyệt cũng không có tiếp xúc với người bậy bạ nào khác, đúng chuẩn thiên kim hào môn, không thể nói là cô là đơn thuần ngốc nghếch nhưng cũng chả kém bao nhiêu. Hơn nữa, cả Giang Bắc này đều biết Lý Nguyệt là vợ sắp cưới của Tô Đại Thiếu Gia. Ngoại trừ người cấp bậc cao hơn thì gần như không có người con trai nào dám tới gần cô. Điều này cũng dẫn đến trong thế giới của Lý Nguyệt, hình ảnh của Tô Đại Thiếu Gia xuất hiện rất là nhiều. Một khi trong mắt một nữ sinh chỉ có một người đàn ông thì cho dù người đàn ông đó có xấu xa, tệ hại thì nữ sinh đó cũng sẽ nảy sinh một tình cảm rất đặc biệt. Làm cái ví dụ, lúc đi học, có một nữ sinh thường bị nam sinh ngồi phía sau bắt nạt nhưng lâu dần sẽ nảy sinh thiện cảm đối với nam sinh này. Tình huống của Tô Thương và Lý Nguyệt lại càng đặc biệt hơn, nhưng cũng có thể lấy cái đó để tham khảo. Đặc biệt là sau khi biết được nhiều chuyện là do Tô Cảnh Hàm gài bẫy thì cảm giác của Lý Nguyệt đối với Tô Thương càng ngày càng tốt hơn, cho nên sự chán ghét lúc trước đã dần dần biến mất. Tô Thương, chuyện hôm nay anh tính làm như thế nào? Lúc này, Lý Nguyệt lại hỏi, có cần đem những chuyện Tô Cảnh Hàm làm nói cho bác Tô biết không? Chúng ta có ghi âm, hơn nữa em cũng có thể làm chứng cho anh, bác Tô chắc chắn sẽ tin anh. Lý Nguyệt nói thêm, nói ra cũng được nhưng có những việc giấu đi thì tốt hơn. Tô Thương suy nghĩ một hồi rồi nói, ví dụ như chuyện anh biết võ công, tạm thời đừng nên nói ra, còn tại sao thì anh không tiện nói cho em biết. Trước mắt mà nói thì Tô Thương có hai lo lắng. Đầu tiên là công tử Nạp Lan ở sau lưng Tô Cảnh Hàm vẫn chưa lộ diện, Tô Thương không muốn để lộ ra thực lực của mình quá sớm, không còn gì tốt hơn là có thể giả heo để ăn được thịt hổ. Mà về phía Tô Cảnh Hàm, nghe những lời cậu ấy nói trước khi rời đi rõ ràng là hận Tô Thương tới tận xương cốt, điều quan trọng là cậu ấy không muốn thừa nhận là Tô Thương mạnh hơn cậu ấy. Qua nhiều năm như vậy rồi, Tô Cảnh Hàm cảm thấy các mặt của mình đều có thể đè bẹp Tô Thương. Bây giờ đột nhiên bị Tô Thương đánh bại, trong lòng chắc chắn không chấp nhận được. Tô Thương đoán là cậu ấy chắc hẳn là sẽ không đem chuyện tối nay kể cho người khác biết, nếu không cậu ấy sẽ là người mất mặt nhiều nhất. Ngoài ra, còn có một vấn đề nữa, theo như những gì Hoa Thời Mạc nói, dường như có người đã ra tay với nhà họ Tô. Người đó, đã ra tay làm cho Tô Kiền Khôn bị thương,
khó tránh sẽ không làm hại đến những người khác của nhà họ Tô, thậm chí còn có thể san bằng nhà họ Tô. Tô Thương không muốn để lộ ra tránh để dẫn tới họa sát thân. Thực lực. Trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là nâng cao thực lực. Trước khi có đủ thực lực để chống đỡ lại mọi nguy hiểm thì Tô Thương quyết định vẫn sẽ giả bộ là một người tùy tiện phong lưu. Sau khi biết được ý đồ của Tô Thương thì Lý Nguyệt cũng không truy hỏi nguyên nhân nữa mà nói, Tô Thương, chuyện này giao cho em đi, em biết chỉnh sửa âm thanh, đoạn ghi âm để em xử lý cho, sau đó em đem đoạn ghi âm đi tìm bác Tô, vạch trần Tô Cảnh Hàm. Nếu như anh không muốn lộ diện thì anh cứ tiếp tục làm một đại thiếu gia ăn chơi lêu lỏng đi, em sẽ kể cho bác Tô nghe là em cảm thấy lúc trước anh đem em ra cá cược có hơi kỳ quái nên mới tìm anh đặt một cái bẫy cho Tô Cảnh Hà. Không ngờ cậu ấy tự nhiên lại bùng nổ nói ra biết bao nhiêu chuyện ác mà mình đã từng làm. Yên tâm đi, những đoạn anh nói trong ghi âm em sẽ xóa đi hết, sẽ không làm cho bác Tô nghi ngờ đâu. Lý Nguyệt nhìn Tô Thương hỏi, Tô Thương, anh thấy như vậy được không? Được, quá được luôn đó vợ chưa cưới, chuyện này được em sắp xếp rõ ràng như vậy, anh thật không biết phải cảm ơn em như thế nào mới tốt đây. Tô Thương suy nghĩ một hồi sau đó nghiêm túc nói. Như vậy đi, vợ chưa cưới, anh tặng em một món quà nhé. Lý Nguyệt được khen ngợi, trong lòng vô cùng vui vẻ, sau đó lại nghe nói được tặng quà nhất thời hỏi, quà gì vậy? Nòng nọc nhỏ, trên người anh có đến hàng trăm ngàn con nòng nọc nhỏ, chỉ cần em muốn, anh đều tặng hết cho em. Tô Thương nghiêm trang nói. Anh bốc phét, hàng trăm ngàn con nòng nọc, ở đâu nào, sao em không thấy? Lại nói, em lấy nòng nọc làm gì? Có ai lấy nòng nòng làm quà tặng chứ? Lý Nguyệt nguyết Tô Thương một cái, cô hoàn toàn không tin. Thật đó, nòng nọc này của anh không giống mấy loại bình thường, bọn chúng có thể đi vào cơ thể của em, sau đó em có thể mang thai một sinh mệnh mới rồi, lợi hại không? Tô Thương nghiêm túc nói. Nòng nọc nhỏ, mang thai sinh mệnh mới. Lý Nguyệt hơi sững sờ, sau đó liền phản ứng lại, khuôn mặt tuyệt đẹp như ngọc đỏ bừng lên. Nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Thương, đồ lưu manh thối tha nhà anh đi chết đi. Nói tới nói lui, ầm ĩ tới ầm ĩ lui thì tiếp theo sau đó liền bắt đầu làm chuyện chính rồi. Tô Thương không muốn để người khác chú ý, cho nên nhường toàn bộ công lao của trận này cho Lý Nguyệt, anh một mình rời khỏi Ngọc Chỉ Tiên Cảnh, đi thẳng một mạch về biệt thự ven sông. Tối nay đã có được một cái thắt lưng, hoàn toàn có thể giúp bản thân đặt chân đến cảnh giới luyện khí tầng thứ hai. Tô Thương không chờ đợi được nữa mà vội vàng trở về tu luyện. Về phần Lý Nguyệt thì đi tìm một chiếc máy vi tính, sau khi chỉnh sửa xong, liền mang đoạn ghi âm đến biệt thự nhà họ Tô, nói thẳng là muốn gặp Tô Thần Binh. Còn cô nói gì với Tô Thần Binh thì không có ai biết. Chỉ là sau khi Lý Nguyệt rời đi, tâm trạng của Tô Thần Binh vô cùng phức tạp, chỉ mấy phút ngắn ngủi mà dường như ông ấy đã già đi rất nhiều. Tiếp theo đó, Tô Thần Binh trong suốt một đêm đã bãi nhiệm hết toàn bộ chức vụ của Tô Cảnh Hàm, sắp xếp những người thân tín nhất của mình tiếp quản hết mọi chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn Tô Thị, còn nguyên nhân tại sao thì ông ấy không nói với bất kỳ ai. Người đâu, đem hết tất cả vệ sĩ nhà họ Tô tản ra đi tìm, có đào ba tấc đất lên cũng phải tìm cho ra Tô Cảnh Hàm mang về đây, có những lời ta muốn trực tiếp hỏi nó cho rõ ràng. Trong phòng đọc sách, Tô Thần Binh đè nén cơn tức giận trong lòng xuống. Lạnh giọng dặn dò nói. Vâng. Trong bóng tối, có tiếng người đáp lại, sau đó có mấy chục bóng người rời khỏi nhà họ Tô, chấp hành mệnh lệnh của Tô Thần Binh. Sau khi ra lệnh xong, Tô Thần Binh tâm trạng phức tạp đi lại trong phòng đọc sách, một lúc sau cũng lái xe rời khỏi trang viên nhà họ Tô. Không lâu sau, Tô Thần Binh đã đến biệt thự ven sông. Ông chủ. Tiêu Đình xuất hiện trước. Cung kính báo cáo tình hình, buổi chiều Tô Đại Thiếu Gia đã về tới biệt thự, chưa hề đi ra, chắc là vẫn đang nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi ông nội nhà cậu. Tô Thần Binh tối sầm mặt lại nói, tên nhóc đó sớm đã đi ra rồi, buổi tối còn đến Ngọc Chỉ Tiên Cảnh, gây ra một chuyện vô cùng lớn. Tiêu Đình, cậu làm ăn kiểu gì vậy hả, đường đường là cao thủ hóa kình mà ngay cả một tên phế vật đi cũng không kiểm soát được. Tô Thần Binh trách cứ nói. Đại Thiếu Gia đã từng đi ra sao? Tiêu Đình dừng một lát rồi lại nói, không thể nào, tôi vẫn luôn ở bên ngoài biệt thự, không hề thấy Đại Thiếu Gia đi ra. Ngu ngốc, lẽ nào cậu quên rồi, căn biệt thự này còn có cửa sau sao? Tô Thần Binh hỏi ngược lại. Cái này, Tiêu Đình như bừng tỉnh ngộ,
vội vàng quỳ một chân xuống đất, tự trách nói, là tôi sơ suất, mong ông chủ trách phạt. Đứng dậy đi, cái đồ bỏ đi Tô Thương đó, bản lĩnh gì không có, nhưng đầu óc cũng rất khá linh hoạt, chuyện này không trách cậu được. Tô Thần Binh nhấc tay lên nói, cảm ơn ông chủ. Sau khi Tiêu Đình đứng dậy, còn nghi ngờ hỏi, ông chủ, một mình đại thiếu gia đến Ngọc Chỉ Tiên Cảnh không xảy ra chuyện gì chứ? Nó vẫn tốt, nghe nói còn diễn một vở kịch hay nữa kìa, tôi chuẩn bị đi kiếm nó đây. Tô Thần Binh thản nhiên nói, nếu như nó đã từ chỗ này trốn đi thì sau khi rời Ngọc Chỉ Tiên Cảnh chắc chắn sẽ trở về lại đây, tôi cứ ở đây chờ nó vậy. Trên lầu 3 của biệt thự, Tô Thần Binh vừa đến thì Tô Thương đã phát hiện ra rồi, thế là anh liền ngưng hấp thụ linh khí trong cái thắt lưng. Cha, đúng là hiểu con cái không ai bằng cha mẹ, con sớm đã trở về rồi, cha đi lên đi. Lúc này, Tô Thương mở đèn trong phòng lên, đi đến bên cửa sổ, mở cửa kính ra, mỉm cười nhìn Tô Thần Binh nói. Thằng nhóc con, đúng lúc cha có chuyện muốn hỏi con. Tô Thần Binh nhìn thấy như vậy thì không có lựa chọn đi cầu thang mà tung người nhảy mấy cái từ cửa sổ vào phòng Tô Thương, đồng thời thuận tay đóng cửa kính lại, rèm cửa cũng được kéo lại. Ồ, cha, động tác này của cha cũng thuần thục ghê, chắc cũng hay trèo vào cửa sổ nhà người ta đúng không? Tô Thương trêu đùa nói. Đúng vậy, lúc cha vừa quen mẹ của con, bà ấy ở lầu 5, cha chỉ cần nhảy 2-3 cái liền leo lên được rồi. Tô Thần Binh đang nói thì phản ứng lại, mặt liền tối sầm lại nhìn Tô Thương, lạnh giọng nói, thằng nhóc thối tha, còn dám đùa giỡn với cha, muốn ăn đòn phải không? Ha ha! Tô Thương bật cười rồi nói, được rồi, cha, không nói nhảm nữa, cha tìm con để hỏi tối nay đã xảy ra chuyện gì đúng không? Con nói xem, Tô Thần Binh thúc giục hỏi, Tô Thương, thành thật nói xem, rốt cuộc chuyện là như thế nào, cảnh hàm hết lần này đến lần khác hãm hại con là thật sao? Tô Thương gật đầu rồi hỏi, vợ sắp cưới của con Lý Nguyệt đã đến nhà họ Tô tìm cha rồi sao? Tìm rồi, cha nói chuyện với nó rồi. Vậy thì con không còn gì để nói nữa, cô ấy chắc là đã kể hết cho cha rồi. Tô Thương nói. Tô Thần Binh nghe nói như vậy liền cau mày nói, chuyện Giang Tuyết Nhi 5 năm trước, còn có chuyện đem Lý Nguyệt ra cá cược lúc trước, cũng như chuyện cho nổ trường học đều là do cảnh hàm làm thật sao? Đúng vậy. Tô Thương thở dài một hơi rồi nói, cha, trưa nay Lý Nguyệt đến tìm con, cô ấy nói cô ấy nghi ngờ Tô Cảnh Hàm, kêu con phối hợp với cô ấy diễn một vở kịch, mục đích là vạch trần bộ mặt thật của Tô Cảnh Hàm, lúc đầu con còn từ chối. Bởi vì trong lòng con, Tô Cảnh Hàm là một người anh em tốt, còn có thể thay con chia sẻ khó khăn với cha. Tô Thương tiếp tục nói, nhưng sau đó, con đồng ý với Lý Nguyệt, mục đích là trả lại trong sạch cho Tô Cảnh Hàm. Để cô ấy sau này không còn nghi ngờ Tô Cảnh Hàm nữa. Nhưng con tuyệt đối không ngờ tới, Tô Cảnh Hàm, cậu ấy vậy mà lại chính miệng nói. Tô Thương đang nói lại cảm thấy đau lòng liền dừng lại một lúc, biểu lộ cảm xúc nắm rất đúng chỗ. Được rồi Tô Thương, đừng nhắc đến cái tên đáng khinh thường đó nữa, bây giờ đã có chứng cứ vô cùng xác thực, cha đã thu lại hết tất cả các chức vụ của nó rồi, còn cắt luôn thẻ ngân hàng của nó. Đồng thời cũng đã sai vệ sĩ đi kiếm nó về, cha tin rất nhanh thì có thể tìm được nó. Tô Thần Binh vỗ vai Tô Thương, an ủi nói, trong cuộc đời này, con người sẽ gặp vô số ngăn trở, cũng sẽ gặp rất nhiều người bụng dạ khó lường, quen rồi thì sẽ tốt thôi, đừng vì bất kỳ người nào mà gục ngã một cái thì hết gượng dậy được. Từ trong chuyện này có thể thấy được con dâu Lý Nguyệt cũng không tệ, nó có thể cảm giác được Tô Cảnh Hàm có vấn đề, đồng thời còn biết lợi dụng con để gài bẫy. Dẫn dụ được Tô Cảnh Hàm tự lật bài, đồng thời âm thầm ghi âm lại chứng cứ, không đơn giản mà. Tô Thần Binh hết sức hài lòng gật đầu, khẽ mỉm cười, đều nói người ngốc sẽ có ngốc phúc, đồ bỏ đi thì sẽ có vợ tốt. Tô Thương, con có ngốc bao nhiêu, bỏ đi bao nhiêu mới có được cơ hội cưới được người vợ như con dâu của cha chứ? Tô Thần Binh nói xong lại vỗ vai Tô Thương nghiêm túc nói, tên nhóc con, kiếp trước chắc chắn là một người hiền lành tích được nhiều phước đức lắm đây. Vốn dĩ nghe thấy những lời an ủi của cha thì Tô Thương còn cảm động đến mức sụt sùi. Nhưng khi nửa đoạn sau được nói ra Tô Thương liền trực tiếp sửng sốt, sắc mặt đen sầm lại. Có ai dèm pha con trai mình như vậy không, tôi bỏ đi chỗ nào hả? Sao hả? Tô Thần Binh cau mày nói, Tô Thương, nói con là đồ bỏ đi con còn không phục sao?
Nếu không phải là con dâu bắt được Tô Cảnh Hàm, thì con có thể biết được người đứng đằng sau là ai không? Nói không chừng muộn chút nữa thì con đã bị Tô Cảnh Hàm hại chết rồi, cái đồ bỏ đi này, sau này đối xử với con dâu của cha tốt một chút, nghe thấy chưa? Tô Thần Binh nói. Tô Thương xoa xoa mũi nói, cha à, con và Lý Nguyệt còn chưa kết hôn, trước mắt cô ấy còn chưa phải là con dâu của cha. Sớm muộn gì cũng phải thôi, đứa con dâu tốt như vậy, chắc chắn không thể để nhà khác cướp đi được, Tô Thương, con tốt nhất nên ngoan ngoãn chút đi. Tô Thần Binh nói, nếu như những chuyện lúc trước đều không phải là do con làm, vậy thái độ của Lý Nguyệt đối với con chắc chắn sẽ có chuyển biến tốt, con mau nắm chặt cơ hội, tranh thủ cưới về. Được được được, con biết rồi. Tô Thương đồng ý rồi nói, cha, đã muộn như vậy con nên đi nghỉ rồi, cha mau chóng trở về đi. Nhanh về đi, đừng làm phiền tôi tu luyện nữa, tôi lập tức là đặt chân đến luyện khí tầng thứ hai rồi, đến lúc đó việc đầu tiên là phải đi kiếm Thiếu Diện Phật để báo thù. Tô Thương không phải dạng lương thiện, nên cũng là thuộc dạng nhân vật có thù phải trả, ban ngày Thiếu Diện Phật dám xem anh như một con dê béo bở, món nợ này nhất định không thể bỏ qua như vậy được, cho nên Tô Thương nôn nóng muốn đột phát đến luyện khí tầng thứ hai. Tô Thần Binh vậy mà lại không rời đi, sắc mặt còn vô cùng nghiêm trọng nói. Tô Thương, bây giờ Tô Cảnh Hàm không còn nữa, con cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa, có những chuyện cha cảm thấy phải nói cho con biết, nhà họ Tô chúng ta gần đây gặp phải một chuyện vô cùng phiền phức liên quan đến tồn vong của nhà họ Tô. Liên quan đến sự tồn vong của Tô gia. Nghe đến đó, Tô Thương nhíu mày, lúc trước anh ấy đã nghe được một ít tin đồn, nhưng không nghĩ rằng lại nghiêm trọng như vậy. Cha, chuyện là như thế nào, Tô gia chúng ta vững mạnh như vậy, chỉ còn lại càng lợi hại hơn, là ai có mắt không chồng dám đụng vào Tô gia? Tô Thương hỏi. Ngẫm lại, chuyện này liên lụy quá lớn, cha chỉ có thể nói cho con biết, có một người rất mạnh muốn Tô gia chúng ta diệt vong. Tô Thần Binh nghiêm mặt nói, thời gian trước, người kia đã muốn ra tay, nhưng mà đã bị ông nội con đánh lui. Chuyện này Tô Thương đã từng nghe Hoa Thời Mạc nhắc qua, nhưng lại giả vờ không biết, nhẹ nhàng cười nói, ông nội lợi hại như vậy ạ, vậy còn có cái gì phải lo lắng, có ông nội ở đây, người kia sẽ không làm gì được. Biết cái gì mà nói. Tô Thần Binh liếc mắt nhìn Tô Thương rồi nói, ông nội con sử dụng quá nhiều chân khí, làm cho vết thương cũng bị tái phát, mặc dù có thể đánh lui người kia nhưng bản thân cũng bị thương nặng, hiện giờ không có sức để bảo vệ Tô gia. Cũng may là Hoa Thần Y tìm được cách cứu được ông nội con, dùng 9 cây kim tái sinh, trong vòng tối đa nửa tháng thì ông nội con có thể khỏi hẳn. Nhắc tới Hoa Thời Mạc, Tô Thần Binh khâm phục nói, Hoa Thời Mạc không hổ danh là thần y tài giỏi. Bình thường không khoe núi không khoe biển, không ngờ lại nghiên cứu ra kim châm trẻ hóa mà phương pháp châm này đã thất truyền từ lâu. Nếu có một hội nghị y học nữa được tổ chức ở Kinh Đô, ông ta nhất định sẽ được nổi tiếng. Ông ta nghiên cứu ra sao? Kha kha, phương pháp châm này là do chính ông đây truyền dạy cho ông ta đấy. Tô Thương âm thầm cười, còn hiếu kỳ nói cha, nếu ông nội có cơ hội khỏi hẳn thì sao cha vẫn còn lo lắng như thế? Ông nội con cần thời gian để khỏi bệnh mà cái người kia lại không cho chúng ta thời gian. Tô Thần Binh nói tiếp, hôm nay, cha nhận được thư Thiếu Diện Phật đưa tới, ý muốn lấy đầu của cha con chúng ta. Con chưa qua lại với võ cổ đại, nên chắc không biết Thiếu Diện Phật là ai, nói đơn giản một chút là thực lực của người đó thuộc top 3 Giang Bắc. Tô Thần Binh tiếp tục nói, trong tình hình này, ngoại trừ ông nội con ra, Tô gia chúng ta không có ai có thể cản được Thiếu Diện Phật cả. Nói xong, Tô Thần Binh thở dài, vẻ mặt lo lắng không biết làm thế nào. Thiếu Diện Phật, điều này không phải thật trùng hợp sao? Tô Thương nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không dễ phát hiện, lập tức tò mò hỏi, cha, người muốn diệt Tô gia kia mà cha vừa mới nhắc tới là Thiếu Diện Phật sao? Hiển nhiên không phải, Thiếu Diện Phật còn không có năng lực này, lúc đầu đối với Tô gia hết sức cung kính. Tô Thần Binh lắc đầu nói, nhưng sau khi ông nội con bị thương, không có ai áp chế Thiếu Diện Phật, dưới sự bày mưu tính kế của người kia, Thiếu Diện Phật mới lộ ra bản chất ác độc đối với Tô gia. Bây giờ Tô gia gặp phiền phức cũng là do Thiếu Diện Phật mà ra, hắn cho thời gian là 2 ngày, rõ ràng là muốn chúng ta phải chết. Tô Thần Binh thở dài một hơi nói, hai, đúng là nỗi bi ai của người thất thế mà. Ha ha, Thiếu Diện Phật, lão già này,
xem ra thật sự không cần phải sống nữa, chờ tôi đạt được luyện khí tầng 2, nhất định phải giết ông. Tô Dương hạ quyết tâm, sau đó nhìn thấy cha mặt mày ủ rũ, liền hỏi cha, cha định xử lý như thế nào? Cha vốn dự định đưa con ra nước ngoài tạm tránh sóng gió, nhưng sau khi nói chuyện với ông nội con, trong đầu liền bỏ đi ý định này. Tô Thần Binh nói, ý của ông nội con là, Tiếu Diện Phật không sợ bứt mây động rừng, đưa thư khiêu khích tới trước, hẳn là còn đang kiêng nể người kia, cho nên lúc này, trước hết Tô gia không thể tự đảo lộn được. Nếu như cha muốn mang con chạy trốn, có nghĩa là Tô gia chúng ta sợ Tiếu Diện Phật, chứng tỏ chuyện ông nội con bị trọng thương là có thật, hơn nữa Tiếu Diện Phật tất nhiên sớm đã có chuẩn bị, cha con chúng ta khả năng lớn sẽ bị Tiếu Diện Phật ngăn lại mà không đến được sân bay. Tô Thần Binh nói tiếp, kế hoạch hôm nay là kiên trì đáp lại Tiếu Diện Phật, nói cho hắn biết Tô gia không phải là quả hồng mềm, không dễ dàng tiêu diệt như thế. Nói như vậy, Tiếu Diện Phật sẽ không đoán không ra tình hình Tô gia, vì thế sẽ không dám tùy tiện ra tay. Tô Thần Binh lo lắng nói, lời cha đã nói ra, không biết có chấp áp được Tiếu Diện Phật hay không. Tô Thương gật đầu nói, ông nội lo lắng rất chu toàn, lúc này thực sự không thể không vững. Nếu không ngụy trang để nói cho Tiếu Diện Phật, Tô gia chúng ta sẽ không ngăn cản được người của ông ta. Chờ ông nội con khôi phục, chúng ta cũng không cần kiêng nể gì mặt cười Phật. Tô Thần Binh gật đầu, sau đó dặn dò Tô Thương, sắp tới con nên có nể nếp một chút đi, không có việc gì thì đừng ra ngoài, để tránh cho bị Tiếu Diện Phật để ý. Chuyện này không thể được đâu cha. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, như thế không phù hợp với phong cách của con. Trong tình thế này, con càng phải lên giọng, như vậy mới có thể đánh lừa được những người có hành động thầm kín với Tô gia. Tô Thần Binh suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, cũng đúng, Tô Thương, con có thể nghĩ được như vậy, cha thực sự vui mừng, điều này chứng tỏ con không hề ngốc, thậm chí đầu óc cũng rất thông minh sáng lạng đấy. Trời ơi, cha à, cái này mà vui mừng sao, yêu cầu của cha đối với con thấp như vậy sao? Tô Thương nghiêm mặt nói. Ha ha. Tô Thần Binh cười cười, sau đó nói, Tô Thương, năm nay con đã 20 tuổi rồi, cũng đã lớn rồi, nhưng mà từ giờ trở đi bắt đầu luyện tập cũng không phải là muộn. Cha đã nói với ông nội con rồi, chờ giải quyết xong chuyện Tiếu Diện Phật, sẽ đưa con đến Quốc Nhận tập luyện. Quốc Nhận là đội đặc nhiệm mạnh nhất Trung Quốc, con sẽ được đối xử khác khi đến đó. Nói đến đây, trên mặt Tô Thần Binh lộ ra nụ cười khác thường, ý tứ đối đãi khác biệt, rõ ràng. Mỗi ngày, cha, đừng, con không muốn đi Quốc Nhận. Tô Dương gạt bỏ nói. Ha ha, nói gì cũng vô dụng thôi, chuyện này cha đã quyết định rồi, để cho tiểu tử con cả ngày gây phiền toái cho cha à, còn dám lấy Tô Dực Cân uy hiếp cha. Tô Thần Binh nói ra một hơi ác ý, đắc ý cười nói, khi đến Quốc Nhận, sẽ không có ai coi con là Tô Đại Thiếu Gia hay Vương Đại Thiếu Gia, chỉ cần không nghe lời sẽ bị đánh, huấn luyện không đúng cách cũng phải bị đánh. Con chuẩn bị tinh thần tốt để bị đánh đi. Nói xong câu, Tô Thần Binh liền rời khỏi biệt thự ven sông, trong lòng xem ra cũng không tệ lắm, lo lắng lúc trước đều tan biến. Tô Thương cười khổ lắc đầu, đi đến bên giường, khoanh chân ngồi xuống. Đội đặc nhiệm Quốc Nhân này Tô Thương đã có nghe qua, được coi là đứng đầu trong binh chủng đặc chiến Hoa Quốc. Đáng nên nhắc tới chính là Quốc Nhân là do Tô Càn Khôn một tay sáng lập nên. Tô Càn Khôn chính là huấn luyện viên giỏi nhất Quốc Nhận. Nhưng sau khi chiến tranh bình ổn, Tô Càn Khôn xin nghỉ về quê dưỡng già, trở về phát triển Giang Bắc, cho nên mới có cơ nghiệp của Tô gia bây giờ. Tô Thần Binh cũng đã từng bước vào Quốc Nhận, còn mang theo một thành viên của Quốc Nhận, đó là Tiêu Đình. Tô Thương nhớ rõ, cha từng nói qua, thực lực của Tiêu Đình có khả năng thuộc top 3 ở Quốc Nhận. Mà Tiêu Đình chỉ là hóa kình trung kỳ. Nếu Tô Thương đạt được luyện khí tầng 2 thì có thể dễ dàng đánh bại. Huống hồ Tô Thương là người tu tiên, đến Quốc Nhận chỉ là lãng phí thời gian. Có điều là những lời này, Tô Thương nói cho cha, bây giờ thực lực không mạnh, trước hết cứ kệ đi đã, quan trọng vẫn là tu luyện. Tiếp theo, Tô Thương tay cầm thắt lưng, vận chuyển cửu u trấn ngục quyết, linh khí không ngừng tuôn ra từ thắt lưng, bị anh ấy hít vào vùng dưới rốn. Nhoáng một cái. Hai ngày trôi qua, Tô Thương vẫn ở trong phòng tu luyện, hai mắt khép hờ, linh khí xoay quanh toàn thân. Trong nháy mắt, anh ấy đột nhiên mở mắt ra, khóe miệng cười một cái nói, cuối cùng cũng đạt được luyện khí tầng 2.
Trải qua 2 ngày 2 đêm, Tô Thương đã hút khô toàn bộ linh khí trong thắt lưng, thành công đạt tới luyện khí tầng 2. Linh lực của tôi tăng gấp 2 gấp 3 rồi, bây giờ mà gặp được Tiếu Diện Phật, tôi tự tin có thể thoải mái đánh bại ông ta. Tô Thương cảm nhận sức mạnh của mình, nhẹ nhàng cười nói, mà Tiếu Diện Phật là cao thủ số 1 số 2 Giang Bắc, ngay cả cha mình cũng kiêng dè ông ta, ha ha, bây giờ mới tính là có thể tự lực bảo vệ chính mình. 2 ngày ở trong phòng khó chịu quá, đã đến lúc đi ra ngoài đi dạo một chút. Nghĩ đến đây Tô Thương quay sang nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rưỡi tối, liền định hẹn Lý Nguyệt đi ăn cơm tối và gì đó. Mặc dù anh ấy cùng với Lý Nguyệt mà nói chẳng qua là mới gặp nhau vài lần thôi, nhưng lại sinh ra không ít cảm tình. Đầu tiên Lý Nguyệt là vợ chưa cưới của Tô Đại Thiếu Gia, tiếp theo Lý Nguyệt và Thanh Hoàng Nữ Đế có dáng vẻ giống nhau như đúc, các lý do kết hợp lại, làm cho Tô Thương rất thích Lý Nguyệt. Đương nhiên nguyên nhân chính là bởi vì Lý Nguyệt quá đẹp, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, còn đẹp hơn tiên nữ ở trong đảo tiên nữ. Hạ quyết tâm, Tô Thương gọi điện thoại cho Lý Phi Tuyên, nhẹ nhàng cười nói, vợ à, tối nay có rảnh không, cùng nhau ra ngoài ăn cơm tối nhé. Tô Thương. Lý Nguyệt ở bên kia điện thoại lo lắng trả lời, anh còn có lòng dạ để ăn cơm à, 2 ngày nay anh làm cái gì, vì sao em gọi điện thoại anh không nghe máy, Tô gia xảy ra chuyện lớn anh có biết không? Tô Thương nhíu mày, nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Cao thủ đứng đầu kim tự tháp Giang Bắc Tiếu Diện Phật, không biết vì sao mà hôm qua nói đêm nay phải giết sạch Tô gia. Lý Nguyệt lo lắng nói, anh bây giờ đang ở đâu, không xảy ra chuyện gì chứ? Tiếu Diện Phật, lão già không sợ chết này, ông đây còn chưa tìm ông tính sổ, mà ông ngày càng lộng hành. Như thế cũng đúng lúc, đêm nay tôi đây sẽ xử ông. Suy nghĩ đến đây, Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, anh không sao, được rồi, vợ à, em không cần lo lắng, Tô gia cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Anh nói có thật không, 2 ngày nay đại gia tộc Giang Bắc, ngoại trừ nhà họ Vương gia, toàn bộ đều xa lánh Tô gia. Cho rằng Tô gia khó có thể thoát được kiếp nạn này. Lý Nguyệt quan tâm nói, Tô Thương, anh tốt nhất đừng lộ mặt, tìm cơ hội đi ra nước ngoài một thời gian đi, Tiếu Diện Phật không phải dễ động vào đâu. Đừng lo lắng cho anh, yên tâm đi, anh còn có việc phải làm, anh cúp điện thoại trước đây, khi nào rảnh sẽ hẹn em đi ăn cơm. Tô Thương trước là an ủi Lý Nguyệt, sau đó tắt điện thoại rồi bấm gọi Tô Thần Binh. Cha, Tô gia xảy ra chuyện phải không? Điện thoại vừa kết nối tới, Tô Thương liền hỏi. Làm sao con biết? Tô Thần Binh mệt mỏi hỏi. Chuyện ầm ĩ như vậy, con không biết thì cũng khó. Tô Thương nói tiếp, sao cha không nói cho con biết, dù sao con cũng là đại thiếu gia của nhà họ Tô. Nhóc con, một là con không có quan hệ, hai là con không có thực lực, chỉ là một phế vật, nói cho con biết có ích gì sao? Tô Thần Binh thản nhiên nói, cha muốn xin trợ giúp từ thành phố. Với những cống hiến của cha và ông nội con đã làm cho thành phố, có thể thành phố sẽ cử người đến giúp chúng ta. Đêm nay liên quan đến sự tồn vong của Tô gia, ở trong nhà và bên ngoài Tô gia, cha đã giăng lưới, sẵn sàng chiến đấu với Tiếu Diện Phật cho đến chết. Con cứ ở lại biệt thự ven sông cho thật tốt đi, không có ai biết con đang ở đó, nếu Tô gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tiêu Đình sẽ đưa con rời khỏi Giang Bắc. Tô Thần Binh giọng chứa đầy buồn bã. Nói tiếp, đến lúc đó, con phải đến biên giới tìm chị con sẽ bảo vệ cho con. Nghe được những lời này, Tô Thương trong lòng rất khó chịu, nhịn không được mà hỏi cha, Tiếu Diện Phật không phải sợ ông nội của con sao, sao lại đột nhiên muốn tiêu diệt Tô gia? Tô Cảnh Hàm. Tất cả là do Tô Cảnh Hàm ngấm ngầm dở trò. Tô Thần Binh nghe thấy vậy liền cắn răng nói, theo lệnh của ông nội con, cha đã nói những lời cay nghiệt để đáp lại Tiếu Diện Phật. Còn hù dọa hắn. Chính là Tô Cảnh Hàm ăn cây táo rào cây sung, đúng là đồ chó má, còn đem chuyện ông nội con bị bệnh nặng không thể rời khỏi giường nói cho Tiếu Diện Phật biết. Thôi bỏ đi, cha không nhắc lại nữa, Tô Thương, sau này phải nghe lời của chị con đấy. Dứt lời, Tô Thần Binh liền cúp điện thoại. Mẹ kiếp, muốn tiêu diệt Tô ra sao, có tôi ở đây, để xem mấy người hủy diệt Tô ra bằng cách nào. Tô Thương cất điện thoại. Nhếch miệng cười, ánh mắt nghiêm nghị. Tiếp theo, Tô Thương tránh được sự theo sát của Tiêu Đình, mượn bóng đêm rồi một mình rời khỏi biệt thự ven sông. Như lời cha nói, Tô Thương biết được đêm nay Tiếu Diện Phật sẽ ra tay với Tô gia,
cho nên anh ấy phải đến trước khi Tiếu Diện Phật ra tay. Tô Thương không biết Tiếu Diện Phật ở đâu, nhưng anh ấy khẳng định, chỉ cần anh ấy lấy thân phận Huyền Thiên Tiên Đế hiện thân ở chợ đen thì Tiếu Diện Phật sẽ xuất hiện. Dù sao lần trước, chính mình đã cắt một cái tai của Tiếu Diện Phật, làm nổi giận đối phương, chắc hẳn Tiếu Diện Phật hận mình thấu xương tủy. Ý thức được điều này, Tô Thương xuyên qua đêm tối đến thẳng chợ đen Cửu Môn. Trên đường, anh ấy cải trang, Tô Thương lại biến thành Tô Huyền Thiên. Khoảng nửa tiếng sau, 8 giờ, Tô Thương có mặt ở chợ đen Cửu Môn. Tô công tử. Ngay lúc này, hai người bảo vệ không hề ngăn cản Tô Thương, mà còn cười nói chào hỏi với Tô Thương. Vì thái độ của đối phương tốt, Tô Thương đương nhiên gật đầu đáp lại, chuẩn bị đi vào chợ đen. Tô công tử, xin dừng bước, lúc này có một người bảo vệ nói. Tô Thương nhíu mày nói, là như thế nào? Tại sao lại không cho tôi vào? Tô công tử hiểu lầm rồi, tôi chỉ là muốn nhắc nhở anh một câu, hãy cẩn thận một chút, Tiếu Diện Phật hai ngày nay liên tục hỏi thăm tin tức của anh. Người bảo vệ này giải thích nói. Tôi biết rồi, cảm ơn. Tô Thương thản nhiên trả lời rồi bước đi vào Ngọc Chỉ Tiên Cảnh chợ đen Cửu Môn. Sau khi anh ấy đi, người bảo vệ khác nói, xem ra thanh niên này là Tô Huyền Thiên không hề sợ Tiếu Diện Phật. Khí thế mà người này toát ra lần trước không hề yếu hơn Tiếu Diện Phật, ít nhất cũng là hóa kình đỉnh cao. Người bảo vệ bên cạnh cười nói, với thực lực của anh ấy, hiển nhiên không sợ Tiếu Diện Phật, chỉ là không biết ai mạnh hơn ai. Nghe nói lần trước Tiếu Diện Phật không cẩn thận, bị Tô Huyền Thiên cắt một lỗ tai, nếu như trực tiếp đối đầu mà nói, tôi nghĩ Tiếu Diện Phật sẽ hơn. Một người bảo vệ nói, chờ xem kịch hay đi, Tiếu Diện Phật sẽ nhanh đến đây thôi, ông ta bực bội hai ngày rồi, bọn họ chắc chắn sẽ có một trận chiến lớn. Chấm chấm. Lúc này Tô Thương đang đi dạo quanh chợ đen. Mặc dù anh ấy đến đây lần thứ hai, nhưng lại thu hút sự chú ý của nhiều võ giả cổ. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, lỗ tai của Tiếu Diện Phật là do anh ấy cắt bỏ. Anh ấy chính là Tô Huyền Thiên sao? Vậy sao còn trẻ như vậy? Đến Tiếu Diện Phật mà cũng dám trêu chọc, không biết anh ấy là người tu luyện tự do hay là đệ tử môn phái nào? Cao thủ hóa kình mà trẻ tuổi như vậy, chắc cũng chỉ có những môn phái lớn mới có thể đào tạo được. Đông đảo võ giả cổ lén bàn tán, thỉnh thoảng đánh giá Tô Thương, đối với Tô Thương tràn ngập tò mò. Tô Thương không để bụng, tiếp tục đi dạo chợ đen, muốn xem có thể gặp được thứ hiếm lạ gì không. Tin tức Huyền Thiên Tiên Đế đi vào Cửu Môn chợ đen rất nhanh truyền đến tai Tiếu Diện Phật. Tiếu Diện Phật đang chuẩn bị đi tiêu diệt Tô gia thì nghe được tin tức này, liền quyết định đi giải quyết Huyền Thiên Tiên Đế trước. Cả đời này, tôi chưa từng chịu cảm giác uất ức như thế này, Tô Huyền Thiên, mày cắt của tao một cái lỗ tai, tao sẽ bắt mày trả giá bằng cả mạng sống của mày. Tiếu Diện Phật tức giận, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong bóng tối, đi thẳng đến Cửu Môn chợ đen. Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Tô Thương. Hết tập 2.